chương 81, tự tìm đường chết. Huỳnh nhân, thấy rõ bóng người đang chắn ngay trước mặt, liễu phi tuyết không khỏi kêu lên một tiếng, vành mắt cô cũng đã ửng đỏ. Cô không ngờ rằng huỳnh nhân lại đến thật. Đưa tiểu như đi đi. Huỳnh nhân đầu cũng không quay lại nói, giọng anh lạnh lùng đến cùng cực. Trong mắt liễu phi tuyết là vẻ kinh ngạc không nói rõ thành lời. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một huỳnh nhân lạnh lùng và bừng bừng chết chóc như vậy. Liễu phi tuyết không trần trừ quá lâu, Cô lập tức ôm lấy Huỳnh Như rồi bước vào thang máy. Trong cả quá trình, Liễu Phi Tuyết dùng tay che kín mắt Huỳnh Như, không để con bé phải nhìn thấy một màn thô bạo kia. Lúc này, Thiều Hải Hà cũng kịp hoàn hồn lại, anh ta chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng. Dùng một tay xoa đầu, Thiều Hải Hà bất ngờ sờ được một mảng chất lỏng lạnh ngắt và dính dính, đó chính là máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy đầu mình chảy máu, Cả gương mặt Thiều Hải Hà bỗng chốc trở nên vặn vẹo, hầm hầm ý muốn giết người mà nhìn về phía Huỳnh Nhân. "Huỳnh Nhân, anh năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của tôi, tưởng nhà họ Thiều chúng tôi không dám động vào anh thật à? Khi nào nhà họ Thiều động vào tôi thì tôi không biết, nhưng hôm nay chắc chắn anh phải chết." Dường như giọng nói của Huỳnh Nhân mất đi hết tất cả tình cảm mà nhân loại vốn có, độ ấm trong giọng nói ấy cũng giảm đi trong nháy mắt. "Chỉ bằng anh thôi sao?" Thiều Hải Hà nghe vậy bèn lập tức cười lớn, trong mắt anh ta thoáng vẻ âm u. Thứ bỏ đi 5 năm trước nằm bò trước mặt em gái tôi như một con chó mà cũng dám ăn nói ngông cuồng, anh chỉ có quen biết được vài ba người mà thôi, không thể thay đổi được sự thật rằng anh là một thằng bỏ đi đâu. Huỳnh Nhân lắc đầu, anh dùng vẻ mặt thương hại nhìn về phía Thiều Hải Hà. Xem ra anh chẳng biết gì về tôi cả. Thiều Hải Hà chết đến nơi rồi nhưng vẫn không cảm nhận được, anh ta nhìn Huỳnh Nhân, vẻ mặt tức giận ban đầu tôi còn định ra tay với anh muộn hơn chút ai ngờ anh lại tự dâng mình tới cửa tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân này anh muốn diễn mà được à tôi có thể có trách nhiệm mà thông báo với anh rằng tối nay anh phải chết nếu phi tuyết cũng không thoát được đâu bên ngoài đều là người của tôi không ai có thể thoát khỏi thiên la địa võng mà tôi đã bày thiêu hải hà hãy còn đang thử chọc tức huỳnh nhân anh ta muốn nhìn thấy vẻ căm phẫn hoặc sợ hãi trên gương mặt anh song điều khiến anh ta thất vọng là từ đầu đến cuối vẻ mặt huỳnh nhân vẫn lạnh lùng vô cùng. Trừ vẻ lạnh lùng ra còn thêm một chút thương hại. Anh bước tới bên cửa sổ, chỉ tay về hàng xe xếp giày đặc phía không xa, lạnh nhạt hỏi. Ý anh là mấy cái xe kia à? Không sai, những chiếc xe ấy đều là tinh anh của nhà họ thiều chúng tôi. Thiều Hải Hà không ngừng cười lớn. Tuy nhiên mới nói được một nửa, anh ta bỗng im bặt như diều đứt dây. Như thể nhìn thấy một chuyện khó có thể tin được nào đó, thiêu hải hà há, há hốc miệng, tròng mắt trợn tròn, chỉ thấy một người phụ nữ khoác áo da và quần da màu đen xuất hiện gần chỗ những chiếc xe kia. Cô ta lấy ra một thứ đồ đen như mực từ trong lòng rồi ném xuống phía dưới gầm xe. Làm xong, cô ta lại chậm chậm quay người lại, ầm ầm, khoảnh khắc quay người, mấy chiếc xe kia đều ầm ầm nổ tung, ánh lửa ngút trời tạo thành một mảng mây hình nấm sông thẳng lên trời cao. luồng khí mạnh mẽ khiến cây cối xung quanh nghiêng nghiêng ngả ngả mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp của Lưu An cũng bị thổi bay. Quy mô của vụ nổ cực lớn, song Lưu An không hề quay đầu. Một kẻ mạnh thì sẽ không bao giờ quay lại nhìn trận nổ. Cô ta, cô ta. Thiêu Hải hà hãi hùng gần chết mà nhìn bóng hình Lưu An phía dưới, anh ta sợ mất mật. Trong tay người phụ nữ đó là cái gì vậy? Lựu đạn sao? Mắt huỳnh nhân khẽ híp lại, vẻ mặt anh thoáng tia nguy hiểm, nói từng chữ một giờ thì anh còn cậy được gì nữa phịch hai chân thiều hải hà mềm oạt ánh mắt anh ta dại ra mà nhìn về phía huỳnh nhân hoàn toàn ngớ người vậy mà vệ sĩ của anh ta lại bị tiêu diệt hết sạch chỉ bởi một người phụ nữ nếu anh nhắm đến tôi thôi thì có lẽ sẽ không chết nhanh như thế nhưng anh lại có ý đổ với cô ấy vậy thì thần tiên cũng không cứu nổi anh nữa rồi giọng nói của huỳnh nhân lạnh lùng như phán quan sao đòi mạc dọa thiều hải hà cả người run rẩy như thể bị ném vào một cái động tối ngòm lặng ngắt, không dám động đậy. Sao phán quan, một chức quan của âm phủ, nhiệm vụ chính là quản lý tuổi thọ loài người, báo ứng thiện ác, trừng phạt ác quỷ. Không đúng, anh sẽ không dám giết tôi. Bỗng nhiên non thiều hải hà như thể nghĩ ra được điều gì đó, anh ta chẳng còn sợ hãi mà bật cười. Anh có giỏi nữa giỏi mãi thì cũng là người của nhà họ liếu, hiện giờ 99% người nhà họ liễu đều nương nhờ nhà họ thiểu chúng tôi, tôi mà chết thì bọn họ cũng phải chôn cùng. Anh nhẫn tâm nhìn một màn như vậy sao? Huỳnh nhân hơi hơi hít mắt, giọng nói anh lạnh lùng. Anh đang uy hiếp tôi. Không sai, tôi uy hiếp anh đấy. Thiều Hải hà tưởng Huỳnh nhân sợ, bèn cười càng to hơn. Huỳnh nhân, tôi thừa nhận 5 năm trước anh là một kẻ bỏ đi chẳng làm nổi thứ gì, song vẫn như cũ, Minh Châu phải do tứ đại hào môn quyết định, tôi muốn anh chết là anh phải chết tôi nghĩ anh đã nhầm một chuyện huỳnh nhân than nhẹ một tiếng đầu tiên anh mà lấy nhà họ liếu để uy hiếp tôi thì đúng là quá sai lầm tôi sẽ không quá quan tâm đến sống chết của bọn họ thứ hai huỳnh nhân ngừng một lát đoạn anh lên tiếng với giọng điệu diễu cợt tứ đại hào môn mạnh lắm à nói đoạn huỳnh nhân bèn bước về phía thiều hải hà một phát sách tóc anh ta lên tiếp đó thì đập mạnh về phía tường đừng trong mắt thiều hải hà ngập tràn vẻ sợ hãi, anh ta hét lớn. Đại sư mã, anh còn không mau tới cứu tôi. Hửm, nghe được câu ấy, bàn tay nắm đầu thiều hải hà của huỳnh nhân chợt ngừng lại. Anh cảm nhận được sau lưng mình có thêm một người. Nhóc con, làm người phải biết khoan dung, hành sự phải biết điểm dừng, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn thả anh ta ra, đừng có mà tự chuốc lấy bẽ mặt. Người phía sau lạnh lùng cười không ngớt. Anh là ai? Huỳnh Nhân chậm chậm quay người lại, anh hít mắt, đánh giá người đàn ông đằng sau mình. Hai tay anh ta chắp phía sau lưng, mặt mũi bình thường, làn da ngăm đen, song bộ trang phục kiểu tôn trung sơn màu đen cùng với đôi giày vải trên người đã tỏ rõ thân phận của anh ta. Thiều Hải hà thoát được một kiếp, thấy vậy bèn hả hê bật cười. Huỳnh Nhân, anh xong đời rồi, đây là đại sư mã, mã trung từ hiệp hội võ đạo mà tôi mời về với một số tiền lớn, thực lực rất mạnh anh còn không mau buông tôi ra mà dập đầu xin tha tâm trạng tôi mà tốt thì có thể tha cho anh một mạng hiệp hội võ đạo đôi mắt huỳnh nhân thoáng vẻ sắc sảo anh nhớ kỳ hà huy cũng ở hiệp hội võ đạo mã trung kiêu ngạo mỉm cười thả cậu ta ra thì tôi cho anh bình yên rời đi đừng ép tôi phải ra tay bằng không anh sẽ phải ngồi xe cứu thương về đấy tuy nhiên huỳnh nhân lại từ từ nhấc bàn tay đang túm chặt đầu của thiều hải hà lên huỳnh nhân anh muốn làm gì anh đừng có mà làm loạn thiều hải hà thấy vậy nét mặt bèn thay đổi ngay lập tức tiếp đó ở trước mặt mã trung huỳnh nhân tóm đầu thiều hải hà đập mạnh lên tường quỳnh mặt mũi thiều hải hà dính chặt với bức tường trong chốc lát cả gương mặt anh ta máu thịt lẫn lộn nom anh ta chẳng còn ra hình người nữa bất tỉnh ngay tại chỗ nét mặt mã trung cũng trở nên âm u nặng nề ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm huỳnh nhân anh xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao. Tôi nói rồi, hôm nay thần tiên có tới cũng không cứu được anh ta. Anh cũng muốn tự tìm đường chết à. Huỳnh nhân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mã Trung, tiếp đó khí thế của anh đột nhiên tăng vọt, làn khí chết chóc ngưng tụ ùn ùn càn quét về phía mã Trung. Trong chốc lát, cả người mã Trung sợ hãi đến độ đổ, đổ mồ hôi lạnh, anh ta lảo đảo, suýt chút nữa đã rơi xuống khỏi cầu thang. chương 82, Hạ thủ lưu tình Mã Trung bị khí thế của huỳnh nhân dọa sợ, cảm giác này rất giống cảm giác khi bị một con thú hoang dữ tợn nhìn chòng chọc. Song khi tập trung nhìn kỹ anh ta lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng, cỗ sát khí khiến người ta sợ hãi mới nãy đã không còn nữa. Bởi vì lúc này huỳnh nhân chỉ là một người bình thường, không mảy may có một chút khí thế của kẻ mạnh. Do đó Mã Trung vừa mới hãi hùng toát mồ hôi lạnh kia bèn lạnh lùng cười một tiếng. Hóa ra chỉ là thùng rỗng kêu to, dọa tôi sợ đấy. Ban đầu tôi không định ra tay với một kẻ bình thường như anh, xong là anh tự tìm đường chết, đã thế thì đừng trách tôi thủ đoạn ác độc." Nói đoạn, Mã Trung bèn bày ra tư thế, định bụng đánh về phía huỳnh nhân. Nhưng khi anh ta còn chưa ra tay thì đã cảm nhận được cỗ khí thế mạnh mẽ lần thứ hai. Anh ta quay đầu nhìn theo bản năng, chỉ thấy góc tối trên hành lang có một người phụ nữ khoác áo da đen đứng đó và nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh lùng. Nếu nói sát khí của huỳnh nhân chỉ là ảo giác trong phút chốc thì sát khí của người phụ nữ này sẽ là một cơn bão táp, mù mịt và luồn lách mọi ngóc ngách. Giữa lúc hoang mang, Mã Trung cảm nhận được một luồng hơi thở giết chóc ập đến ngay trong kinh đô của mình, hơi thở ấy giống như dòng nước lũ mạnh mẽ, trong nháy mắt đã xối cạn ý chí chiến đấu khó khăn lắm mới tích tụ lại được của anh ta. Huỳnh nhân lạnh nhạt nhìn một màn ấy, tuy rằng tên Mã Trung này tự xưng là người có võ, nhưng cũng không luyện được thì sao có thể đấu nổi với một sát thủ chuyên nghiệp giết người không đếm xuể như Lưu An chứ. Lần này Huỳnh Nhân không ngăn cản, mặc kệ Lưu An giải phóng bản tính, xuống giao giết người. Ra tay với Huỳnh Nhân bọn họ còn có khả năng giữ lại cái mạng, xong bọn họ lại cứ nằng nặc nhắm vào Liễu Phi Tuyết, hành động đó đã chạm trúng vảy ngược của Huỳnh Nhân, thần tiên cũng chẳng thể cứu nổi. Vụt, bóng dáng Lưu An lướt qua, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Mã Trung. Cùng lúc đó, tay cô ta đánh ra một đòn, Mã Trung không có sức kháng cự, bị Lưu An tóm chặt cổ họng, sau đó giơ thẳng lên cao. "Cô, con người của Mã Trung đột nhiên thu nhỏ, nét mặt anh ta tái nhợt, ở trước mặt Lưu An, anh ta chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh không chịu nổi một đòn. Kẻ xúc phạm thiếu chủ, đáng chết." Lưu An hầm hầm sát khí, cô ta lạnh lùng lên tiếng, bàn tay đột ngột dùng thêm lực. "Reng reng reng." Tuy nhiên giữa lúc Lưu An chuẩn bị bẻ gãy cổ của Mã Trung thì tiếng chuông điện thoại trói tai đột ngột vang lên. Vừa nhìn thấy là Liễu Phi Tuyết gọi đến, Huỳnh Nhân bèn lập tức bảo Lưu An dừng tay, anh sợ Liễu Phi Tuyết nghe được âm thanh giết người. Huỳnh Nhân đi tới một chỗ yên tĩnh rồi mới nhận điện thoại của Liễu Phi Tuyết. Phi Tuyết, giọng điệu anh dịu dàng vô cùng, khác hoàn toàn với một Huỳnh Nhân lạnh lùng trước đó. Chuyện đề cử, lương duyên oan nghiệt. Ngoặc kép ngoặc kép. Ở đầu bên kia điện thoại, Liễu Phi Tuyết không lên tiếng, song Huỳnh Nhân có thể nghe được tiếng thở dồn dập của cô. Một lúc lâu sau, Liễu Phi Tuyết mới cất lời. Anh, có thể xuống đây không? Ban nãy có vụ nổ, tiểu như cứ khóc đòi ba mãi. Giọng điệu của Liễu Phi Tuyết có hơi cứng ngắc, nếu không phải lúc bày tỏ tình cảm thì dưới tình huống thông thường cô rất khó có thể nói ra những lời ỉ lại như thế. Huỳnh Nhân trầm ngâm trong chốc lát, đoạn gật đầu nói. Được, cúp điện thoại, Huỳnh Nhân lạnh nhạt liếc Mã Trung một cái. Coi như anh gặp may, hôm nay tạm tha cho anh một mạng, nếu anh còn giúp đỡ nhà họ Thiều thì không chỉ có anh mà toàn bộ hiệp hội võ đạo đều sẽ biến mất hết. Chúng ta đi. Khổ khổ. Mã Trung may mắn vớt lại được cái mạng, anh ta mềm hoạt ngồi bệt trên mặt đất, há to miệng hít lấy từng luồng không khí trong lành. Trước đây anh ta chưa từng cảm thấy không khí lại ngọt ngào đến vậy như bây giờ. Đợi đến khi hoàn hồn trở lại, trong mắt Mã Trung lập tức ngập tràn vẻ chết chóc. Hai đứa Oát con rồng qua sông mà cũng dám ra tay với tao, đúng là không xem hiệp hội võ đạo ra gì mà. Người học võ ở Minh Châu rất ít, về cơ bản đều thuộc hiệp hội võ đạo cả và gần như nằm trong vòng tròn quen biết của Mã Trung. Anh ta chưa từng gặp Huỳnh Nhân và Lưu An, tất nhiên sẽ coi hai người thành rồng qua sông sao tới từ một thành phố khác. Sao rồng qua sông, chỉ những người có quyền thế từ nơi khác đến mã trung rút điện thoại ra và gọi một cuộc alo anh thiên quân em bị hai đứa rồng qua sông dạy dỗ thiếu chủ tại sao không để tôi giết anh ta đi cũng không phải chuyện gì mất quá nhiều thời gian mà ở một bên khác lưu an có hơi không hiểu mà dò hỏi trong mắt cô ta quả thật bẻ gãy cổ mã trung dễ như trở bàn tay vậy huỳnh nhân lắc đầu nghiêm mặt bảo tôi biết nhưng giết người thì dễ dọn xác thì khó Ít nhất cũng phải tốn một khoảng thời gian dài, vợ con tôi không đợi được." Lưu An gật đầu, non cô ta như đang suy nghĩ điều gì đó. Mới nãy cô ta chỉ lo mỗi vụ giết người. Có điều tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta một cách dễ dàng như vậy đâu." Trong mắt Huỳnh Nhân khẽ lóe lên một tia sắc bén. "Tôi muốn mượn tay nhà họ Thiều để giết Thiều Hải Hà." Nghe vậy, khắp người Lưu An lập tức chấn động, cô ta phấn khởi nhìn về phía Huỳnh Nhân cuối cùng thì thiếu chủ cũng ra tay với nhà họ thiều rồi. Sau khi tạm biệt Lưu An, Huỳnh Nhân lập tức đi tới xe của Liễu Phi Tuyết. Kết quả anh còn chưa lên xe đã nghe thấy tiếng khóc của Huỳnh Như. Tiểu Như nín khóc nào, ba con sắp về đây rồi. Liễu Phi Tuyết ôm lấy con bé không ngừng dỗ dành. Ba ơi, con muốn ba cơ, Huỳnh Như khóc rất to, con bé còn chưa thoát khỏi sự hoảng sợ trước đó. Liễu Phi Tuyết cũng hơi gấp gáp, lúc này, Giọng nói của Huỳnh Nhân lập tức vang lên. Tiểu Như, ba ở đây. Trông thấy ba về, Huỳnh Như nín khóc mỉm cười ngay lập tức. Con bé giang rộng đôi tay nhỏ bé và chui vào lòng Huỳnh Nhân. Trước tiên ôm thật chặt, sau đó mới vừa nức nở vừa khó chịu nói. Ba đi đâu thế, mãi ba mới về. Ba đi đánh kẻ xấu. Huỳnh Nhân mỉm cười xoa đầu Huỳnh Như, bảo. Đánh cho kẻ xấu dám bắt nạt mẹ với Tiểu Như chạy đi rồi. Thật à? gương mặt huỳnh như hớn hở ba giỏi quá trông thấy con gái bật cười lòng huỳnh nhân cũng mãn nguyện vô cùng thiêu hải hà đâu đợi tâm trạng của con gái ổn định rồi liễu phi tuyết mới nhìn huỳnh nhân vẻ mặt cô nặng nề lên tiếng hỏi huỳnh nhân lắc đầu anh ta chưa chết nghe vậy liễu phi tuyết cũng rơi vào trầm lặng lời của huỳnh nhân ý tại ngôn ngoại cô có thể nghe ra được anh ta chưa chết chỉ bị thương rất nặng mà thôi thấy dáng vẻ mặt mày thâm trầm của Liễu Phi Tuyết, sao hình nhân có thể không biết cô đang nghĩ gì chứ? Anh bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kiên định nói. Anh đã nương tay rồi, anh ta động vào ai cũng được, duy chỉ không thể động vào em. Lòng Liễu Phi Tuyết cảm động vô cùng, khắp thế gian làm gì có người phụ nữ nào mà không muốn được người đàn ông của mình quan tâm cưng chiều chứ? Song với tính cách thanh tâm quả dục, Liễu Phi Tuyết định sẵn là sẽ không dễ dàng bộc lộ chân tình, cô chỉ nắm chặt vô lăng giỏi nói chúng ta về nhà thôi huỳnh nhân hãy còn đang chào con gái anh phát hiện hóa ra con bé đã ngủ mất rồi liễu phi tuyết lái xe cô bỗng nhiên muốn nói rồi lại thôi ngày mai có một bữa tiệc tối tài trợ anh huỳnh nhân khe khẽ mỉm cười vui vẻ đồng ý anh sẽ tham dự cơ mà chắc chỉ đến để góp quân số thôi anh đến thôi là tốt rồi liễu phi tuyết cười nhẹ tiếp đó cô không lên tiếng nữa im lặng cả một quãng đường nhìn phong cảnh hai bên vùn vùn chạy ngược, huynh nhân dần dần hít mắt lại, trong mắt anh xoẹt qua một tia chết chóc không dễ nhận ra. Kẻ bỏ đá xuống giếng thì nhiều mà người ra tay giúp đỡ thì ít, nếu đám người liên túy na đã dựa vào nhà họ thiều, vậy thì tiền mà nhà họ liễu kiếm được bọn họ đừng hòng lấy được dù chỉ một xu. chương 83, trò chơi mèo bắt chuột. Có người bảo rằng, ai có thể cưới thiều gia nguyệt về, vậy thì nửa đời sau hay thậm chí là kiếp sau sẽ không phải lo nghĩ nữa chỉ tiếc rằng, cho tới nay thì vẫn chưa ai là có thể đạt được điều này cả. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không, à, thật ra vẫn còn một người đàn ông đã có thể tiếp cận được Thiều Gia Nguyệt, nhưng người đó lại bỏ trốn đi mất. Quán rượu trên tầng cao nhất của tập đoàn Thiều Thị lại chỉ như một sạp hàng bé bé đối với cô ta, Thiều Gia Nguyệt dựa vào lan can, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ hảo hạc, nương theo cái lạnh đêm khuya mà thưởng thức cảnh đêm tại thành phố Minh Châu. Cảnh đêm tại thành phố Minh Châu vô cùng lộng lẫy và sáng lạt, nhưng ánh mắt của cô ta lại thoáng chút buồn phiền, vô hồn. Nhìn được một lúc, Thiều Gia Nguyệt cảm thấy có chút nhàm chán, đang tính rời đi thì bỗng nhiên phát hiện trước mặt mình là một người đàn ông. Gương mặt hoàn hảo, ra thế lại hiển hách, khiến cho anh ta và cô trông rất giống với một cặp tiên đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp. Nhìn người đàn ông này, Thiều Gia Nguyệt khẽ cười. Nụ cười xinh đẹp như thế, nhưng khi ở dưới ánh trăng thì lại trông ảm đạm vô cùng sao anh lại tới đây tới gặp cô người đàn ông khẽ mỉm cười lên tiếng trả lời chỉ với một mình tôi thì làm sao có thể khiến anh đi một đoạn đường thật xa từ yến lăng đến minh châu chứ dường như người đàn ông có chút bất lực chỉ còn cách ăn ngay nói thật được rồi tôi tới gặp em gái tiện thể đến gặp cô được chưa nhìn đi tôi vĩnh viễn luôn là người chỉ cần thuận mồm thôi thì đều sẽ được nhắc tới thiều gia nguyệt khẽ cười nói mà tôi thấy anh vừa mới xuống máy bay thế tại sao lại không đi gặp em gái trước đi chạy đến đây tìm tôi làm gì trên khóe miệng của người đàn ông khẽ hiện lên một nụ cười khổ sở nó sẽ không muốn gặp tôi đâu vậy thì tại sao tôi phải tự mình đi tìm nó chứ tìm gặp cô còn có lý hơn thiều gia nguyệt khẽ nheo mắt lại nếu anh còn dám nói dối tôi sẽ cho người ném anh từ chỗ này xuống dưới đấy người đàn ông không những không sợ hãi ngược lại chỉ bình thản nhún vai một cái rồi nói được rồi đúng thật là tôi có việc nên mới đến tìm cô nói xong biểu cảm của người đàn ông lập tức trở nên nghiêm túc anh ta chậm rãi giơ hai ngón tay lên hai việc tôi muốn cô lật đổ em gái tôi tôi không quan tâm rằng cô sẽ dùng thủ đoạn gì tốt nhất là phải khiến cho nó hoàn toàn không có cơ hội trở mình còn tôi thì sẽ ở sau làm dự bị cho cô cho dù là tài nguyên hay nhân lực tôi đều sẽ cho cô tất. Anh ta nói vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng, nhưng Thiều Gia Nguyệt lại nghe như là một trò đùa lớn, cô ta lập tức xì cười ra một tiếng. Anh đang nói giỡn với tôi sao? Cô xem dáng vẻ của tôi giống nói giỡn lắm à? Thiều Gia Nguyệt khẽ lắc đầu. Có được không? Ý của tôi là, tôi từ chối giúp anh. Nghe vậy, trên mặt người đàn ông lập tức biến sắc. Tại sao? Bởi vì căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ này được vẻ tươi cười trên mặt Thiều Gia Nguyệt nhanh chóng biến đi, giọng điệu cô ta lập tức trở nên trịnh trọng. Từ đại học là tôi đã nhận thức được rồi, rằng tôi không hề có cơ hội chiến thắng cô ấy. Chuyện cóp từ trang cộng tia ôm chuyện VN cộng. Nếu những lời này bị lan ra bên ngoài, vậy thì chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng tranh cãi rất lớn. Người được mệnh danh là yêu nữ nhà họ Thiều, Thiều Gia Nguyệt lại chính miệng thừa nhận rằng kỹ năng của mình không bằng người khác sao. Người đàn ông kia nhẹ lắc đầu, chỉ là bối cảnh của nó tốt hơn cô thôi nó có ba mẹ đối xử vô cùng tốt mà bây giờ em gái tôi đang trắng tay nếu như muốn đánh thắng nó vậy thì cũng dễ như trở bàn tay ấy mà ngoặc kép ngoặc kép lời nói của người đàn ông khiến cho thiều gia nguyệt lập tức trở nên thâm trầm thật lâu sau cô ta mới khẽ lắc đầu phủ định lại lời của người đàn ông nói anh không hiểu cô ấy nên mới nói vậy thôi đừng định nghĩa về cô ấy như vậy lời này vừa nói ra xong như thể vừa chịu một đả kích gì đấy rất lớn mặt của người đàn ông lập tức biến sắc tôi là anh trai của nó tôi không hiểu nó thì còn ai hiểu được đây từ nhỏ đến lớn hai người gặp qua mấy lần nói được mấy câu với nhau thế anh có biết làm cách nào mà cô ấy lại đến được đây không ánh mắt thiều gia nguyệt trở nên sắc bén cô ta lập tức tuôn ra một chàng chỉ có mỗi tôi là hiểu cô ấy nhất thôi người khác nghỉ ngơi cô ấy học tập người khác yêu đương cô ấy học tập Người khác ăn cơm ngủ nghỉ, cô ấy vẫn vùi đầu vào học tập, cô ấy như bọt biển vậy, không ngừng tiếp thu hết tất cả các phương diện tri thức, cho nên cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cô ấy đều sẽ hơn tôi một bậc. Ngay cả khi thành lập công ty, cô ấy cũng không tiêu một xu của nhà họ Liễu, toàn bộ đều là do cô ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn tôi thì sao? Sốt cuộc vẫn phải mượn tiền trong nhà nên mới có thể trở thành yêu nữ được mọi người kính sợ như bây giờ đấy nét mặt của người đàn ông đã sớm trở nên vô cùng khó coi nhưng anh ta vẫn cố chấp nói trước kia là trước kia hiện tại là hiện tại không thể đánh đồng được thiều gia nguyệt im lặng rất lâu lúc này cô ta mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông nói anh là anh trai của cô ấy thế tại sao lại muốn hại em gái mình như vậy chứ những lời này triệt để khiến cho anh ta rơi vào im lặng nét mặt lúc sáng lúc tối khi thì xanh mét khi thì không đành lòng cuối cùng là tràn đầy bất lực. Vì để cho nó về nhà, chỉ có khiến cho nó thất bại đến mức thân bại danh liệt thì nó mới dám trốn về nhà, nhìn chung toàn bộ Minh Châu, người có thể khiến cho nó rơi vào bước đường này cũng chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Đây là chủ ý của ai? Người đàn ông cắn răng đáp. Là chủ ý của tôi. Thiều Gia Nguyệt sâu xa nhìn anh ta một cái, rồi nói. Cô ấy sẽ hận anh cả đời. Vẻ mặt của người đàn ông có chút rung động nhưng trong lòng vẫn trước sau như một anh ta nói mặc kệ có thể khiến cho nó về nhà thì sao cũng được thiều gia nguyệt khẽ thở dài một hơi cô ta nói được rồi tôi sẽ giúp anh còn chuyện thứ hai thì sao nghe vậy tất cả những tình cảm chân thành trên mặt người đàn ông lập tức biến mất thay vào đó là vẻ tươi cười anh ta nói chuyện thứ hai sao đương nhiên là vì cô mà đến rồi chẳng phải cô cũng biết là tôi đang theo đuổi cô sao lần này tôi tới đây là để xin bố vợ cầu hôn cô cầu hôn xong tôi sẽ đi bây giờ anh có thể đi được rồi đấy tôi giúp anh mua vé máy bay thiều gia nguyệt vô cảm nói nói xong còn lấy điện thoại ra thấy thế người đàn ông vội vàng nói đừng mà sao có thể từ chối như vậy chứ tôi sẽ không chịu nổi đả kích này đâu sao cô lại nhẫn tâm thế dừng một chút như là nhớ tới gì đó người đàn ông sâu xa nhìn cô ta một cái rồi nói Cô sẽ không giữ canh cánh trong lòng chuyện tên nhóc kia trốn khỏi hôn lễ vào 5 năm, năm trước đâu nhỉ? Anh ta có cái gì tốt đâu, xuất thân thì hèn mọn, lại còn không phải người tốt nữa, sao có thể xứng với cô? Nói được một nửa, người đàn ông không nói nữa, bởi vì anh ta phát hiện thấy không biết từ khi nào ánh mắt của Thiều Gia Nguyệt đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, trông giống hệt như một con rắn độc nấp trong hang động có thể tùy thời mà lao ra tấn công người khác vậy, tràn ngập sát ý. Liễu bá lai, like, anh không cảm thấy anh nói nhiều lắm sao? Liễu bá lai like khẽ rụt cổ lại, lập tức ngậm miệng, mặt xám xịt mà rời đi. Hai việc, Thiều Gia Nguyệt chấp nhận một việc, từ chối một việc, kết quả không quá tệ, nhưng cũng không tính là quá tốt. Lúc này, một người đàn ông khẽ đi ngang qua Liễu bá lai, like, cả hai đều âm thầm liếc nhìn lẫn nhau, nhưng rất nhanh đã tách nhau ra. Thiều nghiêm hậm hực đi đến trước mặt Thiều Gia Nguyệt, hỏi. Chị họ, có khách tới à? cậu gọi tôi là gì cơ vẻ lạnh lẽo trên mặt thiều gia nguyệt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán lông mày mảnh khảnh khẽ nhíu lại cô ta lạnh lùng liếc thiều nghiêm một cái thiều nghiêm im lặng như ve sầu mùa đông sau đó nhanh chóng chép miệng nói vội đến mức đầu lưỡi như muốn thắt lại thiều chủ tịch thiều nét mặt thiều gia nguyệt khôi phục lại như bình thường bình đạm lên tiếng chuyện gì thấy thiều gia nguyệt bình thường trở lại rồi lúc này thiều nghiêm mới nhẹ thở hắt ra một hơi làm thư ký của thiều gia nguyệt thật sự khiến anh ta vô cùng đau lòng chủ tịch thiều tin tức mới vừa được truyền đến nói anh hải hà bị huỳnh nhân đánh cho hủy dung nghe thấy tin tức này thiều gia nguyệt nhẹ nhàng đáp lời rồi dừng lại hẳn thiều nghiêm không khỏi thốt lên anh hải hà bị hủy dung không phải ngài nên đi xem một chút sao không cần đi còn chuyện gì khác nữa không thiều gia nguyệt nhẹ nhàng bâng cua nói thiều nghiêm không khỏi dùng mình ngay cả anh trai mình xảy ra chuyện mà cũng không đi, người phụ nữ này thật bạc tình bạc nghĩa. Còn nữa, ngày mai tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ Liễu sẽ hợp tác tổ chức một buổi yến tiệc tối, những nhà tài trợ đều sẽ đi hết, trước mắt đã có 10 công ty tài trợ hạng mục này rồi. Sau khi Thiều Nghiêm lắc mình biến hóa thành thư ký của Thiều Gia Nguyệt xong, nhiệm vụ của anh ta đối với Huỳnh Nhân chỉ có một, đó chính là tìm hiểu nhà họ Liễu và tin tức của Huỳnh Nhân, cũng coi như anh ta chính là người nằm vùng theo dõi Huỳnh Nhân hiện tại anh ta, hiển nhiên đã trở thành gián điệp hai mặt. Phải không? Thiều Gia Nguyệt im lặng một lúc lâu sau, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Ngày mai, cậu lấy danh nghĩa tập đoàn thiều thị của tôi, đi tài trợ 8 ngàn vạn đi. Thiều Nghiêm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hai mắt anh ta lập tức trợn tròn. Chị họ, chị có nói sai gì không đấy? Lúc này Thiều Gia Nguyệt cũng mặc kệ sưng hô của Thiều Nghiêm, cô ta chỉ lạnh nhạt cười nói cậu cứ dựa theo lời tôi nói mà làm. Nhưng, Thiều Nghiêm vẫn không đoán được rằng rốt cuộc Thiều Gia Nguyệt muốn làm gì, nghĩ mãi không ra, nên anh ta cũng không nghĩ nữa. Nếu trong đầu Thiều Gia Nguyệt suy nghĩ cái gì mà vẫn bị người ta đoán được thì sao có thể là Thiều Gia Nguyệt chứ? Thiều Gia Nguyệt đi xuống tập đoàn Thiều Thị, ngay lập tức có một chiếc dài hơn bản Lincoln dừng lại ở trước mặt cô ta. Cô chủ, một quản gia trông khá lớn tuổi cung kính mà mở cửa xe ra cho cô ta. Thiều Gia Nguyệt vui vẻ gật đầu, từ giọng điệu cho đến cử chỉ, tất cả đều cực kỳ giống với một cô chủ nhà giàu yêu nhã. Chỉ là, đôi mắt của cô ta lại trở về thành màu xám trắng giống như dáng vẻ mất đi hứng thú với mọi thứ của trước kia. Nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, cùng với khối tài sản có thể sánh ngang với cả mộ quốc gia, lại thêm đầu óc với chỉ số thông minh cao mất ngưỡng, cuộc sống của Thiều Gia Nguyệt vốn đã không còn gì đáng nói nữa rồi. Thậm chí, có đôi khi cô ta còn tự hỏi rằng, bản thân mình tồn tại có ý nghĩa gì? Rốt cuộc chính mình đang muốn làm gì? Hai vấn đề này không hề có câu trả lời, hoặc cũng có thể nói, cô ta đang trên đường tìm kiếm câu trả lời. Vốn dĩ cô ta vẫn đang tìm kiếm đáp án của hai vấn đề này, cho đến khi biết tin người đàn ông đào hôn 5 năm trước đã trở về rồi, lúc này trong lòng cô ta mới khẽ dâng lên một tia hứng thú. Đây là trò chơi mèo vần chuột. Có thể một bên là mèo, một bên là chuột. Cũng có thể cả hai bên đều là mèo. Chương 84, cho một con đường sống. Sáng sớm ngày hôm sau, Huỳnh Nhân đứng một mình ở tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới. Bỗng nhiên, anh thấy được một vài bóng người quen thuộc mang vẻ mặt u ám đi vào bên trong tòa nhà, chính là đám người Liễu Cảnh Nhiên, Liên túy Na. Có thể nhìn ra được rằng họ vẫn không thể chấp nhận chuyện bị tuyên truyền từ cấp quản lý xuống cấp cơ sở chỉ trong phút chốc. Tuy nhiên, Huỳnh Nhân không có chút thương hại nào, có một số việc, nếu đã làm thì phải tính đến chuyện nhận được kết quả xấu nhất. Ngài Huỳnh, đây là tư liệu của Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cửu Châu, Chu Hào. Lúc này, Thiên Việt Bân với biểu cảm nghiêm túc đi vào văn phòng, anh ta đặt một chồng tư liệu chỉnh tề lên trên bàn của Huỳnh Nhân. Tham gia vào thương hội Hồng ưng làm anh ta lại một lần nữa thay đổi cách nhìn đối với Huỳnh Nhân, đi theo một người trẻ tuổi như vậy, vẫn ít khi nói cười một chút mới tốt. Vất vả rồi, Huỳnh Nhân cười với Thiên Việt Bân, sau đó bắt đầu đọc. Chu Hào, nam, nguyên quản lý cấp cao của công ty dược phẩm Hồng Thiên, 3 năm trước đây vì uống rượu sau đó làm chuyện khiếm nhã với nhân viên của công ty mà ngồi tù, bị đá ra khỏi công ty, ở nhà chờ sắp xếp việc làm 2 năm, sau khi công ty Cửu Châu bị nhà họ Thiều gia thu mua, dưới lời mời chân thành của Thiều Hải Hà, ông ta đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc của Cửu Châu. Đây là tư liệu của Chu Hào. Không tính là chi tiết tỉ mỉ nhưng lại bắt đúng trọng tâm. Thiên Việt Bân biết Huỳnh Nhân đang xuống tay điều tra sự kiện ngày 13 tháng 6 nhà họ Liễu nên anh ta đã cố ý lọc ra sơ lược của ba năm đó, vừa tiết kiệm thời gian, lại làm nổi bật ý chính. Huỳnh Nhân tán thưởng liếc mắt nhìn Thiên Việt Bân một cái, sau đó con người hơi nhíu lại, có thể kể cho tôi chi tiết về vụ việc quấy rối này được không? Thiên Việt Bân gật đầu, trịnh trọng nói. Chuyện này xảy ra ngay sau sự kiện ngày 13 tháng 6 một tuần vào 3 năm trước đây, ở tiệc ăn mừng, Chu Hào uống say, sau đó kéo một cô nhân viên tiếp rượu vào phòng vệ sinh, hơn nữa nữ nhân viên kia đã kết hôn rồi. Huỳnh Nhân gật đầu, hỏi lại, ông ta là người như thế nào? Tôi đã từng tiếp xúc với Chu Hào một vài lần, trầm tính ít nói, luôn luôn lấy công việc làm trọng, hơn nữa, đã 40 tuổi còn chưa lập gia đình. Đúng rồi, một người đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng như vậy sẽ đi quấy rối một nhân viên quèn ư. Anh có tin không? Huỳnh Nhân thích thú hỏi ngược lại. Nghe vậy, Thiên Việt Bân cũng nói: "Đây là chỗ có vấn đề, không ai cảm thấy Chu Hào sẽ làm như vậy cả, nhưng ông ta lại làm, hơn nữa lúc ấy không ai giúp ông ta sửa lại án xử sai, cảnh sát chỉ có thể nhanh chóng kết án." "Cảnh sát xử lý vụ án lúc ấy tên là gì?" Thiên Việt Bân nghĩ một lúc, sau đó báo ra một cái tên quen thuộc với Huỳnh Nhân. "Vương Trân." "Vương Trân sao?" trong đầu huỳnh nhân hiện ra một bóng lưng khí vũ hiên ngang ngay lập tức, rồi sau đó nói. Giúp tôi sắp xếp một chút, tôi muốn gặp vị cảnh sát phương này một lần. Đã rõ. Thiên Việt Bân lập tức lên tiếng, sau đó lấy ra một tấm thư mời tinh xảo dùng dây tơ vàng để đóng gói từ trong lòng ngực ra rồi đưa qua cho. Đây là thiệp mời tham dự buổi tiệc mà tập đoàn Cửu Châu gửi cho ngài, tất cả mọi tập đoàn có số má ở tòa nhà quốc tế đều được mời đến. Huỳnh Nhân tiện tay tái máy một hồi, cười nói dây tơ vàng cơ đấy xem ra thiều hải hà này cũng bỏ vốn gốc đó là tất nhiên thiên việt bân hùng hồn giải thích tòa nhà quốc tế là trung tâm của khu thương mại minh châu rất nhiều hạng mục lớn cải tạo thành thị mà trên kia phê xuống trước kia đều ở trong tay của tôi bây giờ thì ha ha thiên việt bân cười tiếp tục nói đều ở trong tay của ngài huỳnh nhân lại xua tay nói giao hết xuống chỗ của la bố đi tấm thiệp mời này cũng chuyển cho la bố luôn đi vâng thưa ngài huỳnh thiên việt bân biết rõ rằng ngài huỳnh khiêm tốn khép mình đặc biệt là những nơi phải xuất đầu lộ diện như thế này lại càng không thích vì thế anh ta cầm thiệp mời nhanh chóng rời đi rồi đến chỗ của người tổng phụ trách thiên việt bân đi rồi huỳnh nhân còn chưa kịp uống miếng nước thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên vừa thấy tên trên màn hình trên mặt huỳnh nhân bỗng chốc nở một nụ cười tươi sau khi kết nối được điện thoại anh nói ba làm sao vậy giọng điệu của liễu nham nghiêm túc một cách khó diễn tả huỳnh nhân ba chỉ tới hỏi một câu thôi chuyện tài trợ này như thế nào rồi con cũng đừng ép mình quá nếu thật sự không kéo được thì thôi chính ba sẽ tự nghĩ cách ba đã kéo được rồi không chờ liễu nham nói xong huỳnh nhân đã cười cắt đứt lời nói của ông ấy phía bên kia của điện thoại tạm dừng trong nháy mắt nhưng liễu nham rất nhanh đã hô lên một tiếng kinh ngạc con nói thật ư huỳnh nhân cười nói mấy thằng bạn của con vừa vặn kiếm được chút tiền trong mấy năm nay vừa nói với bọn họ một câu họ đã đầu tư rồi nghe xong lời của huỳnh nhân liễu nham lại không nói chuyện nữa mà là trực tiếp lâm vào bên trong quãng im lặng lâu dài thật lâu sau mới cười chua xót nói huỳnh nhân ba không phải thằng ngu căn bản không tồn tại cái gì gọi là tình người và sự may mắn cả con nói thật cho ba tất cả mọi thứ đi, có phải đều là do một mình con đứng ra giải quyết hay không? Huỳnh nhân im lặng một lúc lâu, rồi trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, sao con lại làm được? Lúc này đây, Huỳnh nhân lại ngoài dự đoán mà không hề trả lời, hiện tại, anh không thể để cho bất kỳ người nào biết được bí mật của bản thân. chương 85, chó ăn phân, không đổi được. Sự việc giống vậy, lại còn xảy ra ở khâu cơ sở, đám người liên thúy na, liễu đông quân, liên hồng vân, liên cát tường đều dồn dập bị điều đi. Một mình huỳnh nhân ngồi yên ổn trong văn phòng, vẻ mặt hờ hững, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc, phát ra tiếng tùng tùng nhịp nhàng đầy giòn giã. Vì ba, đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho mấy người, nếu như không biết quý trọng, vậy thì đừng có trách tôi, sự sắc bén trong mắt huỳnh nhân khẽ lóe lên, anh tự mình thì thảo nói. Thiên Việt Bân làm xong việc thì lập tức trở lại văn phòng của Huỳnh Nhân, nhanh chóng báo cáo tình hình. Tổng giám đốc La đã đồng ý lời mời của xí nghiệp Cửu Châu với thân phận ông chủ tòa cao ốc quốc tế đến tham dự tiệc rượu rồi. Hơn nữa, bữa tiệc chiêu đãi này đã bị tổng giám đốc Liễu thuộc tập đoàn Lệ Tinh từ chối, còn xé thiệp mời ngay trước mặt rồi ném vào trong thùng rác. Liễu Phi Tuyết có phản ứng như vậy, Huỳnh Nhân cũng không bất ngờ chút nào, thế mà Thiều Hải Hà lại có ý đồ gây rối với cô, sao Liễu Phi Tuyết có thể cho anh ta mặt mũi tốt chứ? Có điều, so với Liễu Phi Tuyết, Huỳnh Nhân càng chú ý vết thương trên mặt Thiều Hải Hà hơn. Tuy rằng tối đó có sự ngăn cản của Liễu Phi Tuyết, Lưu An mới không giết chết Mã Trung và Thiều Hải Hà, nhưng khuôn mặt anh ta sau này cũng đã bị chính mình đánh nát mất rồi. Đoán chừng có đi chỉnh cả đời cũng không trở lại như cũ được. Gương mặt đối với phụ nữ rất quan trọng, với đàn ông thì lại càng quan trọng hơn, mà mặt anh ta bị Huỳnh Nhân đánh thành như vậy, thế mà không có hủy bỏ tiệc tối, xem ra là thật sự coi trọng hạng mục cải tạo những thành phố đó bè phái mà công ty phái tới buổi tối khi nào thì tới huỳnh nhân hỏi thiên việt bân cung kính trả lời trước khi tiệc tối bắt đầu chắc chắn sẽ đến huỳnh nhân không hỏi nhiều anh hoàn toàn không lo việc mấy công ty kia sẽ không dám tới đây chính là đích thân tổng phụ trách của thương hội hồng ưng gọi điện phái người nhắn nhủ nếu không tới hoặc tới muộn kết quả thế nào bọn họ gánh không nổi vậy cứ yên lặng chờ đến tiệc tối đi rất nhanh thời gian đã trôi tới buổi chiều Huỳnh Nhân gửi cho Liễu Phi Tuyết một đoạn tin nhắn, anh tới nhà họ Liễu một chuyến để tham gia tiệc tài trợ tối với bọn họ. Tin nhắn được trả lời rất nhanh, chỉ một chữ ngắn gọn. Được. Huỳnh Nhân gọi xe đến nhà họ Liễu, sau khi vào sân thì phát hiện những người khác đã sớm đến đông đủ, bên này bên kia cùng nhau trò chuyện trông vô cùng vui vẻ. Huỳnh Nhân vừa định bước vào cửa chính phòng khách thì bỗng chốc nghe thấy một tiếng quát trói tai. Đứng đấy, không cho phép đi vào nữa. Liên Thúy Na chỉ vào chân Huỳnh Nhân nói: "Cậu đã không phải người họ Liễu thì có tư cách gì mà bước vào nhà chúng tôi chứ, chờ ngoài sân cho tôi, không, ra ngoài cổng lớn mà chờ đi." "Thúy Na, bà đang nói cái gì đó?" Người thứ nhất đứng ra phản đối là Liễu Nham, ông ấy cau mày nói: "Nếu không phải mấy người từng bước muốn ép Huỳnh Nhân rời đi, vậy thì Huỳnh Nhân sẽ đi sao?" "Chẳng lẽ điều tôi đang làm là không đúng à?" Liên Thúy Na nói với khí thế hùng hồn cái đồ bỏ đi như thế, một phần công việc cũng chẳng có, ở trong nhà chúng ta cũng chỉ như sâu mọt thôi, vừa dịp đi chẳng tốt ư. Mẹ à, bây giờ anh ta đã có việc làm rồi. Liễu cảnh nhiên đứng một bên nói. Nhìn thì như nhắc nhở, thật ra là thêm một bước chê bai. Huỳnh nhân nhìn bọn họ với ánh mắt thở ơ, anh không nói câu nào. Mẹ biết, liên thúy na của hôm nay khác hoàn toàn so với hôm qua, nói chuyện có sức lực vô cùng muốn quay về cũng không phải không được cậu không phải đang đi làm sao nộp tiền lương mỗi tháng ra đây đi chúng tôi sẽ cho cậu ở lại huỳnh nhân bị chọc cười bởi những lời này tiền lương mỗi tháng của tôi sao chỉ sợ mấy người cầm không nổi đâu tiền lương mỗi tháng của anh là bao nhiêu mấy trăm vạn hay mấy nghìn vạn tự anh cũng không biết nhưng mà vào trong lỗ tai người nhà liếu lại đổi thành một ý khác huỳnh nhân ý của anh là gì chứ anh cho rằng chúng tôi ham muốn tiền của anh ư liễu cảnh nhiên không vui nói bây giờ tôi là quản lý nhân sự của xí nghiệp cửu châu mẹ tôi là quản lý tài vụ bác cả là liễu cảnh nhiên giới thiệu hết chức vụ của những người ở đây cuối cùng khinh thường nhìn về phía huỳnh nhân nói còn anh ai biết anh làm gì ở tòa nhà quốc tế chứ nói không chừng lương một tháng còn không đến năm vạn bảo anh đưa một tháng tiền có khi còn có lợi cho anh đấy nghe đến đây cuối cùng huỳnh nhân cũng biết sức lực của bọn họ từ đâu mà đến ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo nếu không phải nể tình ba tận lực xin tha cho bọn họ kêu thiên việt bân sắp xếp cho họ chuyển từ cơ sở lên trên vậy thì vị trí quản lý nhân sự sẽ đến lượt bọn họ ngồi sao chó ăn phân không đổi được huỳnh nhân vứt cho một câu lạnh nhạt rồi xoay người đi đến cửa chính nhà họ liễu liễu cảnh nhiên và liên thúy na lập tức bị kích động bởi những lời này Hai người như bị thứ gì thúc giục mà đứng hết cả lên. Cậu chửi ai là chó ăn phân không đổi được hả? Đủ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 86, nhà tài trợ. Liễu Nham không nhịn được nữa, ông ấy hét to một tiếng. Mấy người, thật sự là hết thuốc chữa mà. Liên Thúy Na thăng chức lên quản lý tài vụ đã vô cùng có khí thế. Tôi thấy người hết thuốc chữa chính là ông đó Liễu Nham. Nói xong bà ta chỉ chỉ huỳnh nhân ở ngoài cửa, tiếp tục nói. Một tên rác rưởi mà ông cứ làm như bảo vật ấy, trước hết ông cứ quan tâm lo nghĩ về việc tài trợ đi đã, tiệc tài trợ tối nay sắp bắt đầu rồi, tôi xem ông một hồi làm sao để xong việc. Huỳnh nhân nói đã giải quyết rồi. Cậu ta sao, cậu ta có tài cán gì để kéo nhà tài trợ đến chứ? Mọi người cười diếu cợt nói. 10 đồng, hay là một trăm đồng, ít tiền ấy có cọng lông mà dùng được vẻ mặt liễu nham nhanh chóng trở nên u ám, không nói được lời nào nữa. Ba, đừng trách con không nhắc nhở ba, gửi gắm hy vọng vào tên rác rưởi kia sẽ chỉ làm ba thất vọng thêm thôi. Liễu cảnh nhiên nhìn sang liễu nham thương lược. Con muốn nói, chúng ta vẫn nên đến cửu châu đi, chắc chắn tổng giám đốc hiểu sẽ cho ba hết thảy chức vị phù hợp. Hừ, liễu nham hừ mạnh một tiếng, vẻ mặt ông ấy xanh mét. Cảnh nhiên, đừng động tới ông ấy. Liên Thúy Na giữ chặt liễu cảnh nhiên một phát, bà ta nói. Nếu lát nữa nhà tài trợ không tới, vậy thì cứ chơi cho vui là được rồi. Đám người liễu đông quân, liên cắt tường nhìn thời gian mà cười ha hả, trong lòng bọn họ đang rất mong chờ cảnh nhà họ liễu trở thành trò cười trước mặt mọi người. Dù sao thì bọn họ đã là lãnh đạo tầng trung của Cửu Châu, kể cả hợp tác giữa nhà họ liễu với lệ tinh dạn nứt thì một chút cũng không tổn hại tới lợi ích của bọn họ. Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Nhìn đồng hồ, Liên Thúy Na kéo Liễu Cảnh Nhiên lên con xe thương vụ rồi lao vụt đi, mấy người Liễu đông quân, Liên Cát Tường cũng nhanh chóng lên xe của chính mình. Lúc xe đi đến cửa chính nhà họ Liễu, Liên Thúy Na thấy Huỳnh Nhân đang dựa sát ở cửa, bà ta cũng không thèm dừng lại, trực tiếp lái xe đi thẳng qua. Liễu Nham khẽ thở dài một hơi, ông ấy lái xe đến bên cạnh Huỳnh Nhân, nói Đi lên đi, cảm ơn ba. Huỳnh Nhân nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày an ủi nói. Bà yên tâm đi, tất cả đều sẽ ổn thỏa cả thôi. Nhìn thấy nụ cười tự tin trên gương mặt Huỳnh Nhân, nét mặt Liễu Nham cũng có chút ngẩn ngơ. Mỗi khi thấy con trai cười như vậy, khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng ngay sau đó. Liệu hôm nay, kỳ tích có thật sự xuất hiện nữa không? Sắc trời tối dần, buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn tên Phỉ Thúy Thiên Thành, mặc dù không thể so sánh với du thuyền số một Minh Châu, nhưng cũng là khách sạn 5 sao, dịch vụ và các món ăn đều là thượng hạng. Thời gian lúc này vẫn còn sớm, tiệc tối còn chưa bắt đầu, nhưng một số món ăn đã bắt đầu được dọn ra, bày trên chiếc bàn kiểu Tây uốn lượn thành hình con rồng. Khung cảnh cũng rất giống xã hội thượng lưu phương Tây, hai bên đều có nhạc công mặc lễ phục màu trắng đang biểu diễn nhạc nhẹ nhàng. Món ốc sen này ngon thật, ăn thêm chút nữa đi. Tổ chức giả tiệc như vậy, một đêm phải tốn biết bao nhiêu tiền, nếu nhà họ Liễu chúng ta có thể phát triển đến trình độ như Lệ Tinh thì thật tốt rồi. Đám người Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên giống như lần đầu tiên được vào kinh đô, bọn họ không ngừng chọn những món ăn quý giá trên bàn ăn kiểu Tây, không chọn cái nào ngon mà chỉ chọn những món đắt tiền, đồng thời nhìn khung cảnh được trang trí của buổi tiệc, xung quanh đều là các danh họa thế giới, cả dương cầm trị giá mấy triệu, còn có mấy món đồ cổ trưng bày trong tủ, tất cả đều lọt vào mắt xanh của họ. So với bọn họ liễu nham lại không hề có hứng thú trong đầu chỉ toàn chuyện tài trợ lúc này huỳnh nhân mang một ly rượu thượng hạng tới cười nói rượu nơi này không tệ ba nếm thử một chút đi nhưng liễu nham lại xua tay ông ấy buồn rầu nói nếu các nhà tài trợ không đến ba cũng không có bụng để ăn nghe vậy huỳnh nhân cũng không biết phải làm sao chỉ có thể nói bọn họ sẽ sớm tới đây thôi đúng lúc này một người phụ nữ mặc trang phục công sở đeo giày cao gót bước tới thấy người phụ nữ này liễu cảnh nhiên và liên thúy na lập tức tràn đầy địch ý chính là người phụ nữ này năm lần bảy lượt khiến bọn họ mất mặt giang hy văn khẽ gật đầu với huỳnh nhân rồi đưa tay ra theo hướng liễu nham nở một nụ cười chuyên nghiệp ông liễu nửa tiếng nữa giả tiệc sẽ bắt đầu nhà tài trợ đã đến khách sạn hay chưa cái này mặt liễu nham đầy khó xử Huỳnh Nhân tiến lên, cười nói. Đi nói với Tổng Giám Đốc Liễu rằng trong vòng 10 phút nữa, các nhà tài trợ sẽ tới. Dừng một chút, Huỳnh Nhân ước lượng sơ bộ, rồi đưa ra một con số cụ thể. Theo phỏng đoán thì số tiền tài trợ, khoảng chừng 5.000 vạn. Xì xì. Nghe xong lời này, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na ở bên cạnh không thể nhịn được, bọn họ lập tức bật cười. Huỳnh Nhân, cậu không tiền không thế, trình độ khoác lác cũng không hề nhỏ, trời đúng là bị cậu làm xấu đi rồi hẳn là năm ngàn vạn anh có thể mang đến năm tệ thì coi như tôi đã thua anh rồi huỳnh nhân nhìn bọn họ một cái anh cũng không thèm quan tâm nữa giang hy văn cũng gật đầu một cái sau đó bước đi rất nhanh trước khi rời đi cô ấy còn dùng một ánh mắt khinh thường mà nhìn hai mẹ con liễu cảnh nhiên huỳnh nhân điều con nói là thật sao giang hy văn vừa đi liễu nham lập tức đầy hốt hoảng hỏi huỳnh nhân cười một cách thần bí nhưng anh không nói gì cả đừng ra ngoài tránh bị mất mặt đấy liễu cảnh nhiên cầm một ly rượu nhìn huỳnh nhân nói rổ do anh đâm anh tự mình giải quyết đi đừng liên lụy tới chúng tôi yên tâm đi huỳnh nhân chậm rãi nhấp một chút rượu trong ly cười nói nhìn lại thì hợp tác với lệ tinh sẽ kiếm được rất nhiều tiền số tiền này mọi người cũng không cần phải lo lắng đâu tôi lo lắng cho anh á như thể Liễu Cảnh Nhiên vừa nghe được chuyện tếu nhất thế giới, cô ta lập tức cười châm biếm nói. Anh còn nửa tiếng nữa để mạnh miệng nói khoác đấy, chờ đến lúc Tổng Giám Đốc Liễu của Tập đoàn Lệ Tinh tới, tôi xem anh xử lý thế nào. Lần này, Huỳnh Nhân chỉ cười nhạt một cái, chuyện này không đáng để anh đứng ra tranh cãi. 20 phút sau, Liễu Phi Tuyết và Giang Hy Văn, Lê Nguyệt Thiền và một nhóm người bên dòng họ chính đi vào, đám người Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na, Liễu Đông Quân đều nhìn Huỳnh Nhân mà cười khinh bỉ. Liễu Nham thì căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, nhìn đồng hồ một cái, thời gian chỉ còn 10 phút, ông ấy không khỏi hỏi. Huỳnh Nhân, nhà tài trợ sẽ đến thật không? Dĩ nhiên rồi ba, Huỳnh Nhân chắc chắn. Tổng thư ký Giang Hy Văn chủ trì buổi tiệc, sau đôi lời phát biểu về viễn cảnh tương lai, tất cả người tham dự đều đã sôi nổi ngồi vào chỗ. Vô cùng cảm ơn nhà họ Liễu, Ông Liễu Nham đã tài trợ cho tập đoàn Lệ Tinh chúng tôi, bây giờ, xin mời các nhà tài trợ bước vào. Rầm rầm rầm, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, ánh đèn chiếu đến ngay chỗ nhà họ Liễu. Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na ở một bên vừa vỗ tay vừa nói. Lúc này không thấy bóng dáng nhà tài trợ nào cả, làm sao có thể nhờ cậy? Keng. Nhưng không đợi Liễu Cảnh Nhiên nói hết, cửa hội trường lập tức mở ra một nhóm người nam nữ mặc âu phục đi giày ra bước vào, ở giữa là một người đàn ông trung niên đeo kính lịch lãm. Chủ tịch vương đỉnh ngôn của công nghệ đỉnh giật, cùng với tất cả các nhân viên cấp cao sao. Những người đó vừa bước vào, vẻ mặt liễu đông quân lập tức cứng đờ, trong ánh mắt có chút hoảng sợ. chương 87, Thiều thị vượt lên trên. Công nghệ đỉnh giật, sao có thể được? Nghe liễu đông quân kêu lên, ánh mắt không thể tin được của liễu cảnh nhiên và liên thúy na từ bên kia nhanh chóng nhìn lại. Những người kia đi trên thảm đỏ phía xa, chỉ nhìn một cái thôi, mặt của Liễu Cảnh Nhiên cũng thoáng chút sợ hãi rồi. Công nghệ đỉnh giật nằm trong top 50 xí nghiệp mạnh ở Minh Châu, quy mô còn lớn hơn so với tập đoàn Lệ Tinh, nhưng sao lại là nhà tài trợ được? Liễu Cảnh Nhiên bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía của Huỳnh Nhân. Chỉ thấy Huỳnh Nhân đang hờ hững dựa vào góc tường mà uống rượu, trông như tất cả mọi thứ đều không hề liên quan đến anh. Điều này càng khiến cho Liễu Cảnh Nhiên khó mà tin được cả khuôn mặt cũng vì thế mà run rẩy mấy cái. Không thể nào, điều này không thể nào, tôi không tin. Liễu cảnh nhiên điên cuồng hét lên, tuy nhiên, âm nhạc tại buổi tiệc chào mừng quá ồn ào nên không ai nghe được tiếng hét của cô ta cả. Nét mặt liên thúy na vô cùng khó chịu mà nhìn đám người công ty đỉnh giật qua lại, khuôn mặt nóng bừng, như thể vừa bị ai đó hung hăng dáng mấy bạt tai xuống. Trước đây bọn họ còn chế giễu rằng huỳnh nhân không thể nào kéo nhà tài trợ, còn muốn nhìn huỳnh nhân bị mất mặt, không ngờ chỉ trong chớp mắt, cậu ta có thể kéo tài trợ thật. Lại còn nằm trong top 50 công ty lớn ở Minh Châu. Liễu Nham cũng kinh ngạc nhìn người của công nghệ đỉnh giật bên trên sân khấu, không dám tin vào chính mắt mình. Nhà tài trợ lại là công ty công nghệ đỉnh giật, một công ty hàng đầu. Rất nhanh, ông ta nhìn về phía Huỳnh Nhân, Huỳnh Nhân cười nhạt, đưa một ngón tay lên, làm động tác im lặng. Kịch hay, vừa mới bắt đầu. Trên sân khấu, Chủ tịch Phương đỉnh Ngôn của Công nghệ Đỉnh Giật đã bắt đầu nói chuyện, trong từng lời nói và cử chỉ, đều là lời khen ngợi và sự tôn trọng dành cho tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ Liễu, thậm chí còn đồng ý tài trợ vô điều kiện. Nghe lời nói này, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na đều ngơ ra. Lâu sau đó, Liễu Cảnh Nhiên mới lộ ra một nụ cười trông còn khó coi hơn so với khóc, tự an ủi bản thân. Công nghệ đỉnh giật tới thì thế nào, bọn họ đều không muốn lỗ vốn làm ăn, dù có tài trợ, cũng sẽ không thể vượt quá 100 vạn. Công nghệ đỉnh giật tôi, sẵn sàng tài trợ tập đoàn lệ tinh 5.000 vạn. Liễu cảnh nhiên còn chưa dứt lời, Chủ tịch Công nghệ đỉnh giật Vương Đỉnh Ngôn đã nói ra con số tài trợ. Rào rào bỗng chốc, toàn bộ người nghe đều trở nên hoảng hốt. Trên mặt tất cả mọi người đều là ánh mắt không thể tin nổi, nhìn Vương Đỉnh Ngôn trên sân khấu, Liễu cảnh nhiên vừa nghe, suýt chút nữa hai mắt tối sầm lại, ngất đi. Vương Đình Ngôn trên sân khấu khẽ mỉm cười. Năm ngàn vạn, đối với anh chỉ như chín châu mất một sợi lông, nhưng nếu có thể để lại ấn tượng trong lòng tổng phụ trách, vậy thì năm ngàn vạn cũng rất xứng đáng. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Vương Đình Ngôn, Giang Hy Văn định nói gì đó cảm ơn với Liễu Nham, cửa một lần nữa lại bị đẩy ra. Tầm mắt mọi người một lần nữa lại nhìn sang, chỉ thấy một đám người lần lượt đi vào. Giống như công nghệ đỉnh giật, đều là âu phục dày da, mặt mũi nghiêm túc tập đoàn Thiên Hà tôi nguyện tài trợ vô điều kiện 5.000 vạn, chúc tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ Liễu Kỳ khai đắc thắng. Công ty Hoa Hạ nguyện trở thành đối tác vững bền với tập đoàn Lệ Tinh, tài trợ 5.000 vạn, không có gì to tát cả. Xí nghiệp Long Trác cũng tài trợ vô điều kiện 5.000 vạn. Công ty nhiên liệu Long Hành Thiên Hạ Hà tôi cũng vậy. Còn có tập đoàn Cẩm Sắt tôi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thêm cả công nghệ đỉnh giật trước đó, khoảng chừng 10 nhóm người lên sân khấu tuyên bố, nguyện ý hợp tác tài trợ cho tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ Liễu. Giống như công nghệ đỉnh giật đến đầu tiên, đại diện các công ty đến sau đều có sự tham gia của chủ tịch và toàn thể ban lãnh đạo cấp cao, đủ thể hiện rằng bọn họ rất coi trọng lần tài trợ này. Đồng thời, giống như ngầm thỏa thuận từ trước, mỗi công ty đều tài trợ 5.000 vạn. Mọi người tại đó đều xứng sờ, ngay cả người chủ trì bữa tiệc Giang Hy Văn cũng có chút hoảng loạn, không thể hiểu được khi nhìn vào chủ tịch của mấy công ty này. Đây là 5 ngàn vạn, chẳng phải 5 đồng, sao có thể như một tên không cần tiền mà nói muốn bỏ là bỏ. Hơn nữa, bọn họ còn nói là vô điều kiện. Nói cách khác, sau món lời lần này, tập đoàn lệ tinh không cần trả cho công ty bọn họ một đồng nào, chỉ cần thêm công ty vào hạng mục tài trợ là đủ. Tại sao vậy? Đến nối liễu cảnh nhiên, Liên Thúy Na và người nhà họ liễu hoàn toàn ngơ ra, từng người một giống như bị xét đánh, hai mắt đều ngây ngốc. Nếu như nói, công nghệ đỉnh giật đến như một cây búa, hung hăng dùng lời nói dáng vào bọn họ, sau đó lại đến tập đoàn Thiên Hà, công ty Hoa Hạ, xí nghiệp Long Trác, cùng với tập đoàn cẩm sắt các loại, giống như một tia chớp, từng chút từng chút bỏ xuống đầu bọn họ, cuối cùng, đánh bọn họ đến chết lặng. Tập đoàn Thiên Hà, công ty Hoa Hạ, xí nghiệp Long Trác cùng với tập đoàn cẩm sắt, những công ty này đều có vị trí cao trong thị trường, cũng giống như công nghệ đỉnh giật đến đầu tiên vậy, thuộc top 50 doanh nghiệp hoàng đầu ở Minh Châu đừng nói tới nhà họ liếu bọn họ, tập đoàn lệ tinh vẫn còn đang trên đà phát triển, không thể so sánh được, nhưng sao họ có thể cùng lúc xuất hiện tại đây, còn cùng nhau đầu tư 5.000 vạn được. Đây không còn là kinh ngạc nữa, mà rõ ràng là hoảng sợ. Bọn họ giống như trông thấy quỷ, đồng loạt nhìn về phái huỳnh nhân. Cái tên rác rưởi này, không chỉ kéo đến tài trợ, hơn nữa còn kéo toàn những công ty trong top 50 doanh nghiệp ở Minh Châu tới tài trợ, anh ta định làm gì? Liễu Nham cũng đầy khiếp sợ nhìn Huỳnh Nhân, tận dụng khoảng trống lúc ký kết hợp đồng, ông ta lặng lẽ đi tới bên cạnh Huỳnh Nhân, trong lòng không nén được vui sướng, hỏi. Huỳnh Nhân, chủ tịch những công ty này bình thường muốn gặp cũng không thể gặp, vì sao lại tới tài trợ vô điều kiện cho nhà họ Liễu chúng ta? Huỳnh Nhân cười nhạt, không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía của Liễu Phi Tuyết. Mười dòng họ đứng đầu 50 công ty trên thị trường, mỗi nhà 5.000 vạn, cộng lại là 5.000 vạn, không kém hơn so với tính toán trước đây của Huỳnh Nhân. Những người khác cũng khiếp sợ với con số tài trợ trên trời 5.000 vạn ấy, mà mặt Liễu Phi Tuyết vẫn bình tĩnh như cũ. Khi cảm nhận được ánh mắt của Huỳnh Nhân, Liễu Phi Tuyết cũng hơi gật đầu, bày tỏ cảm ơn, cô biết, tất cả mọi thứ đều do bàn tay anh sắp đặt. Lấy lại tinh thần, Huỳnh Nhân nhìn về phía Liễu Nham, mỉm cười một tiếng, ba, ba không cần phải lo lắng, đã có con đây. Chỉ cần có con ở đây, Toàn bộ nhà họ Liễu đều sẽ đứng đầu Minh Châu, không, là đứng đầu toàn bộ giới giàu có ở nước Hạ. Nghe Huỳnh Nhân trông bình thản, nhưng lời nói lại vô cùng ngang ngược, ánh mắt Liễu Nham cũng có chút hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, từ trên người Huỳnh Nhân, ông lại nhớ tới người đàn ông ở Yến Lăng xa xôi. Keng. Đúng lúc ấy, cửa chính một lần nữa bị đẩy ra, một nhóm người nữa lại đi vào. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, còn có ai nữa? Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na lúc này đã chết lặng, cổ cứng ngắc quay đầu lại. Nhưng mà, nhìn người tới, Liễu Cảnh Nhiên và người nhà họ Liễu đều hơi sững sờ, trong lòng nghi ngờ, bọn họ tới làm gì. Tập đoàn Thiều Thị đến. Một thông báo đinh tai nhức óc được phát ra từ hiện trường. Từ giữa ánh đèn nê ông lấp lánh, Thiều Nghiêm mặc âu phục màu trắng cùng đám người đi lên sân khấu, lớn giọng tuyên bố. Tập đoàn Thiều Thị tôi, nguyện ý tài trợ 8.000 vạn. Chương 88, đuổi khỏi bữa tiệc. Nếu nói sự có mặt của 10 công ty lớn đã đẩy không khí của buổi tiệc tối nay lên đến cực điểm, vậy thì sự có mặt của tập đoàn Thiều thị như một khúc nhạc đệm chẳng ai ngờ. Không khí buổi tiệc bỗng chốc trở nên quái dị, Liễu Cảnh Nhiên hoàn hồn, ánh mắt hóa thành kính sợ. Thiều thị, đó là ông lớn chân chính. Sức mạnh của công ty công nghệ đỉnh giật, tập đoàn Thiên Hà, công ty Hoa Hạ cũng lớn mạnh lắm, nhưng ở trước mặt Thiều thị thì đương nhiên chẳng là gì. Liễu Nham hạ thấp giọng hỏi Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân, sao con lại kéo tập đoàn thiều thị tới luôn vậy? Huỳnh Nhân không nói gì, nét cười nhạt trên mặt lập tức biến mất từng chút một. Anh cũng không ngờ tập đoàn thiều thị sẽ đến, và lại, vừa đến đã đưa ra 8.000 vạn. Vương Đỉnh Ngôn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Công nghệ Đỉnh Giật, chẳng vui vẻ gì mà đứng lên nói với Thiều Nghiêm. Mọi người đều xuất vốn 5.000 vạn, dựa vào cái gì mà thiều thị của cậu bỏ ra 8.000 vạn chứ? Mặt thiếu nghiêm đầy vẻ coi thường. Thiều thị chúng tôi bỏ bao nhiêu tiền còn cần sự đồng ý của các người sao? Nói xong cũng chẳng thèm quan tâm sắc mặt khó coi của mấy chủ tịch hội đồng quản trị công ty khác mà tiếp tục. Thiều thị của tôi bỏ ra 8.000 vạn, ký hợp đồng ngay bây giờ. Người của 10 công ty lớn dương mắt nhìn nhau, Vương Đỉnh Ngôn cũng nghiêm mặt nói. Vậy thì công ty công nghệ đỉnh giật của tôi cũng ra giá 8.000 vạn. Dầm. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Hà đập tay lên bàn. Nếu thế thì tập đoàn Thiên Hà của tôi cũng đưa ra 8.000 vạn. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Mọi người ở đây đều ngây người, đến cả Liễu Phi Tuyết cũng có hơi mất bình tĩnh, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Huỳnh Nhân. Còn đâu là bữa tiệc của các nhà tài trợ nữa, rõ ràng đã biến thành hội trường buổi đấu giá rồi. Nhưng ngoại trừ huỳnh nhân, ai mà biết 10 công ty lớn ở đây đều nhận được chỉ đạo của người tổng phụ trách mới tài trợ cho tập đoàn lệ tinh. Nếu như chuyện này giải quyết ổn thỏa thì trong danh sách của danh ngạch tiến vào thương hội năm nay sẽ là 10 công ty. Thành phố Minh Châu rộng lớn, nhưng trước mắt chỉ có 3 người thuộc thương hội Hồng ưng, đó là người giàu nhất thành phố Minh Châu Mã Bách Điền, Diệp Thường Phong và Thiên Việt Bân vừa mới vào. Có thể thấy danh ngạch này khó có biết bao cho nên 10 công ty lớn đều tập trung 200% tinh thần theo dõi sự kiện này. Nhưng mà 10 công ty này cứ âm thầm chẳng ai nhường ai. Sau khi thương lượng cùng nhau, họ đã quyết định mỗi người tài trợ 50 triệu. Vốn dĩ mọi việc bình yên vô sự, nhưng sự có mặt của tập đoàn thiều thị đã phá vỡ thế cân bằng này. 10 công ty chẳng chịu thực hiện theo thỏa thuận, ai cũng không chịu yếu thế mà đưa mức tài trợ lên đến 8.000 vạn. Đồng sự trưởng của 10 công ty cãi không dứt, cãi đến mức đỏ mặt tía tai. Thiều Thị bên cạnh lại chẳng ư hử gì, dẫu sao phía Thiều gia Nguyệt chỉ nói là phải tài trợ 8 ngàn vạn mà thôi, anh ta chỉ nghe sao làm vậy. Đủ rồi. Bỗng dưng, tiếng hét cực kỳ phẫn nộ bao trùm lấy nơi này. Tất cả mọi người đều ngừng tranh cãi, ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên nhìn về phía Huỳnh Nhân. Bất chợt, nhà họ liễu thành tiêu điểm của mọi người. Liễu cảnh nhiên và liên thúy na bị dọa đến biến sắc, tức giận nhìn Huỳnh Nhân. Cái thằng bỏ đi này suốt ngày chỉ biết gây họa cho chúng tao. Mày có biết bọn họ là người thế nào không? Top 50 xí nghiệp lớn nhất thành phố Minh Châu đó. Mày có tư cách gì mà bảo bọn họ im miệng? Mắng huỳnh nhân xong, Liên Thúy Na lại chạy đến trước mặt mấy xếp lớn của tập đoàn Lệ Tinh và ông chủ của 10 xí nghiệp, mang gương mặt tươi cười mà xin lỗi. Các vị xếp lớn, ngại quá, chúng tôi với cái thằng bỏ đi này không có tí xíu quan hệ nào cả, các vị có thể chút giận với nó, chứ đừng so đo với người nhà họ Liễu chúng tôi nhé." Bà nói gì vậy hả? Lời nói của bà ta đã chọc giận Liễu Nham. "Bà đã quên những nhà tài trợ này do ai kéo đến rồi sao? Nếu như không có huỳnh nhân thì chúng ta đã bị xem như trò cười thiên hạ rồi." "Thế thì đã sao?" Liên Thúy Na trợn trắng mắt, như đúng rồi mà nói. "Ông thật sự cho rằng sếp lớn của mấy xí nghiệp này vì nể mặt nó mà đến đây sao?" Rõ ràng là nề mặt Tổng Giám Đốc Liễu của Tập đoàn Lệ Tinh nên mới đầu tư đó. Lời này Liên Thúy Na nói dựa theo sự lý giải của chính bản thân bà ta. Bà ta muốn lấy lòng xếp lớn của người xí nghiệp với Liễu Phi Tuyết, nhưng đồng thời cũng đã đắc tội với người của cả hai bên. Con chẳng có thể diện lớn vậy đâu. Liễu Phi Tuyết hứng hở nói một câu, phản bác lại lời nịnh nọt của Liên Thúy Na. Vương Đình Ngôn Bèn nói thẳng. Tự cho mình thông minh. Bà là cái thá gì mà dám đoán xem chúng tôi đang nghĩ cái gì?" Chín ông chủ khác cũng lạnh lùng nhìn Liên Thúy Na, toàn thân họ đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Sắc mặt của Liên Thúy Na cũng trở nên khó coi. Bà ta cũng ý thức được rồi, lời nói của bà ta đã đắc tội với tất cả mọi người. Vốn dĩ bà ta chỉ sợ Huỳnh Nhân không biết tốt xấu sẽ làm liên lụy đến nhà họ Liễu, muốn vạch rõ mối quan hệ, thuận tiện lấy lòng Liễu Phi Tuyết và 10 người ông chủ một chút chẳng ngờ không cẩn thận đã, vuốt, sai chỗ mất rồi. Ngoại trừ Liễu Nham, đôi mắt lạnh như băng của Liễu Phi Tuyết không ngừng nhìn chằm chằm vào tất cả những người nhà họ Liễu, lạnh lùng nói. Mấy người các người đã bị xí nghiệp chúng tôi liệt vào danh sách đen rồi, mà còn dám tham gia bữa tiệc, ra mặt cũng dày nhỉ. Bảo vệ, đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Giang Hy Văn nghe được ý trong lời nói của Liễu Phi Tuyết, lập tức gọi bảo vệ. Này, các người làm gì vậy? chúng tôi cũng là người nhà họ liễu đó dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi ra bảo vệ khách sạn lập tức xông đến áp giải nhóm người liên thúy na liễu cảnh nhiên liễu đông quân ra ngoài đột nhiên liễu cảnh nhiên xoay mạnh người lại phẫn nộ chỉ huỳnh nhân chất vấn dựa vào cái gì mà anh ta không cần ra ngoài huỳnh nhân khẽ hít mắt lại đã đến giờ phút này rồi mà vẫn còn muốn kéo anh xuống nước ánh mắt liễu phi tuyết càng thêm lạnh lẽo giọng nói hững hờ lệ tinh chúng tôi chỉ hợp tác với người có phẩm hạnh đoan chính người có phẩm hạnh không ngay thẳng thì không có tư cách bước vào của lớn lệ tinh của tôi nghe thấy lời liếu phi tuyết hận thù trong ánh mắt liếu cảnh nhiên khi nhìn về phía huỳnh nhân càng thêm sâu huỳnh nhân lần nào cũng đều do nó hại chúng ta mất hết mặt mũi thật tức chết mà không dạy dỗ cho nó một trận thì khó mà tiêu tan cơn nghẹn này chuyện đề cử dụ tình lời mời của boss thần bí Nhóm người Liễu Cảnh Nhiên bị bảo vệ đuổi ra bên ngoài khách sạn, sắc mặt ai nấy cũng tái xanh, Liễu Cảnh Nhiên còn hung hăng dẫm xuống mặt đường. Ngược lại Liễu Đông Quân lại khá bình tĩnh, xoa cầm nghĩ ngợi chuyện gì đó. Bỗng nhiên, ông ta há miệng cười. Các vị, không cần tức giận chi. Ngược lại tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Liễu với ông chủ xí nghiệp của người công ty kia phát cáu với chúng ta lại là chuyện tốt. Liễu Cảnh Nhiên khó hiểu nhìn về phía Liễu Đông Quân. Bác à, có phải bác tức đến hỏng não rồi không? Chúng ta lại bị bọn họ làm nhục rồi đó. Quả thực đúng như vậy, nhưng mà cảnh nhiên này, cháu nghĩ kỹ chút đi, Thúy Na chỉ nói sai một câu thôi, vậy tại sao bọn họ lại muốn đuổi chúng ta ra ngoài chứ? Mọi người đều dương mắt nhìn nhau, đoán không ra rốt cuộc là vì sao. Bác cả à, bác đừng úp mở nữa, mau nói ra đi mà. Tại sao việc này lại là chuyện tốt? Liễu Cảnh Nhiên truy hỏi. Liễu Đông Quân cười hi hi không ngừng. Mọi người có phát hiện rằng, từ sau khi tập đoàn thiều thị đến thì không khí ở nơi đó liền thay đổi không? Cho dù là tổng giám đốc của lệ tinh, hay là ông chủ của 10 tập đoàn đều cảm thấy một ngạt. Những người khác ngu ngơ gật đầu, quả thực đúng vậy. Liễu Đông Quân nói, mọi người nghĩ đi, cái thằng bỏ đi kia có tài có đức gì mà bảo ông chủ của 10 công ty lớn kia im miệng. Mặc dù mấy ông chủ đó đều do thằng nhóc đó kéo đến, nhưng hiện tại nó cũng đã đắc tội với mấy ông đó rồi tôi có thể dám bảo đảm rằng buổi tài trợ này sẽ lập tức kết thúc thôi. Đồng thời, nhà họ Liễu sẽ không moi được một đồng nào. Đến lúc đó chúng ta có dạy dỗ tên bỏ đi kia thế nào đều được. Mọi người nghe xong, chợt bật cười, như ngầm hiểu lẫn nhau mà cùng cười. chương 89, không lấy được một đồng nào. Sau khi đuổi được nhóm người Liễu Cảnh Nhiên đi rồi, ông chủ của 10 công ty lớn mới tập trung sự chú ý lên người Huỳnh Nhân. Họ khẽ hít mắt lại, đồng thời để lộ ra xíu siêu khí thế. Bọn họ cũng muốn biết người thanh niên này có đức có tài gì mà dám quát bọn họ im miệng. Người tổng phụ trách bảo bọn họ đi tài trợ nhà họ liễu vào hợp tác với tập đoàn lệ tinh, nhưng lại chẳng hề để lộ ra người chủ chân chính ở sau màn là ai. Cho nên bọn họ cũng không hề quen biết huỳnh nhân. Có lẽ, trong tiềm thức của ông chủ 10 công ty lớn này đều cảm thấy đây là ý kiến riêng của người tổng phụ trách. Trước ánh nhìn chằm chằm của người ông chủ lớn, Huỳnh Nhân bình tĩnh ngồi ở vị trí của mình, xem khí thế của bọn họ như là hư không. Tôi biết các vị để ý cái gì, chuyện này tôi sẽ nói với người ấy. Lời này vừa nói ra, đầu liễu nham như bao phủ trong sương mù. Nhưng mà 10 ông chủ lớn lại liếc mắt nhìn nhau, nét mặt bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Đặc biệt là ông chủ vương đỉnh ngôn của công ty công nghệ đỉnh giật. Ông ta bèn đánh giá Huỳnh Nhân một lượt, có ý muốn thăm dò được điều gì đó từ trên người anh nhưng đã khiến ông ta thất vọng rồi, người thanh niên này sâu thẳm như biển lớn, rộng lớn như trời sao, căn bản ông ta không thể nhìn thấu được gì. Dẫu vậy trực giác nói ông ta biết, người thanh niên này không đơn giản. Do so dự một chút, Vương Đỉnh ngôn nhìn Huỳnh Nhân, ngập ngừng hỏi. Cậu nói, người đó, là nói ai? Chín ông chủ khác cũng thuận đó mà nhìn qua. Huỳnh Nhân cười nhạt nói. Ông cảm thấy, người đó, là chỉ ai, thì chính là người đó lập tức trong mắt vương đỉnh ngôn ánh lên ra tia sáng thấu hiểu không nói gì thêm mấy ông chủ của tập đoàn thiên hà công ty hoa hạ tập đoàn cẩm sắc cũng xôn xao cân nhắc dường như đang do dự cuối cùng vẫn là vương đỉnh ngôn mở lời mọi người đừng nhốn nháo nữa cứ nghe cậu em này nói thế nào trước đi giọng điệu đã trở nên kính trọng hoàn toàn khác so với khi đối xử với liễu cảnh nhiên mọi người đều đồng loạt gật đầu không vấn đề người trong cuộc mê muội người ngoài cuộc tỉnh táo nói không chừng người anh em này có ý kiến gì đó mà tôi không nghĩ đến liễu nham cũng không thể tưởng tượng được mà nhìn huỳnh nhân ông ta còn cho rằng bên mình đã đắc tội với ông chủ của 10 công ty lớn và họ sẽ thoát vốn rồi huỳnh nhân không hề nhìn về phía mấy xếp lớn của 10 công ty mà nhìn về phía thiều nghiêm híp mắt lại chuyện này là ý của ai dưới cái nhìn của huỳnh nhân thiều nghiêm có cảm giác mình bị nhìn thấu vội vàng nói là chị, à không, là ý của Tổng Giám Đốc Thiều. Ngoặc kép ngoặc kép. Sau đó, bằng mắt thường cũng có thể thấy nét mặt của mọi người đều nảy sinh ra biến hóa nho nhỏ. Trong mắt của 10 ông chủ lướt qua tia kính sợ, còn trong đôi mắt xinh đẹp của Liễu Phi Tuyết dâng lên vẻ khác thường. Trong mắt Huỳnh Nhân cũng lóe lên tia sắc bén. Từ góc nhìn của Thiều Nghiêm thì đây chính là sức mạnh uy hiếp mà chị mang đến cả thành phố Minh Châu. Dừng lại một chút, Huỳnh Nhân lại hỏi, Cô ấy có lời nào muốn cậu chuyển đến đây không? Thiều nghiêm lắc đầu. Không có, chỉ nói lấy danh nghĩa của chị ấy thay tập đoàn thiều thị tài trợ 8 ngàn vạn. Nhưng không phải tài trợ vô điều kiện. Ồ, huynh nhân cười nhạt. Nói nghe thử nào. Tổng giám đốc thiều nói, 8 ngàn vạn này xem như là quà gặp mặt của bạn học cũ. Qua đoạn thời gian nữa sẽ có một hạng mục cần phải mời lệ tinh hợp tác với thiều thị chúng tôi. Liễu Phi tuyết cho mày vừa muốn ra mặt từ chối thì lại nghe thấy Thiều Nghiêm nói tiếp. Tổng giám đốc Liễu chớ từ chối vội, Tổng giám đốc Thiều đã nói cô sẽ có hứng thú với lần hợp tác này. Nói xong thì dẫn người dưới trướng rời đi. Huỳnh Nhân khẽ hít mắt lại, một lúc sau anh cũng không rõ rốt cuộc Thiều Gia Nguyệt đang muốn làm gì. Còn ba từ bạn học cũ cũng khiến Huỳnh Nhân để tâm vô cùng. Lẽ nào Phi Tuyết và Gia Nguyệt là người quen cũ? Anh lại nhìn về phía người ông chủ lớn. Tôi biết suy nghĩ của mọi người đều không muốn tụt lại một bước so với người khác. Thiều thị đã cứng rắn nhét 8.000 vạn đến rồi, không bằng các vị cũng tài trợ 8.000 vạn xem. Về phần la bố, tôi sẽ nói mọi việc theo đúng sự thật. Sau khi Huỳnh Nhân nói ra tên người tổng phụ trách thương hội Hồng ưng thì ánh mắt của 10 ông chủ lớn đều lóe sáng. Ánh mắt họ nhìn về phía Huỳnh Nhân càng thêm kính trọng hơn. Mặc dù không thể nào xác định cậu thanh niên này với người tổng phụ trách có mối quan hệ gì, nhưng có thể khẳng định là anh quen biết với người tổng phụ trách, chỉ điểm này thôi cũng rất lợi hại rồi. Được, vậy thì 8.000 vạn. Vương Đình ngôn sảng khoái nói. Tôi đầu tư 8.000 vạn, cậu em đừng quên nói mọi chuyện theo đúng sự thật là được. Vậy tôi cũng thêm 30 triệu. Tôi cũng vậy. 10 ông chủ lớn lần lượt thể hiện thái độ. Sau khi ký hợp đồng xong, 10 ông chủ lớn cũng mỉm cười lần lượt rời đi. Thái độ của mỗi người đối đãi với Huỳnh Nhân đều vô cùng thân mật, nhiệt tình, hận không thể nói chuyện nhiều hơn với cậu thanh niên này. Mười ông chủ lớn đã đứng dậy rời đi, nhưng Liễu Nham vẫn ngốc nghếch ngồi nguyên tại chỗ. Ấy vậy mà Huỳnh Nhân có thể kéo được 808 ngàn vạn tiền đầu tư cho ông. Trước kia đến nghĩa ông cũng không dám nghĩ. Bên ngoài cửa khách sạn, nhóm người Liễu Cảnh Nhiên vẫn đang đợi. Sau khi nhìn thấy 10 ông chủ lớn rời đi, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na lập tức nở nụ cười vui mừng. Bác cả, bác thật mưu hay trước giỏi quả đúng là bác đã đoán chúng rồi, mới chẳng bao lâu mà 10 ông chủ lớn đã ra ngoài hết rồi. Chắc chắn là đàm phán thất bại rồi. Chứ sao, đường bác từng đi còn nhiều hơn số muối mà mấy người từng ăn đó. Liễu Đông Quân không nén được mà nở nụ cười đắc ý. Mặc dù không biết thằng bỏ đi kia làm sao mà mời được 10 ông chủ lớn này. Nhưng đồ bỏ đi là đồ bỏ đi, không hiểu quy tắc, kết quả vẫn như đựng nước trong xó trúc, một đồng cũng chẳng kiếm được đang nói thì Liễu Nham và Huỳnh Nhân bước ra từ nên trong khách sạn. Liễu Nham vẫn mang bộ dáng còn chưa hoàn hồn, ngây ngơ nhìn về phía trước. Mà Huỳnh Nhân vẫn là dáng vẻ trầm tư, suy nghĩ thiểu ra nguyệt hành động như vậy rốt cuộc là có ý gì. Liễu Cảnh Nhiên lập tức nhìn Huỳnh Nhân như đang cười trên nổi đau người khác, đi về phía Liễu Nham, nói. Ba, con đã nói thế nào, không thể nào tin tưởng cái đồ bỏ đi này mà. Cơm dâng đến tận miệng rồi mà chẳng ăn được. Bên này, Liên Hồng Vân vô cùng tức giận chỉ vào Huỳnh Nhân, mắng: "Đều do đồ bỏ đi mày, có tài có đức gì mà dám bảo ông chủ của 10 công ty lớn im miệng. Chúng tao đều bị mày hại chết rồi." Liễu Nham hoàn hồn, lắc đầu nói: "Mọi người hiểu nhầm rồi." "Hiểu nhầm?" Liễu Đông Quân cũng vênh mặt, nhìn Liễu Nham nói: "Liễu Nham, anh nói này, không phải là em không biết làm chủ gia đình, dùng người không nghi, đã nghi không dùng" nhưng điều em làm sai chính là để cho thằng bỏ đi này giúp em làm việc. Muốn làm, cũng phải tìm người nhà bọn anh làm chứ, đáng tin cậy hơn nhiều. Tiền đã vào tài khoản rồi. Đến thì đến rồi, hả? Liễu Đông quân tính mượn cơ hội này để cướp lại vị trị chủ gia đình, đang muốn tiếp tục nói thì đột nhiên sửng sờ. Vừa nãy em nói gì? Em nói, 10 công ty lớn, thêm tập đoàn thiều thị, mỗi người 8.000 vạn, tổng cộng là mấy trăm ngàn vạn đã vào tài khoản rồi. Liễu Nham lặp lại lần nữa. Sợ bọn họ không tin, Liễu Nham lại móc di động ra, mở tài khoản ngân hàng của công ty, đưa hiển thị số dư cho bọn họ xem. Cái gì? Sắc mặt nhóm người Liễu Đông Quân, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na đều đột nhiên thay đổi, vội cướp lấy di động của Liễu Nham, cẩn thận đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu con số. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Đầy đủ 9 con số. Không thể nào! Điều này là không thể. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy vừa rồi 10 ông chủ lớn đã ra ngoài mà. Sắc mặt liễu đông quân trắng bệch, vẫn không dám tin được, lại đưa di động cho Liên Thúy Na. Thúy Na, em lại đếm xem. Liên Thúy Na cũng có chút mù mờ, giống như nằm mơ mà nhận lấy di động, nghiêm túc đếm. Một, hai, ba. Cứ đếm, đếm mãi đến khi mắt Liên Thúy Na càng lúc càng to, hô hấp cũng càng lúc càng gấp gáp, cả gương mặt giãn nở đến ửng đỏ, tám ngàn vạn, phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi. Liễu cảnh nhiên cũng kích động đến tột đỉnh. tám ngàn vạn đó, chúng ta có thể lấy ra làm bao nhiêu việc, ví dụ như du lịch vòng quanh thế giới, đổi mọi loại túi sách mình muốn, còn nữa, mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Ngay lúc mọi người đều đang chìm đắm trong ảo tưởng có tiền thì Huỳnh Nhân bước đến, vừa nở nụ cười vừa rút lấy chiếc di động của Liễu Nham ở trong tay bọn họ, hung hăng dội vào một thùng nước lạnh. Nghĩ hay đó, nhưng số tiền này một đồng các người cũng không lấy được. chương 90, khó đề phòng kẻ tiểu nhân. Lời nói của Huỳnh Nhân, giống như một đòn cảnh báo, gõ cho đám người liễu cảnh nhiên tỉnh táo lại. Trong nháy mắt, vẻ mặt của bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ vốn dĩ chưa từng ngờ đến chuyện sẽ có doanh nghiệp đến tài trợ, không có tài trợ, sao có thể chia tiền. Cho nên bọn họ cũng chỉ muốn nghĩ cách để được chia tiền. Thế nhưng bây giờ Huỳnh Nhân không chỉ có thể kéo được nguồn tài trợ đến, mà còn lôi kéo được hơn 10 ông chủ lớn từ các doanh nghiệp top đầu ở thành phố Minh Châu này. Số tiền tổng cộng lại đã lên tới con số 88 ngàn vạn, đây chính là một con số thiên văn. Gò má của Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na co giật mạnh mẽ, đôi mắt nhìn về phía Huỳnh Nhân cũng tràn đầy lửa giận. Số tiền lớn đến như thế, vậy mà bọn họ lại không được chia một các bạc nào, điều này sao có thể khiến cho bọn họ can tâm. Giờ khắc này trong lòng của tất cả mọi người cũng trở nên loạn cào cào, chưa từng có cảm giác không biết phải làm sao như bây giờ. Không nhịn được, Liếu Cảnh Nhiên có chút thẹn quá hóa giận mà trở về phía Huỳnh Nhân, tức giận mà nói: "Anh dựa vào cái gì mà nói tiền ở nơi này chúng tôi không được chia một cách nào chứ? Tôi thấy người không được nhận tiền phải là anh mới đúng chứ?" Trên khuôn mặt của Huỳnh Nhân vẫn tràn đầy sự bình thản mà nhìn cô ta, nói: "Chuyện hợp tác với Lệ Tinh" từ đầu tới đuôi hình như đều là do ba bận biểu trước sau không phải sao. Còn mấy người có ra chút sức lực nào không? Lời này vừa dứt, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na và đám người Liễu Đông Quân đều chố mắt nhìn nhau, trong lòng vừa cảm thấy tức giận, còn có chút trột dạ. Đúng là, từ đầu đến cuối, chuyện hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh đều là do Liễu Nham xử lý qua lại, bọn họ không bỏ ra một chút công sức nào. Chúng tôi đúng là không bỏ ra một chút sức lực nào, thế nhưng, chúng tôi đều là người nhà họ Liễu, điều này thì không thể phủ nhận được. Sau khi câm nín nửa ngày, Liễu Cảnh Nhiên mới mặt đỏ tới mang tai mà nói như tuyên thệ. Chỉ cần chúng tôi còn là người nhà họ Liễu, thì sẽ có tư cách được chia khoản tiền này. Liễu Cảnh Nhiên nói xong, đám người Liên Thúy Na, Liễu Đồng Quân, Liên Hồng Vân đều như chúng nỗi lòng, dối rít mà phụ họa theo đó. Cảnh Nhiên nói đúng, chuyện của nhà họ Liễu chúng ta, từ khi nào mà đến phiên một người ngoài như cậu khua tay múa chân chứ? Tôi thấy cậu chính là đang thèm muốn tài sản của nhà họ liễu chúng tôi, cũng muốn được chia một phần. Không có cửa đâu. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Huỳnh Nhân trở nên lạnh lùng. Liễu Nham quả thực không đành lòng nhìn những người nhà thân thiết nhất lại vì tiền mà tranh cãi với nhau, lui về sau một bước. Được rồi, Huỳnh Nhân, không nên ồn ào nữa, trước kia ta đã nói phân chia tỷ lệ cổ phần theo gia tộc vẫn làm, thì bây giờ nhất định nói được làm được. Không được, nhưng mà, lời vẫn còn chưa nói hết thì đã bị Huỳnh Nhân lạnh lùng cắt đứt. Ba, ba chính là quá mềm lòng, luôn coi bọn họ như là người một nhà mà đối xử, bọn họ thì sao? Bọn họ có tự coi mình là người của nhà họ Liễu hay không? Anh lạnh lùng nhìn về phía đám người Liên Túy Na, không nhường nửa bước. Vợ chồng vốn là chim liền cánh, hoạn nạn ập đến thì lại tự mình bay đi, bọn họ là vợ là con trai con gái, là anh cả và em gái, là người thân của ba, thế nhưng mà, bọn họ lại chạy theo Thiều Hải Hà, chưa từng đả động hỏi Han một chút nào đến khó khăn trong nhà, bây giờ thấy kiếm được tiền, lại nghĩ đến là người một nhà sao, trên đời này làm gì có chuyện đẹp đến như vậy. Chuyện này, lời nói của Huỳnh Nhân vừa thốt ra khiến cho vẻ mặt của đám người Liễu Cảnh Nhiên đều trở nên khó coi không nói nên lời, Liễu Nham lại thở dài một hơi sâu kín. Lời nói của Huỳnh Nhân sao ông ấy có thể không biết? Thậm chí, ông còn hiểu rõ đám người đứng kia là loại người như thế nào hơn cả huỳnh nhân. Đây chính là một đám sói đói không có điểm dừng, đút mấy cũng không no, nuôi mấy cũng không thân, sẽ không dứt ra, chỉ biết đòi hỏi, chèn ép người khác. Thế nhưng, dù sao cũng là người nhà của ông ấy. Liễu cảnh nhiên, Liên Thúy Na có thể làm ra loại chuyện này, thế nhưng ông ấy lại không thể làm được đâu, nếu không thì ông ấy và đám người này có gì khác biệt chứ? Cái thư rác rời kia mày im miệng cho tao. Đột nhiên, Liên Thúy Na nhìn về phía Huỳnh Nhân mà mắng to. Mày đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ Liễu, nơi đây không tới phiên mày đứng đây nói chuyện. Dừng một chút, bà ta nhìn về phía Liễu Nham, nói. Chuyện này chúng ta về nhà nói sau, cãi nhau trên đường lớn như thế này còn ra thể thống gì nữa, làm cho người đời chê cười mất. Bà ta đã hận Huỳnh Nhân tới mức cực độ không chỉ hại mẹ con bà ta bị tập đoàn lệ tinh liệt vào danh sách đen vĩnh viễn, bây giờ còn muốn ảnh hưởng tới lợi ích của bà ta. Hơn 808 ngàn vạn, một khoản tiền lớn đến như vậy, nếu như không được chia một các bạc nào, vậy bà ta sẽ tức tới chết tươi mất. Nếu như không có huỳnh nhân đứng ở một bên thổi gió đen, đốt lửa quỷ, liễu nham nhất định sẽ chia tiền ra. Chị cả nói đúng, tiền tài không để ngoài đường, chuyện này, chúng ta về nhà rồi nói. Liên Hồng Vân cũng biết dụng ý của Liên Thúy Na, cảnh giác nhìn về phía Huỳnh Nhân. Mày đã không còn là người nhà họ liễu nữa, không có tư cách gì mà bước vào cửa nhà bọn tao. Vừa nói, bọn họ vừa đi về phía xe ô tô. Vèo, Huỳnh Nhân bước ra một bước, chặn ở trước mặt bọn họ. Ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả đám người đứng đó, giọng giọng nói trở nên lạnh lẽo. Tôi xem mấy người ai dám bước thêm một bước nữa. Liễu cảnh nhiên bị sát khí trên người Huỳnh Nhân hù dọa, biết trước kia Huỳnh Nhân đã từng nhập ngũ, nhất thời cảnh giác mà lùi về phía sau một bước. Huỳnh Nhân, anh muốn làm gì? Nơi này chính là trên đường lớn, mày dám đánh bọn tao à? Thế nhưng Liên Thúy Na lại hồn nhiên không sợ, còn dí sát mặt tới, như khiêu khích mà nói. Tới đây, mày đánh đi, đánh đi, mày đánh tao sẽ báo cảnh sát, tố cáo mày cố ý hành hung. Trong mắt của Huỳnh Nhân thoáng qua sát ý tôi có thể lôi kéo những nguồn tài trợ đó đến, tất nhiên cũng có cách khiến cho bọn họ rút vốn, quay đầu lại, hay là mấy người muốn không nhận được một các tiền nào cả. Liên Thúy Na không nhịn được mà bật cười. Mày có phải là ngu đần rồi hay không, tiền đã đưa ra như bát nước hắt ra ngoài, ai lại thu hồi chứ? Huỳnh Nhân cũng cười nhạt. Nếu đã vậy, thì mấy người thử một chút. Anh lấy điện thoại di động ra, tìm được số điện thoại của La Bố. Chỉ cần một cú điện thoại này, là bố sẽ có thể khiến cho những ông chủ lớn kia đổi ý, thu hồi những nguồn tài trợ này. Thấy Huỳnh Nhân lại không có chút sợ hãi nào như thế, Liên Túy Na nhất thời cũng có chút luống cuống. Trong lúc quan trọng, lại nghe được một trận tiếng giày cao gót nện xuống đất đều đều. Cộp cộp cộp, trong đó một tiếng bước chân cực kỳ nổi bật, như sấm rền gió cuốn, đi bộ như cuốn theo gió. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà quay đầu, chỉ thấy Liễu Phi Tuyết đang đưa một đám người cấp cao của tập đoàn Lệ Tinh tới. Có lẽ là chịu sự ảnh hưởng của Liễu Phi Tuyết, trong số những cấp cao của Lệ Tinh đa phần đều là phái nữ, mà còn là những người phụ nữ đẹp đẽ tài giỏi. Trên khuôn mặt của các cô ấy không lộ ra nụ cười, chỉ có sự nghiêm túc và cẩn thận, nhiều người như thế đi tới đây, tạo thành một cỗ khí thế không có cách nào lơ đi được. Tổng giám đốc Liễu. Thấy vậy, Liễu Nham lập tức kêu lên một tiếng. Liễu Cảnh Nhiên Liên Thúy Na có chút sợ hãi mà nhìn Liễu Phi Tuyết một cái, không dám có thái độ nói chuyện giống như trước đó nữa. Đây là lần đầu tiên mà đám người Liễu Đông Quân, Liên Hồng Vân nhìn thấy Liễu Phi Tuyết ở khoảng cách gần như vậy, lập tức rất thán phục với khí thế mạnh mẽ và sự xinh đẹp nhìn người có một này. Liễu Phi Tuyết thở ở đáp một tiếng, rồi sau đó ánh mắt không giấu vết mà liếc nhìn mẹ con Liễu Cảnh Nhiên một cái, nói: "Ông Liễu, chuyện trong nhà ông hình như có chút không yên ổn." sắc mặt của tất cả mọi người nhà họ liễu đứng đó đều trở nên khó coi, liễu nham lại hung ác mà trợn mắt nhìn liên thúy na mấy cái, lời nói mới đây của bà ta, nhất định tổng giám đốc liễu đã nghe được. Đã khiến cho tổng giám đốc liễu chê cười rồi. Liễu phi tuyết thu hồi tầm mắt, thờ ơ mà nói. Tôi mới vừa suy nghĩ lại một chút, khoản tiền trăm trăm tám chục triệu này giao cho đám người nhà họ liễu các người toàn quyền xử lý, đúng là có chút không ổn. Không phải là không tin tưởng các người, mà là khó lòng phòng bị kẻ tiểu nhân. Liễu Phi Tuyết như có hàm ý mà nói, rồi sau đó thốt ra một cái tên. Tiền nhị, có. Từ phía sau đám người cấp cao của tinh lệ, một người phụ nữ tóc xoăn trên dưới 30 tuổi bước ra. Liễu Phi Tuyết chỉ vào tiền nhị mà giới thiệu. Cô ấy là giám đốc tài vụ của tập đoàn chúng tôi, bắt đầu từ ngày mai, cô ấy sẽ nghiêm khắc kiểm tra mỗi một khoản thu chi trong tập đoàn nhà các người. Một khi xuất hiện điều khác thường, liên quan đến nhân viên bên dưới, chúng ta sẽ thực hiện thủ tục tư pháp, có vấn đề gì hay không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Liễu Nham vui mừng quá đỗi, liên tục đồng ý. Trong lòng đám người Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na, Liễu Đông Quân đang hoàn toàn tuyệt vọng, điều này đã làm cho những suy tính với 808 ngàn vạn kia của bọn họ tan thành mây khói. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 91, Về Nhà Mẹ Bành sau khi trở lại nhà họ liễu liên Thúy na tức giận hất tung cánh cửa nhà ra thở hổn hển ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt của đám người liễu cảnh nhiên liễu đông quân liên hồng vân cũng rất âm trầm không nói một lời liễu nham há miệng một cái có lòng muốn khuyên răn bọn họ một chút thế nhưng lời nói đã đến khóe miệng lại đột nhiên dừng lại nhìn những người nhà lúc nào cũng chăm chăm vì lợi ích của bản thân này dưới đáy lòng của ông ấy bỗng nhiên dâng lên một tia cười khổ Cười bọn họ luôn dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm người khác, đại bàng xải cánh bay trên bầu trời, bay quá cao cho nên không nhìn nổi một con kiến dưới đất. Đốt một điếu thuốc, lúc đang muốn hút một hơi, Liên Thúy Na lại đột nhiên đánh rớt điếu thuốc của Liễu Nham, cả giận mà nói. Đã là lúc nào rồi, vẫn còn muốn hút thuốc. Lúc này điếu thuốc lá đã đốt, lại bị Liên Thúy Na hất một cái bay lên, tàn nóng bay lên trên mặt của Liễu Nham. Khuôn mặt của Liễu Nham cũng đen lại, vậy bà nói thử cho tôi nghe xem, lúc này là lúc nào. Huỳnh Nhân kéo tài trợ đến, nhà họ Liễu và Lệ Tinh hợp tác rất thuận lợi, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, bà còn có điều gì không hài lòng đây. Chuyện này nói chưa dứt lời, mới chỉ vài câu như thế, vẻ mặt của đám người Liễu cảnh nhiên càng thêm khó coi. Trong mắt liên Thúy na lại càng bùng lên ngọn lửa uất hận hừng hực. 880.000 vạn, lại không có được một các bạc nào, chuyện này đã nuốt sống lý trí của bà ta. Tất cả các loại uất hận chất chứa ở trong lòng, cuối cùng đã bộc phát. Liễu Nham, ông có phải là đàn ông hay không? Khoản tiền 808 ngàn vạn này rõ ràng là do nhà họ Liễu chúng ta lôi kéo tới, chúng ta thích tiêu xài thế nào thì tiêu xài thế đó, đám đàn bà lệ tinh kia lấy tư cách gì mà xía vào? Bây giờ thì hay rồi, lệ tinh cho cái gì mà dám đốc tài vụ xuống thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bảng kế toán của nhà họ Liễu chúng ta, đây mà là hợp tác hay sao? Đây rõ ràng là điều ước bất bình đẳng. Ngay cả loại điều kiện này cũng có thể tiếp nhận, mấy năm nay ông thực sự là đã sống thua một con chó. Tại sao tổng giám đốc Liễu phải can thiệp quá nhiều vào chuyện này, bà thực sự không biết nguyên nhân sao? Ánh mắt của Liễu Nham lạnh nhạt đảo quanh những người trong phòng, nói: "Nếu như không phải là mấy người coi tiền như mạng sống, tổng giám đốc Liễu sẽ can thiệp vào sao? Dù sao tôi cũng cảm thấy quyết định lần này của tổng giám đốc Liễu là không sai." Ông vẫn còn nghi ngờ bọn tôi. Liên Thúy Na giống như một mụ đàn bà đanh đá, cuồng loạn hét ầm ầm lên. Bọn tôi là vì cái gì chứ, còn không phải là vì cái nhà này hay sao? Tranh thủ thêm chút lợi ích cho nhà mình thì có gì là sai, ông là người không có lương tâm, cũng không biết cái tên sao chổi kia cho ông uống thứ canh bùa mê thuốc lú gì, lại khiến cho cùi trỏ của ông hướng ra ngoài như thế nữa. Càng nói về sau, vành mắt của Liên Thúy Na trở nên đỏ ửng, lại khóc lên. Nhìn thấy Liên Thúy Na bật khóc, những người khác dối giết lại an ủi. Mẹ, mẹ đừng khóc khóc, mặc dù không được chia tiền, thế nhưng chúng ta vẫn còn công việc tốt. Liễu cảnh nhiên vội vàng khuyên nhủ. Trong tập đoàn Cửu Châu, phúc lợi đối với nhân viên cấp cao rất tốt, ngoại trừ tiền lương mỗi tháng 100.000 ra, cuối năm còn có tiền hoa hồng, tính ra, một năm có thể thu được 1-2 triệu đấy. Lời này vừa dứt, không những không mang đến tác dụng an ủi, ngược lại liên túy na còn khóc lóc đau khổ hơn trước. Một hai triệu, một hai triệu thì có tác dụng gì chứ, nếu như so sánh với tám trăm tám ngàn vạn kia, thì ngay cả một mảnh vụn cũng không bằng. Cút mẹ nó hoa hồng cuối năm kia đi, tôi mặc kệ, liễu nham, hôm nay ông cho tôi một câu trả lời chính xác, tôi là vợ ông, cảnh nhiên là con gái ông, những người khác đều là anh chị em ruột thịt của ông, số tiền này, ông có chia hay không? Liên Thúy Na lại bắt đầu khóc lóc om sòm, vừa khóc nháo, vừa cưỡng ép bức bách nhìn liên thúy na khóc nháo như một mụ đàn bà đanh đá buôn bán ngoài chợ liễu nham ngay lập tức rơi vào sự trầm mặc liễu cảnh nhiên liễu đông quân liên hồng vân cũng rối rít khuyên nhủ ba ba xem mẹ cũng khóc rồi bà thuận theo mẹ chút đi bà ấy cũng chỉ là muốn cái nhà này tốt lên thôi mà đúng vậy liễu nham đây chính là tám trăm tám ngàn vạn cái dự án kia có thể dùng hết bao nhiêu tiền trong số đó chứ chỉ chia ra một chút thôi cũng là điều thường tình mà, nếu như thực sự không thể, chúng ta dùng tiền thu mua người đàn bà tên là Tiền Nhị kia, chỉ cần không để cho giám đốc của Lệ Tinh biết được là tốt rồi. Nhà họ Liễu đã nghèo nàn đến mức nào, anh rể anh không phải cũng biết rồi sao? Nhưng mà, điều bọn họ không ngờ tới chính là, bọn họ càng nói, Liễu Nham lại càng thêm thất vọng đối với bọn họ. Thấy khuyên nhủ không có kết quả, vẻ mặt của Liên Thúy Na càng thêm xanh mét, ngón tay chỉ vào Liễu Nham cũng trở nên run dày. Được lắm, Liễu Nham, ông rất giỏi liên thúy na tôi 23 tuổi đã đi theo ông, cũng không ngại ông là kết hôn lần hai, một lòng một dạ đối xử với ông, kết quả vậy mà lại đến nông nỗi như ngày hôm nay, vậy bây giờ tôi sẽ rời khỏi nơi này, số tiền này, nếu như ông không chiêu, vậy tôi sẽ đưa cảnh nhiên về nhà mẹ. Thật không sống nổi mà. Oanh! Lời này của bà ta vừa dứt, không chỉ là vẻ mặt của Liễu Cảnh Nhiên thay đổi, gò má của Liễu Nham cũng co thật chặt lại. Bà mới vừa nói cái gì? Ông ấy nghiêm nghị hét lớn, khí thể của chủ nhà lộ ra không che giấu một chút nào. Liên Thúy Na sợ hết hồn, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục bức bách. "Số tiền này tôi cũng không lấy nhiều, ông chia ở chỗ này, mỗi người 100 triệu, còn dư lại thì ông làm ăn với Lệ Tinh, nếu như ông không cho, vậy tôi sẽ đưa Cảnh Nhiên về nhà mẹ." "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?" Vẻ mặt của Liễu Cảnh Nhiên cũng trở nên tái nhợt, lo lắng mà khuyên nhủ mẹ và ba cũng đã chung sống hòa thuận suốt mấy chục năm nay rồi không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà ra ở riêng con im miệng cho ta liên thúy na tát một cái lên mặt của liễu cảnh nhiên trong nhà trở nên yên tĩnh hoàn toàn chỉ có một mình liên thúy na vẫn đang cuồng loạn mà kêu gào đây là chuyện nhỏ sao nhiều tiền đến như thế ông ta muốn nuốt gọn một mình không thể nào nếu như ông ta không cho vậy cũng không cần sống qua ngày nữa con cùng ta trở về liên gia Vừa nói như thế, còn lạnh lùng mà nhìn Liễu Nham một cái. Ta thấy là ông ta đã quên mất rồi, năm đó khi ông ta một thân một mình tới Minh Châu này ai đã chìa một cánh tay với ông ta. Bất ngờ không kịp đề phòng, Liễu Cảnh Nhiên bị ăn một cái tát, con người nhất thời trợn to lên, sau đó từ từ quay lại nhìn Liễu Nham, hy vọng cha mình có thể nói lời xin lỗi với Liên Thúy Na. Nhưng mà, điều khiến cho Liễu Cảnh Nhiên thất vọng chính là, Liễu Nham vẫn thờ ơ chỉ thấy ông ấy lạnh lùng nói. Huỳnh nhân nói không sai, là tôi đã mềm lòng, mới lần lượt dung túng cho mấy người. Tôi đã nói rất rõ ràng, mấy người đều là người thân thiết nhất với tôi, một khi có lãi, cứ dựa theo cổ phần sở hữu, thế nhưng đây chẳng qua chỉ là tài trợ, vẫn chưa có lãi đâu, đã không chờ nổi mà muốn chia tiền, mấy người quả thực thèm tiền đến phát điên rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Liễu Cảnh Nhiên đờ đẫn, Liên Thúy Na cũng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Huỳnh nhân, lại là huỳnh nhân nếu như không phải là do đứa con sao chổi kia của ông, vậy tôi cũng sẽ không lưu lạc tới ngày hôm nay. Hàm răng của bà ta nghiền vào nhau kèn kẹt, ánh mắt lóe lên sát ý điên cuồng. Đám người liễu đông quân, Liên Hồng Vân vừa muốn khuyên răn, liễu nham đã vung tay lên, hết sức kiên quyết mà nói. Không cần nói nữa, số tiền này, bây giờ không chia được, không phải bà muốn quay về nhà mẹ đẻ sao, cho bà đi ba, đủ rồi. Quát lên một tiếng lớn, Liễu Nham nhìn thật sâu vào Liên Thúy Na một cái, rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà đi lên tầng. Liên Thúy Na đờ đẫn hồi lâu, bây giờ mới phản ứng lại được, chỉ vào bóng lưng của Liễu Nham mà thét chói tai. Liễu Nham, ông sẽ hối hận. Nói dứt lời, kéo cổ tay của Liễu Cảnh Nhiên lại, thở hổn hển đập cửa rời đi. Liên Hồng Vân và Liên Cát Tường nhìn thấy ở trong mắt, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Anh rể, anh đối với chị tôi như vậy, nhà họ Liên chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Liên Hồng Vân và Liên Cát Tường cũng nhanh chóng rời khỏi nhà họ Liễu. Nhà họ Liễu trống rỗng, chỉ còn lại một mình Liễu Nham. Dưới ánh sáng mờ ảo, bóng lưng của ông ấy bị kéo ra thật dài. Ông ấy của lúc này không có chút nào sự quả quyết vừa mới đây, sống lưng của ông ấy cũng không còn thẳng tắp nữa, nhìn bóng lưng của ông ấy có một sự cô độc không nói lên lời ông ấy run rẩy mở một cánh tủ ra, bấm mở một cái két sắt trong đó. Trong két sắt không có tiền, cũng không có sổ tiết kiệm, chỉ có một tấm ảnh cũ đã ngả màu vàng. Trong tấm ảnh là một nhà ba người chụp chung. Nam thì anh Tuấn, nữ thì dịu dàng, hai người cùng nhau ôm một bé gái còn sơ sinh đang ngậm núm vú cao su. Liễu nham như nhận được bảo bối mà cẩn thận cầm lấy tấm ảnh cũ đó, đang vuốt ve, đầu ngón tay chợt dừng ở trên mặt người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ trong ảnh một giọt nước mắt lăn dài xuống như trên khóe mắt ông ấy, rơi trên tấm ảnh cũ. Nghi, tôi thật sự rất nhớ bà, chương 92, mặc thường phục bắt giữ. Buổi tối, sông Tử Viên. Huỳnh Nhân chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng bên bờ sông, nhìn bản thân mình. Phản chiếu trong nước, dưới ánh trăng, sắc mặt anh tái nhợt. Trầm mặc một lúc lâu, anh nhẹ nhàng xé áo, để lộ ra khuôn ngực cường tráng làn da dám nắng và cơ bắp căng tràn sức sống nhưng nó lại được phủ đầy bởi chi chít các vết thương lớn nhỏ có vết đạn có vết dao thương tích đầy mình trong số đó có hai vết sẹo không thể tưởng tượng nổi hai vết sẹo ngang dọc kéo dài hết cả khuôn ngực của huỳnh nhân cho đến bây giờ máu thịt vẫn còn mờ nhạt máu cố còn chưa kịp khô thì máu mới đã tiếp tục chảy ra huỳnh nhân khẽ vuốt hai vết sẹo này sâu trong đáy mắt là tràn ngập sát ý không thể kìm nén. Đó là do cửu vị cường giả trí tôn trên thế giới cùng liên thủ mà lưu lại trên người của huỳnh nhân. Hôm đó, cửu vị cường giả trí tôn băng qua Thái Bình Dương, đem hàng triệu người ngựa chém giết để thực hiện kế hoạch, đồ long, nhưng lại bị huỳnh nhân một mình ngăn lại ở núi U Hằng. Trận chiến đó đã diễn ra trong suốt năm ngày năm đêm. Núi và sông bị chia cắt, địa hình thay đổi, toàn bộ núi U Hằng đều bị cắt ngang sáu ngày sau cửu vị cường giả trí tôn toàn bộ đều đã ngã xuống kể từ đó không một thế hệ trẻ nào dám đến đồ long ở phía đông thiên tử tức giận phun máu ra xa năm bước vương chủ tức giận trăm vạn tử thi đây là trận chiến u hằng nổi tiếng tuy nhiên dù cho cửu đại trí tôn đã chết nhưng họ cũng để lại những vết thương không thể xóa nhòa cho huỳnh nhân hai vết sẹo ngang dọc ở trước ngực khụ khụ huỳnh nhân che hai vết thương đáng sợ trước ngực khẽ ho một tiếng đúng lúc này một giọng nói vô cùng lo lắng vang lên sau lưng thiếu chủ ta đến muộn lưu an quỳ một gối xuống trước mặt huỳnh nhân huỳnh nhân phất nhẹ tay nói chính sự lưu an không nói tin tức ngay mà lo lắng nhìn vết thương của thiếu chủ thiếu chủ vết thương của anh chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể huỳnh nhân lặp lại lần nữa nói chính sự trong mắt lưu an vẫn có một tia không đành lòng vết thương nhỏ người bình thường nếu như bị thương thế này sẽ chết ngay tại chỗ cũng chỉ có thiếu chủ mới có thể chống đỡ được mặc dù cửu vị đại thần đã chết nhưng vẫn còn hơn chín cường quốc trên thế giới nếu trong tương lai họ phạm phải lỗi lầm một lần nữa lưu an không dám nghĩ nữa bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của huỳnh nhân đã bắt đầu trở nên đờ đẫn lập tức sợ hãi nói thiếu chủ sau khi họ liễu đến Liên Thúy Na và Liễu Nham đã cãi nhau rất lớn, đưa Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân, Liên Cát Tường quay về nhà mẹ đẻ. Trong mắt Huỳnh Nhân lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhà mẹ đẻ. Vâng. Lưu An Kính cần nói. Nhà họ Liên ở thành phố Thượng Lưu hai năm nay khó có thể trở thành gia tộc hạng nhất. Liễu Nham là con rể của họ. Công ty lớn nhất dưới trướng là tập đoàn Đại Chu, cũng nằm trong số 50 công ty hàng đầu. Ngừng một chút, Lưu An tiếp tục nói sở dĩ nhà họ liên khó có thể từ gia tộc hạng 2 trở thành gia tộc hạng nhất, nhưng vì họ đã hợp tác chặt chẽ với nhà họ trịnh ở Thượng Thành. Họ trịnh, Huỳnh Nhân khẽ nheo mắt. Tôi nhớ, anh ta là bạn trước đây của Liễu Cảnh Nhiên, tên là Trịnh Hảo. Anh ta chính là người của trịnh gia. Lưu An cho biết, trước mắt, nhà họ trịnh không biết tin tức về cái chết của trịnh Hảo. Huỳnh Nhân cân nhắc một hồi, sau đó gật đầu. Đã hiểu, còn việc gì nữa sao? lưu an do dự một hồi vẻ mặt có chút xấu hổ một tiếng trước tôi nhận được điện thoại của chị phùng đúng như lời thiếu chủ đoán chị ấy hỏi tôi về tung tích của anh cẩn mai nghe thấy cái tên này khuôn mặt bình tĩnh vốn có của huỳnh nhân rốt cuộc cũng có chút dao động cô không tiết lộ tung tích của tôi đúng không thuộc hạ không dám lưu an sợ hãi cô ngưng lại không nhịn được nói thiếu chủ tôi nghĩ anh nên gặp chị phùng chị ấy vẫn chưa biết anh đã kết hôn những gì nên nói thì nói những gì không nên nói thì không cần phải nói lưu an chưa kịp nói xong thì đã bị huỳnh nhân thở ơ ngắt lời cô lưu an không còn cách nào khác đành phải ngậm miệng lại quay người đang định biến mất vào trong bóng tối thì huỳnh nhân ngăn cô lại lưu an lưu an dừng lại quay người kinh ngạc nhìn huỳnh nhân sau một hồi im lặng huỳnh nhân nhìn lưu an tự đáy lòng nói ra tôi không muốn lại một lần nữa mất đi bất kỳ người nào. âm um, ngay khi những lời này vừa nói ra, Lưu an kịch liệt run rẩy, sau đó hai mắt đỏ bừng. thiếu chủ là chiến thần trong quân đội, là vương chủ của tiểu quách, anh đã chứng kiến quá nhiều người chết, bao gồm cả bạn tốt, người thân, bách luyện thành thép, quen nhìn sống chết, đã tạo nên sự bình tĩnh của thiếu chủ. không dễ dàng gì mới có một gia đình hạnh phúc, anh không bao giờ muốn nhìn thấy bất kỳ ai ra đi lưu an cười khàn khàn nói được những dòng chữ ấy rơi xuống và biến mất vào màn đêm ngày hôm sau huỳnh nhân không đến tòa nhà quốc tế mà vào một quán cà phê ở góc đường thiên việt bân động tác nhanh lẹ sớm đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa huỳnh nhân và vương chân trên đường đến gặp vương chân thiên việt bân đã cung cấp trước thông tin danh tính của vương chân cho huỳnh nhân hiểu rõ điều khiến huỳnh nhân ngạc nhiên là thực ra cô là người của nhà họ hào chị họ của Hào Huy. Nghiêm túc tốt nghiệp học viện cảnh sát, tất cả các hạng mục đánh giá khi tốt nghiệp đều đứng hạng nhất, khó có ai có thể đánh bại. Tuy nhiên, có một điều luôn là vết sẹo trong lòng cô, bạn trai của cô lúc đó cũng là cảnh sát, nhưng lại bị đồng nghiệp hãm hại, vì vậy nên cô đối với một số âm mưu quỷ kế đều rất căm hận. Vương chân Huỳnh Nhân nhàn nhạt cười, chờ chính chủ xuất hiện. Một lúc sau, một người phụ nữ mặc thường phục bước vào với mái tóc ngắn gọn gàng đeo kính dâm và đội mũ lưỡi chai cô ấy dường như cố tình ăn mặc hở hang nhưng khí chất đặc biệt đó đã thu hút sự chú ý của huỳnh nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên cảnh sát vương huỳnh nhân hét về phía cô vương chân bất ngờ sắc mặt thay đổi rất lớn cô nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý tới mình liền xông đến chỗ huỳnh nhân hung hăng đập bàn anh có biết vừa nãy suýt chút nữa là đã giết tôi không vẻ mặt huỳnh nhân như không hiểu chuyện gì anh chỉ vừa mới gọi cô một tiếng tại sao lại thành hại cô vương chân không lên tiếng chỉ ngồi xuống trước mặt huỳnh nhân tôi nhớ anh anh đều có mặt trong cả hai vụ án của tôi huỳnh nhân biết cô đang ám chỉ đến trường hợp của phượng tư sở và quách tuấn vừa định nói vương chân liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay cô nói anh tìm tôi có việc gì mặc dù đã cố ý giữ bình tĩnh nhưng huỳnh nhân vẫn có thể nghe thấy trong lời nói của vương chân có chút sốt sắng lập tức không chỉ hoãn thời gian của vương chân anh đi thẳng vào vấn đề tôi chỉ muốn hỏi cảnh sát phương xem cô có ấn tượng gì về vụ hành hung không đứng đắn đối với giám đốc điều hành chu hào của công ty dược phẩm hồng thiên hay không chu hào vương chân hơi giật mình sau đó suy nghĩ một chút nói vụ án này là do tôi kết án có chuyện kỳ lạ xảy ra nên tôi không bắt được anh ta nhưng tương lai của anh ta đã bị hủy hoại vương chân trầm giọng nói Chuyện này tôi cũng không thể làm gì. Hai mắt Huỳnh Nhân nheo lại một cách nguy hiểm, quả nhiên là kế hoạch mà Diệp Thường Phong nghĩ ra để giết lừa sao sao. Sao giết lừa, ở đây ám chỉ việc loại bỏ một ai đó khi không còn lợi ích nữa. Mục đích của anh ta không phải là tống Chu Hào vào tù mà là tống cổ anh ta ra khỏi hội đồng quản trị của công ty dược phẩm Hồng Thiên. Ngay khi Huỳnh Nhân còn đang định hỏi thêm vài câu thì có thêm hai người đàn ông bước vào. Trông họ không khác gì những khách hàng bình thường, nhưng ánh mắt của Vương Trân trở nên sắc bén và cô nhanh chóng đứng dậy. Xin lỗi cho tôi hỏi. Nói xong liền đi về phía hai người. Một bàn tay bỗng đặt trên eo cô. Huỳnh Nhân cũng nheo mắt, hóa ra cô mặc thường phục tiến hành vụ bắt giữ. chương 93, dùng giấy như dao. Bởi vì đồng phục trên người quá bắt mắt, dễ rút dây động rừng nên Vương Trân đã lựa chọn mặc thường phục. Nhận được lệnh cấp trên, bây giờ nghi phạm sẽ xuất hiện ở quán cà phê nên cô ấy đã đến trước nằm vùng. Cùng lúc đó, cô ấy đã sắp xếp xong cuộc gặp mặt với Huỳnh Nhân ở quán cà phê này, cũng xem như một công đôi việc. Huỳnh Nhân đăm chiêu nhìn bóng dáng Vương chân trả trách vừa rồi gọi cô ấy, cảnh sát Vương, thì cô ấy lại nói suýt nữa đã hại chết cô ấy. Câu nói này đúng là rất dễ làm bại lộ thân phận của cô ấy. Cô ấy rất cẩn thận, nhưng nếu muốn bắt được những người kia đúng như ước muốn thì vẫn có chút khó khăn. Trước hết, chưa nói đến bọn chúng có số lượng đông mà còn có một rắc rối từ bên ngoài. Huỳnh Nhân nheo mắt nhìn về hướng cổng quán cà phê, chỉ thấy hai người đàn ông đi vào trong quán. Một người có khuôn mặt tuấn tú ở trước mặt, mặc một chiếc áo khoác đắt tiền, anh ta cố ý mở hai cúp áo ở phía trên, vừa vô tình lại vừa cố ý lộ ra bộ ngực nở nang. Người ở phía sau có ngoại hình kém xa nhìn rất là bình thường, nhưng Huỳnh Nhân lại nhận ra đó chính là cao thủ, mã trung, mấy hôm trước suýt chết trong tay Lưu An. Vương chân sao em lại ở đây? Nhìn thấy Vương chân người đàn ông đẹp trai lập tức ngạc nhiên kêu lên. Cả khuôn mặt Vương chân đưa lại, câu nói này đã hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu của cô ấy. Quay lại với cơ thể cứng đờ, nét mặt u ám nhìn người trẻ tuổi kia, cô ấy hét to. Hoác thiên quân, anh theo dõi tôi sao? Hoắc Thiên Quân có chết cũng không nhận. Sao lại là theo dõi? Anh lại thích được gọi là cuộc gặp gỡ của tình yêu. Hoắc Thiên Quân chân thành nhìn Vương Trân nói: Vương Trân, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã dặn lòng em chính là người cả đời này anh phải lấy. Mấy ngày hôm nay anh cũng đang dùng hành động của mình. Anh tặng em một món quà nhỏ, hy vọng là em sẽ thích. Xuất lời, anh ta lấy ra từ trong người một chiếc hộp nhỏ tinh xảo rồi mở trước mặt Vương Trân bên trong là một chiếc nhẫn kim cương ôi bên trong quán cà phê lúc này không còn đông khách nữa chỉ có vài cặp tình nhân bỗng phát ra tiếng gieo hò ngưỡng mộ chiếc nhẫn kim cương này trông rất đắt chỉ là một món quà tiện tay đem tặng đây là anh công tử của nhà nào thế anh nhìn người ta rồi nhìn lại anh xem sao anh không có tiền như người ta nghe thấy lời bàn tán xôn xao xung quanh hoác thiên quân bất chợt khẽ cười đợi chờ vương chân trả lời nhưng ý nghĩ của vương chân chỉ tập trung vào cuộc mua bán bí mật của những người đàn ông trước đó cô ấy muốn đi qua đó nhưng hoác thiên quân cứ cản lại không để cô ấy đi vương chân nổi nóng rồi một cái tát làm rơi cả chiếc nhẫn kim cương cô ấy hét to anh cút đi cho tôi hành động này khiến những người đứng nhìn xung quanh ngẩn người ai cũng há hốc ngồm tuy hoác thiên quân không tức giận nhưng trên khuôn mặt lại lóe lên sự sắc bén anh ta nhặt chiếc nhẫn kim cương dưới đất lên rồi đến trước mặt Vương chân ánh mắt ủ rũ nói. Vương chân chuyện của hai chúng ta là do bố mẹ hai bên quyết định, cho dù không thích cũng phải giả vờ thích để gạt bố mẹ, hơn nữa em làm anh mất mặt như vậy thì không hay cho lắm. Sắc mặt Vương chân cũng tái mét, ngược phập phồng dữ dội, rõ ràng là đang rất tức giận. Hoác Thiên Quân nói tiếp. Với lại, anh thích em, đó là phúc của em. Anh là nhà doanh nghiệp trẻ nổi tiếng Minh Châu, Đồng thời cũng là thành viên chủ yếu của hiệp hội võ đạo, còn em thì sao? Em chỉ là một người chấp pháp nhỏ bé mà cũng dám vênh mặt với anh ư? Sau khi bị Vương Chân từ chối, Hoắc Thiên Quân để lộ bộ mặt hung ác, đặc biệt là câu cuối cùng càng nói to hơn. Ngay sau đó, một nhóm đàn ông đang tiến hành buôn bán bí mật ở phía sau hình như nghe thấy điều gì, bọn chúng cảnh giác nhìn Vương Chân, trong ánh mắt lóe lên sự hoang mang, sau đó bọn chúng rời khỏi quán cà phê trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Huỳnh Nhân lóe sáng, anh lấy ra điện thoại, dặn dò Lưu An làm một chuyện. "Alo, mọi người đứng yên." Phía bên kia, nhìn thấy đám người mục tiêu chuồn đi trong tầm mắt của mình, Vương Chân nôn nóng muốn đuổi theo. Một bàn tay phải chặn lại trước mặt Vương Chân. "Em không nói rõ ràng thì không được rời khỏi đây." Hoắc Thiên Quân. Nhóm người kia đã biến mất trong tầm mắt của mình nên Vương Chân hoàn toàn bùng nổ rồi, cô ấy tức giận nhìn anh ta anh có biết là anh đã cản trở việc công rồi không? Tôi hoàn toàn có đủ sức để đánh đuổi anh đấy. Anh cản trở việc công gì chứ? Hoác Thiên Quân nở nụ cười kỳ lạ. Anh chỉ muốn thể hiện tình yêu của anh với em, chẳng lẽ điều này cũng phạm pháp sao? Anh! Vương Trân có nỗi khổ không nói ra được, cô ấy tức đến đỏ mặt. Những người qua đường xung quanh không biết sự thật cũng xì xào bàn tán. Cô gái này đúng là ngang ngạnh, được một người đàn ông đẹp trai như thế tỏ tình, cô ta không chấp nhận thì cũng thôi đi còn to tiếng quát tháo đúng là không có tố chất đúng thế thật đáng tiếc con người thì đẹp vậy mà nghe thấy lời bàn tán xung quanh khóe miệng hoác thiên quân cong lên một nụ cười lạnh lùng cảnh sát vương cô có thể nói cho tôi biết cô đang theo dõi vụ án nào được không vào đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến huỳnh nhân đến bên cạnh vương chân và điềm tĩnh hỏi vừa nói Ánh mắt anh vừa lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Thiên Quân. Diễn xuất của Hoắc Thiên Quân đúng là rất cao siêu, nhưng trước mặt Huỳnh Nhân lại như làm trò hề. Vương Chân vốn dĩ không định nói, nhưng lời của Huỳnh Nhân như một ma lực đặc biệt, tuy nhạt nhẽo nhưng lại là mệnh lệnh không từ chối được. Thêm vào đó, Phạm Nhân đã chạy mất rồi, cô ấy cũng không cần phải giả vờ nữa nên mới nói ra. Chúng tôi nghi ngờ dạo gần đây nhà họ Hoắc đang bí mật mua bán hàng cấm cấp trên cử tôi đi truy bắt tên chùm mua bán và những kẻ mua đứng phía sau. Vậy ư? Sứt lời, Huỳnh Nhân nở một nụ cười ấm áp. Nhưng lúc này, Mã Trung cũng nhận ra Huỳnh Nhân, anh ta lập tức hét lên. Thằng nhãi, là mày. Hoác Thiên Quân nhíu mày, hỏi. Anh quen biết ư? Anh Thiên Quân, chẳng phải mấy hôm trước em đã gọi cho anh và nói là em bị hai người ngoài đánh đó sao? Anh ta là một người trong số đó. Mã Trung nói với vẻ mặt đầy oán hận, cảnh tượng bị Lưu An dùng một tay nhắc lên vẫn còn rành rành trước mắt, đó là khoảnh khắc thê thảm nhất trong cuộc đời anh ta, Mã Trung nhớ lại tức đến hốc mắt muốn nứt ra. Là anh ta ư? Hoắc Thiên Quân quan sát Huỳnh Nhân từ trên xuống dưới, cảm thấy người này không có gì đặc biệt, hoàn toàn không có chút khí thế của cường giả. Mã Trung vội nói, anh Thiên Quân, anh hiểu lầm rồi, thằng nhãi này không tài giỏi gì đâu, cô gái còn lại mới lợi hại, suýt nữa em đã bị giết chết rồi. Vậy sao? Dứt lời, ánh mắt Hoác Thiên Quân lập tức lóe lên sự sắc bén. Đụng vào người của Hiệp hội Võ Đạo, xem ra anh chán sống rồi. Vừa nói, khí thế của cường giả cũng tỏa ra. Vương chân ngạc nhiên nhìn Huỳnh Nhân, tuy cô ấy không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có lòng tốt khuyên giải. Anh mau chạy đi, người của Hiệp hội Võ Đạo không dễ gây chuyện đâu, đều là một nhóm người say mê võ thành thói không chịu pháp luật gò bó. Sợ Huỳnh Nhân không tin, Vương Chân lại nói: "Bọn họ là thế lực đặc biệt do trung ương thành lập, bên trong đều là cường giả biết phó công, thường ngày bảo vệ những người giàu có kiếm ra tiền, anh không gây hấn được đâu." Nhưng cho dù Vương Chân có khuyên nhủ thế nào, Huỳnh Nhân vẫn bình thản ung dung, thậm chí còn cười một cách khinh thường. "Mê Võ ư, bọn họ không xứng với cái tên Mê Võ." Anh ta nhìn Hoắc Thiên Quân và Mã Trung như một con rồng khổng lồ đang nhìn xuống một con kiến. Từ lúc nào mà những kẻ hữu danh vô thực không ra gì cũng có thể tự xưng là võ giả thế. Vừa dứt lời, sắc mặt Hoắc Thiên Quân và Mã Trung trở nên u ám, Vương Chân cũng tái mét theo. Câu nói này đã mắng chửi toàn bộ hiệp hội võ đạo rồi. Vương Chân khẽ nhéo huỳnh nhân một cái, tức giận nói: "Tôi đã khuyên anh rồi, sao anh còn không biết điều?" Hoắc Thiên Quân nhìn Mã Trung, nói. Nếu hai người quen biết nhau thì thằng nhãi đó giao cho cậu, không cần nương tay. Được, anh Thiên Quân. Sứt lời, khóe miệng Mã Trung cũng nở nụ cười nham hiểm, một nắm đấm thật mạnh dáng xuống đầu của Huỳnh Nhân. Sớm đã muốn tìm mày báo thủ rồi, hôm nay cô gái kia không có ở đây nên tao muốn xem, cuối cùng mày lấy dũng khí ở đâu ra làm kẻ thù của bọn tao. Cẩn thận! Vương Trân phản xạ có điều kiện hoảng sợ la lên, nhưng cô ấy lại ngạc nhiên nhận ra huỳnh nhân đã ung dung trở về chỗ ngồi rồi nếu các người tự xưng là hiệp hội võ đạo vậy thì để tôi nói cho anh biết thế nào là võ đạo thật sự với giọng nói lạnh lùng huỳnh nhân đã ra tay rồi đây là lần đầu tiên anh ra tay có ý nghĩa thật sự sau khi trở về minh châu một chiếc khăn giấy trên bàn huỳnh nhân nhẹ vung tay vù vô số khăn giấy bay liên tục trên không trung lát sau chuyện kỳ lạ đã xảy ra. chiếc khăn giấy mềm mại trong phút chốc trở nên cứng và sắc bén như những con dao lam. huỳnh nhân tiện tay vung một cái, những chiếc khăn giấy giống lưỡi lam như mọc lên con mắt nước về phía mã trung. rác, sọc đường, những cửa sổ vách tường bị cắt thành những vết thương dày đặc. tiếng ly thủy tinh vỡ làm đôi, cà phê nóng chảy xuống đất. từng chiếc khăn giấy rơi xuống bao trùm tất cả như kiếm mưa. vương chân ngạc nhiên chừng mắt nhìn. Hoắc Thiên Quân và Mã Trung bị dọa cho hồn bay phách lạc. Ném hoa ngắt lá là làm tổn thương người khác. Khăn giấy mềm mại cũng có thể dùng giấy như dao. Chương 94, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trận chiến vẫn chưa bắt đầu mà đã kết thúc. Vun vút, những mảnh giấy mỏng như những lưỡi dao sắc bén rơi xuống mặt Mã Trung, xé rách da thịt và cắt vụn quần áo của anh ta. A, à, anh ta nằm trên mặt đất như một kẻ ăn xin, ôm chặt lấy khuôn mặt của mình tiếng kêu khóc vang khắp trời đất. Máu tươi từ đầu ngón tay chảy xuống, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Sau khi Mã Trung bỏ bàn tay ra, lúc này Vương chân mới nhìn thấy rõ bộ dạng thảm hại của anh ta, ngay lập tức hoảng sợ mà la lên một tiếng. Cô ấy dùng mình ớn lạnh, gai ốc nổi lên như cỏ. Khuôn mặt của Mã Trung đã bị rạch không còn nhìn ra hình người nữa. Mũi của anh ta bị cắt đứt, máu tươi ồ ồ tuôn ra, bọt khí phả ra, hai ngón tay của anh ta cũng bị chặt đứt những ngón tay bị đứt lìa vẫn nằm trên mặt đất, còn hơi co giật. Không chỉ vậy, toàn bộ khuôn mặt đều chi chít những vết xước dày đặc, mỗi tờ giấy đều cứ thật sâu vào da thịt của anh ta, phần da thịt hai bên giống như bị cắt bay, còn có thể lờ mờ thấy được xương trắng bên trong. Bộ dạng thảm hại như thế này, cho dù Vương chân đã từng chứng kiến không ít những hiện trường giết người, cũng cảm thấy ớn lạnh, khuôn mặt của bọn họ bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng vẻ mặt Huỳnh Nhân vẫn không thay đổi, vẫn bình tĩnh ngồi trên vị trí của mình, thậm chí còn lạnh lùng bưng ly cà phê lên uống một ngụm, giống như đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Sự đối lập giữa hai bên khiến Vương Chân rơi vào trầm tư. Yêu quái, đây là yêu quái. Phòng tuyến trong lòng Mã Trung hoàn toàn sụp đổ, thậm chí tinh thần còn trở nên điên loạn, vô cùng hoảng sợ chỉ vào Huỳnh Nhân hét lớn nếu không phải yêu quái thì mấy mảnh giấy nhỏ đó sao có thể cắt đứt được mũi vào ngón tay của anh ta chứ lần đầu nghe thấy cũng là lần đầu nhìn thấy yêu quái huỳnh nhân nở nụ cười nở một nụ cười khinh miệt vì sự ngu dốt của anh ta bây giờ anh mới hiểu được cái gọi là hiệp hội võ đạo là cái gì ngay cả nội lực còn không biết là cái gì có phải bản thân đã sử dụng quá nhiều sức mạnh mà phá hủy đi nhận thức của bọn họ rồi không từ sức mạnh sinh ra khí khi thụ lại đan điền, đây là con nhất định phải trải qua của võ đạo. Kỳ Hạ Huy, Hoác Thiên Quân và Mã Trung vẫn dừng lại ở giai đoạn cố gắng, mà anh thì đã đạt đến đỉnh cao. Đáy mắt Triệu Kiến Quân cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, sắc mặt lúc thì đỏ bừng lúc thì lại trắng bệch. Anh ta có địa vị cao hơn Mã Trung một chút, cho nên cũng hiểu biết nhiều hơn một chút. Người này chắc hẳn phải có sức mạnh của một đại võ sư. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng tỉnh táo trở lại, Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm huỳnh nhân. Mặc dù đại võ sư rất mạnh, nhưng cũng không phải mạnh nhất ở hiệp hội, địa vị của anh ta đặc biệt nên hoàn toàn không sợ. Bốp, bốp. Anh ta khẽ vỗ tay, cười ha ha nói. Xuất sắc, thật sự quá xuất sắc, tôi tự hỏi sao anh lại có thể tự tin như vậy, hóa ra anh cũng là huấn luyện viên. Chớp mắt, nụ cười trên mặt Hoắc Thiên Quân đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Thế nhưng anh lại dám ra tay với hiệp hội võ đạo chúng ta? có biết điều gì đang chờ đợi anh không? Là gì? Huỳnh Nhân hời hợt hỏi. Nhìn phản ứng của anh như vậy, Hoác Thiên Quân hoàn toàn bị chọc giận. Anh sẽ bị toàn bộ hiệp hội võ đạo phát lệnh truy nã, anh sẽ phải đối mặt với toàn bộ hiệp hội võ đạo. Anh ta nói xong cứ nghĩ rằng Huỳnh Nhân sẽ sợ hãi, nhưng đáng tiếc, Huỳnh Nhân vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh từ đầu đến cuối. Thậm chí, khi nghe đến câu cuối, anh còn cười một cách chế giễu, giống như đang nghe một câu chuyện cười anh cười cái gì Hoắc thiên quân cảm giác như mình đang bị sỉ nhục huỳnh nhân nhấp một ngụm cà phê chậm rãi nói tôi không biết tôi có bị hiệp hội võ đạo truy nã hay không nhưng tôi biết anh sẽ bị cảnh sát phương truy nã ngay bây giờ tôi nghe vậy vương chân đang đứng ngay người ở một bên càng thêm không hiểu tại sao vì sao tôi phải truy nã anh ta cảnh sát phương cô bị tôi dọa cho sợ hãi sao tôi không phát hiện ra đấy Huỳnh Nhân nhìn Vương Yên lạnh nhạt nở nụ cười hỏi. Vương Trân đứng im không nói tiếng nào, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bởi vì thật sự Huỳnh Nhân đã nói đúng, đúng là cô ấy bị Huỳnh Nhân dọa làm cho sợ hãi. Bất kể là chỉ dùng giấy như dao, hay là khuôn mặt thảm hại của Mã Trung, đều khắc thật sâu vào ánh mắt và tâm trí của Vương Trân. Cô ấy chỉ biết một số kỹ năng chiến đấu cận chiến, võ thuật đối với cô ấy mà nói cực kỳ xa lạ, đó là thế giới mà cô ấy chưa từng được tiếp xúc qua, xa lạ mới lạ lại làm lay động lòng người nhóc con tôi khuyên anh tốt nhất nên ăn nói cẩn thận một chút tôi có thể kiện anh tội phỉ báng trong lòng hoác thiên quân trùng xuống nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói có phải anh muốn bị tôi vạch trần thì anh mới hết hy vọng có đúng không vẻ mặt của huỳnh nhân bình tĩnh trở lại hai mắt không chút sơ hở liếc nhìn hoác thiên quân một cái lập tức hoác thiên quân như rơi vào kẽ nứt anh ta sinh ra một loại ảo giác rằng huỳnh nhân trước mặt anh ta chỉ là một người trong sạch, không có bí mật gì cả. Anh đang nói gì, ta không hiểu. Anh ta vẫn nghiến răng chống trả. Tôi và Mã Trung tới đây chỉ để uống một ly cà phê, tình cờ đụng phải vương chân mà thôi. Tôi rất muốn truy xét việc anh cố ý làm tổn hại cơ thể người ta, người bị bắt phải là anh mới đúng. Huỳnh nhân hoàn toàn không có động tĩnh gì, thản nhiên nhìn chầm chầm hoác thiên quân. Chỉ tới đây uống một ly cà phê, đúng lúc gặp được cảnh sát phương mặc thường phục thi hành nhiệm vụ. Công khai tán tỉnh trước mặt mọi người, lấy lòng mọi người, vừa vặn cản trở thời gian tốt nhất để cảnh sát phương bắt tội phạm. Lại vô tình tiết lộ chuyện cô ấy là cảnh sát thật, khiến cho đám người kia nâng cao cảnh giác, bỏ trốn trước mặt cô ấy và mọi người, anh nói tất cả chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao? Nói đến đây, ánh mắt Huỳnh Nhân đã trở nên cực kỳ sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, xuyên qua trái tim của Hoắc Thiên Quân. Vương Trân nghe thấy những lời này, cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một lần là trùng hợp, hai lần là may mắn, nhưng ba lần là chắc chắn. Cô ấy nghiêm túc đi đến trước mặt Hoác Thiên Quân, không cần biết anh ta có phải là đối tượng hẹn hò của cô ấy hay không, trước mắt giải quyết việc chung. Anh Triệu, mời anh cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không, đi cùng tôi một chuyến. Giờ phút này, sắc mặt Hoác Thiên Quân cũng trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Nhân, thậm chí còn có chút kinh hãi anh ta cho rằng mình diễn rất tự nhiên đến cả vương chân làm cảnh sát cũng bị lừa không ngờ vẫn không thoát được tầm mắt của huỳnh nhân rốt cuộc anh là ai tuy nhiên dù sao thì hoác thiên quân cũng đã trải qua rất nhiều chuyện lớn hơn ngay sau đó vẻ mặt của anh ta lại khôi phục lại trạng thái bình thường suy luận rất tốt nhưng anh có bằng chứng gì không anh ta nhìn huỳnh nhân và vương chân cười nói hình như tôi không có việc gì làm mới đi tán tỉnh cô chẳng lẽ việc này cũng là phạm pháp sao vẻ mặt vương chân bình tĩnh không nói lời nào quả thực nếu chỉ dựa vào chuyện này cô không thể bắt hoác thiên quân được bằng chứng cô cần bằng chứng thấy vương chân im lặng nụ cười trên mặt hoác thiên quân càng thêm dạng dỡ anh ta hoàn toàn có thể nói đây là vu khống bôi nhọ dù sao đám người kia cũng đã chạy mất rồi trong thời gian ngắn cũng không thể trở về được tuy nhiên những thay đổi trong ánh mắt của Hoác Thiên Quân đã bị Huỳnh Nhân nắm được. Anh lắc đầu, có chút thông cảm nhìn anh ta rồi nói. Xem ra anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ha ha ha, tôi biết anh đang nghĩ gì, anh muốn trả thù tôi. Hoác Thiên Quân hung ác phỏng đoán. Anh muốn mượn tay vương chân cho tôi vào tù, có đúng không? Không cần phải phiền phức như vậy. Huỳnh Nhân lắc đầu, lạnh nhạt nói. Có tin hay không, trong vòng 5 phút nữa, đám người đang chạy trốn kia sẽ phải từ quay lại đây. chương 95, quân đội đàn áp. Huỳnh Nhân nói xong, Hoác Thiên Quân lập tức sững sờ. Sau đó giống như vừa nghe được một chuyện gì đó rất buồn cười, cười ha hả. Anh nói cái gì, những tên tội phạm trốn chạy đã quay trở về sao? Đúng vậy. Huỳnh Nhân gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Không chỉ chạy về mà còn nước mắt nước mũi thú nhận tội lỗi của mình nữa, ngoan ngoãn để cảnh sát phương bắt về quy án. Ha ha ha! Hoắc Thiên Quân càng cười càng lớn, chảy nước mắt nói: Làm sao anh biết những người đó sẽ chạy về vậy? Anh nghĩ rằng bọn họ là đồ ngu sao? Biết rõ nơi này có cảnh sát mà còn chĩa súng vào. Ôi không, tôi chết vì cười mất! Vương Chân cũng nhìn Huỳnh Nhân một cách kỳ lạ. Sao mấy tên phạm nhân đó lại ngu như vậy? Bởi vì đối với họ mà nói, so với việc tự kết thúc thì bị cảnh sát bắt lại là chuyện tốt. Huỳnh Nhân cũng không phản bác lại anh khẽ nhấp một ngụm cà phê, sau đó nói một câu mà không ai có thể hiểu được. Đừng có ở đó mà nói nhảm, hôm qua chuyện cậu đánh thành viên hiệp hội võ đạo của tôi bị thương, tôi không bỏ qua đâu. Hoác Thiên Quân đi tới trước mặt Huỳnh Nhân, nhìn xuống nói. Chúng tôi cũng không cần anh bỏ qua, anh đánh mã chung như thế nào, chúng tôi cũng sẽ đánh trả anh như thế đấy. Ngày hôm nay anh lên mặt như vậy, sau này sẽ phải trả giá. Hoác Thiên Quân, cậu muốn tôi tra tấn cậu đúng không? vương chân lạnh lùng nói tôi là cảnh sát anh dám nói chuyện đánh nhau ở trước mặt tôi sao sắc mặt hoác thiên quân đột nhiên thay đổi vội vàng đổi giọng anh chỉ thuận miệng nói như vậy thôi bạn của anh không thể bị đánh oan uổng như vậy được em nhìn mặt cậu ấy đi không còn nhận ra mặt người nữa tuy nhiên vương chân liếc nhìn mã trung người đang che mặt dưới đất nói xin lỗi đây chỉ là tự vệ cái gì sắc mặt hoác thiên quân thay đổi lớn ánh mặt hiện lên sự u ám đây là ý gì vương chân thành thật nói tôi có thể thấy rất rõ ràng là bạn của anh động thủ với ông huỳnh trước ông huỳnh không nhịn được nữa nên mới đánh lại nếu thật thì hành động này chỉ được xem là phòng vệ quá mức bốp vừa nói xong khuôn mặt hoác thiên quân càng trở nên dữ tợn anh ta vung tay lên muốn đánh vào mặt vương chân vương chân anh thấy em có mắt như mù Vương Trân không biết phó công thì sao có thể là đối thủ của Hoắc Thiên Quân? Cô ấy lập tức hét lớn. Anh muốn làm gì? Bốp! Nhưng cái tát kia còn chưa đánh chúng, cả người Hoắc Thiên Quân như bị đóng băng bất động, cả người run rẩy, chán anh ta chảy mồ hôi không ngừng. Huỳnh Nhân vẫn ngồi tại chỗ, nhưng cái muỗng trong cốc cà phê đã biến mất. Vương Trân tập trung nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên vách tường sau đầu Hoắc Thiên Quân có cắm một cái muỗng bằng thép đầu muỗng cắm sâu vào vách tường, lực tác dụng lên nó kinh khủng đến mức cái muỗng vẫn còn lắc lư lên xuống. Nói cách khác, cái muỗng màu đã lướt qua ra đầu của Hoác Thiên Quân, cắm vào vách tường. Chỉ cần lệch một chút là đầu của Hoác Thiên Quân đã bị xuyên thủng. Giọng nói điềm tĩnh của Huỳnh Nhân vang lên. Nếu cậu dám ra tay, lần sau sẽ là cổ họng của cậu. Phù! Đầu gối Hoác Thiên Quân mềm nhún, giống như toàn bộ sức lực đã biến mất, khuỵu xuống mặt đất giữa hai chân có một mảng nước màu vàng. Chuyện vừa xảy ra thế mà đã dọa anh ta tè ra quần. Lúc này Vương Trân cũng đã bình tĩnh lại, nói với Huỳnh Nhân. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Huỳnh Nhân không quan tâm, anh nhìn đồng hồ trên tay, lẩm bẩm. Sắp đến giờ rồi. Cái gì đến giờ rồi? Vương Trân nghi ngờ, là cảnh sát hình sự, cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của rất nhiều người, nhưng với một người khó hiểu như Huỳnh Nhân, cô ấy không thể biết được định hỏi thêm vài câu đột nhiên bên ngoài quán cà phê vang lên tiếng động cơ nổ người đi đường thì la hét chói tai chuyện gì vậy phản ứng theo bản năng vương chân chạy ra khỏi quán cà phê nhưng cảnh tượng trước mắt khiến vương chân ngây người ầm ầm một chiếc xe van sông ngang trên con đường hình chữ s khiến người đi đường và các phương tiện xung quanh rối rít tránh né thông qua lớp kính trong suốt có thể thấy rõ tài xế trong xe sợ hãi đến mức không thể cầm vững vô lăng Họ lái xe đến cổng quán cà phê, một nhóm đàn ông mở cửa xe, hoảng hốt chạy về phía Vương Chân. Nhìn thấy khuôn mặt của những người này, Vương Chân trợn tròn hai mắt, đây là nhóm nghi phạm đã bỏ trốn. Bọn họ, quay về thật sao? Vương Chân ngây người, làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tội phạm quay về. Không thể nào, tại sao bọn họ lại quay lại? Trong quán cà phê, Hoắc Thiên Quân đã bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn thấy các trụ cột nhà họ hó hót quay lại anh ta không thể tưởng tượng nổi anh ta suy nghĩ nát óc cũng không ra tại sao những người đã chạy trốn dưới sự che chở của mình lại quay trở về tại sao chỉ có nụ cười trên mặt của huỳnh nhân là không thay đổi từ đầu đến cuối anh hoàn toàn không ngạc nhiên với cảnh tượng ở bên ngoài không đúng nhìn họ rất sợ hãi không uổng làm cảnh sát bấy lâu nay vương chân liếc mắt cũng nhận ra vấn đề trong đó mặt của ai cũng trắng bệch như tờ giấy mồ hôi lạnh chảy ướt đầu giống như đã gặp một chuyện gì đó đáng sợ nên phải chạy về tìm cảnh sát bảo vệ phù 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 họ chạy đến trước mặt vương chân cùng nhau quỳ xuống chủ động vươn tay ra nước mắt nước mũi nói với vương chân cô là cảnh sát đúng không bắt tôi đi tôi nữa tôi nữa đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát đi nếu không chúng tôi sẽ chết vương chân thờ ơ không nhúc nhích cũng không móc còng tay ra giải họ đi. Cô ấy đứng ngây người tại chỗ, giọng nói của những người này liên tiếp vang lên trong đầu cô ấy. Cuối cùng, cô ấy nhớ lại câu nói của Huỳnh Nhân. Đối với bọn họ mà nói, so với việc tự kết thúc thì bị cảnh sát bắt lại là chuyện tốt nhất. Ngay lập tức, Vương chân giống như nhớ ra cái gì đó, xoay người nhìn Huỳnh Nhân. Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Vương Trân, Huỳnh Nhân cười nhẹ, uống cạn ly cà phê, sau đó đi ra ngoài. Vương Trân định hỏi thăm xem họ đã xảy ra chuyện gì thì ấm một tiếng, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Lần đầu, chấn động còn nhẹ, những lần tiếp theo chấn động càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng giống như động đất, đến cả đá trên mặt đất cũng rung lên bần bật. Bầu không khí lúc đó ngưng động lại, không ai di chuyển, tất cả mọi người đều có cảm giác chèn ép khi có đội quân một triệu người ập đến. Mây đen tràn ngập thành phố như bị phá vỡ. Nghe thấy chấn động, bọn đàn ông giống như chim sợ cành cong, chịu không nổi áp lực, hai tay ôm đầu, co rút trên mặt đất, run rẩy dữ dội. Vương chân và Hoác Thiên Quân cũng mở to hai mắt, cảm giác nhói lên từ sâu trong tâm hồn. Sau đó, họ đã chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Âm ầm ầm ở phía đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một dòng nước sắt thép đen ngòm, từ từ tiến tới trung tâm thành phố. Những nơi mà nó đi qua đều trở nên hỗn loạn, bầu trời mịt mù khói bụi. Tất cả phương tiện đều nhường đường, mọi người đi đường cũng dừng lại để quan sát, có người còn lấy điện thoại ra để quay video. Ước chừng có khoảng 50 xe bọc thép được trang bị đầy đủ đạn pháo, nhìn chúng giống như những con quái vật khổng lồ đang đi ở lối đi bộ. Xung quanh xe đều có 10 chiến sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang. 1. Quân đội Vương chân sừng sốt, sắc mặt hoác thiên quân tái nhợt. Dưới luồng sát khí này, bọn họ giống như một con kiến nhỏ bé, có người còn giống như muốn nằm dạp xuống mặt đất để cúng bái vậy. Bây giờ, cuối cùng cũng biết tại sao họ thà chủ động quay về để vương chân bắt đi. Bởi vì, họ bị quân đội truy đuổi. chương 96, nhà họ liên ở Thượng Thành. Bịch, hoắc Thiên Quân vừa đứng lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ tới mức mất hồn lần nữa, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Cả gương mặt anh ta vô cùng tái nhợt, đội quân thiết giáp đập nát mây xanh cũng đánh nát trái tim vốn không hề mạnh mẽ của anh ta với trận thế này thì một trung tâm hiệp hội võ thuật của anh ta có là cái rắm gì vương chân khá hơn một chút nhưng thân thể cô ta cũng cứng đờ giống như bị người ta siết chặt lấy cổ thở không ra hơi huỳnh nhân khẽ nhíu mày không phải lưu an nói là thanh thế của chúng khá nhỏ sao sao lại có nhiều người ra như vậy deng 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 đúng lúc này lưu an gọi đến lưu an như thể đã biết mình phạm phải sai lầm cô ấy chật vật giải thích thiếu chủ bên giang bảo nói nhánh người được phái đi là nhánh có số người ít nhất rồi cho nên huỳnh nhân cười khổ đã là nhánh có số lượng người ít nhất rồi cơ thôi bỏ đi huỳnh nhân hờ hững nói không sao nỗi bất an trong lòng lưu an cuối cùng cũng được giải tỏa về phía vương chân và hoác thiên quân bọn họ còn đang chìm đắm trong trận đột kích của đội quân thiết giáp có nghĩ nát óc họ cũng không nghĩ ra được sao họ lại tình cờ đụng phải đội quân này Chẳng lẽ là anh ta sao? Hoác Thiên Quân và Vương Trân quay đầu nhìn về phía huỳnh nhân rồi nhanh chóng lắc đầu. "Đừng nói là anh, dù là toàn bộ thành phố Minh Châu cũng không có nhân vật lớn nào có thể sử dụng được lực lượng này." Lúc này, một chiếc xe màu đen cờ đỏ từ nơi không xa đi tới, một người đàn ông khuôn mặt sắc bén, làn da ngăm đen đang ngồi trong xe mà chăm chăm quan sát trận địa này. Đó là Giang Bảo. Anh ta làm một động tác, làm mọi thứ lập tức yên tĩnh đi yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Ba giây sau, lá cờ đỏ tươi đón ánh mặt trời từ từ bay lên, tiếng nhạc ẩm ý cũng vang lên theo đó. Giữa tiếng nhạc làm lòng người phấn khởi, đội quân thiết giáp dần dần đi xa. Lúc này, cảm giác một ngạt do quân đội đêm đến mới từ từ tiêu tan, mọi thứ trở lại như cũ. Hoác thiên quân thở vào một hơi, cả người sợ đến toát mồ hôi lạnh. Phù, cũng may chỉ là duyệt binh, tôi nói rồi, Sao lại gặp quân đội ở đây được? Những nghi ngờ của anh ta về Huỳnh Nhân đã hoàn toàn bị xua tan. Thằng nhóc này chỉ là may mắn, tình cờ gặp phải nghi thức duyệt binh thôi, nếu không thì anh lấy đâu ra tự tin như vậy? Nhóm tù binh rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trên mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ hối hận, nếu sớm biết là duyệt binh thì bọn họ sẽ không chạy lại đây. Bọn họ cẩn thận liếc nhìn Vương Chân, thấy Vương Chân không có chú ý tới họ, trong lòng nổi lên ý định trốn tránh giọng nói của huỳnh nhân vang lên rất đúng lúc cảnh sát Vương, tôi nghĩ mau còng tay bọn họ lại đi nếu để chạy nữa tôi không giúp được cô đâu hả à lúc này vương chân mới lấy lại tinh thần cô ta nhanh chóng còng tay bọn họ lại lớn tiếng quát nói các người lén là lén lút như vậy rốt cuộc là muốn tiến hành giao dịch gì đám người vẫn ngoan cố ngậm miệng không nói vương chân đành phải gọi về trụ sở chính đưa họ về sở từ từ thẩm vấn Hoắc Thiên Quân đang định chuồn đi, cũng bị Huỳnh Nhân đúng lúc chặn lại. Anh Hoắc, anh muốn đi đâu thế? Huỳnh Nhân. Hoắc Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn Huỳnh Nhân, hận không thể nuốt sống anh. Vốn dĩ mọi chuyện đang suôn sẻ, từ khi tên Huỳnh Nhân này đến, thì lần lượt thất bại. Vương Trân cũng lạnh lùng nhìn anh ta, túm lấy cánh tay anh ta, nói. Hoắc Thiên Quân, tôi nghi ngờ anh và bọn họ cùng một bọn, anh cũng theo tôi về một chuyến. Không lâu sau, đồng nghiệp của Vương Trân đến, là một người đàn ông đẹp trai mặc đồng phục. Anh ta liếc nhìn Hoác Thiên Quân và đám người nhà họ Hoác, sắc mặt nhất thời thay đổi, không ngờ bọn họ lại bị Vương Trân bắt được. Huỳnh Nhân thấy rõ mồn một, một, lập tức nheo mắt, rút tay về. Vương Trân chỉ vào đồng nghiệp của cô ta và nói với Huỳnh Nhân. Xin giới thiệu, đây là đồng nghiệp của tôi, Sử Lôi. Xin chào. Huỳnh Nhân chủ động đưa tay về phía anh ta, nhưng mà xử lôi lại chẳng thèm nhìn huỳnh nhân lấy một cái toàn bộ tâm trí đều đổ dồn vào vương chân vương chân cô giỏi thật đấy cấp trên đã dò ngó giao dịch ngầm của nhà họ hoác từ lâu rồi còn đang sầu việc không có đột phá nào thì vừa khéo bị cô bắt chọn một lưới cô lập được công lớn rồi đấy không thật ra là vương chân vội vàng phủ nhận đang định nói ra toàn bộ sự việc thì huỳnh nhân lại khẽ lắc đầu với cô ta ra hiệu cho cô ta đừng phủ nhận vương chân kỳ lạ nhìn huỳnh nhân không hiểu tại sao anh lại nhường công lao của mình cho cô ta, cô ta còn muốn đưa huỳnh nhân đến tổng cục nhận thưởng mà cảnh sát vương chân những gì nên nói tôi đã nói xong rồi nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây huỳnh nhân liếc nhìn xử lôi đó thêm vài lần rồi nhanh chóng lướt ngang qua vương chân lúc đi ngang qua anh thì thầm bên tai vương chân một câu khiến cả người cô ta run lên anh nói đừng quên người yêu của cô đã chết như thế nào sử lôi nhìn thấy huỳnh nhân thì thầm bên tai vương chân ánh mắt lóe lên một tia u ám huỳnh nhân nhìn đồng hồ vẫn còn sớm đột nhiên anh nhớ ra dự án của nhà họ liễu và lệ tinh đã bắt đầu vận hành rồi lệ tinh cung cấp công thức và quy trình sản xuất nước hoa mới tên là thiên sứ còn nhà họ liễu thì chịu trách nhiệm khâu sản xuất hàng loạt nguyên mẫu của loại nước hoa mới thiên sứ chính là con gái của ông ta nên huỳnh nhân vô cùng chú ý đến anh muốn biến nước hoa, thiên sứ, trở thành loại nước hoa bán chạy số một trong nước. Không, phải là thương hiệu nước hoa lớn số một thế giới. Khoảng nửa giờ sau, Huỳnh Nhân đến cửa công ty Áo Tân, anh muốn vào xem thử bên trong ra sao. Thế nhưng vừa bước vào, lồng ngực Huỳnh Nhân ngay lập tức bốc lên lửa giận ngập trời, khiến hai mắt anh như muốn nứt toát ra. Áo hâm giờ thành một đống hỗn độn, từ văn phòng cho đến xưởng sản xuất đều biến thành một đống đổ nát. Đừng nói là sản xuất, cho dù vận chuyển bình thường cũng không làm được ba huỳnh nhân như nghĩ ra gì đó lập tức chạy vọt vào văn phòng huỳnh nhân thở phào nhẹ nhóm cũng may liễu nham không có chuyện gì thế nhưng nửa khuôn mặt của ông ấy sưng vù khóe miệng vẫn còn một vài vết máu trông giống như bị người ta đánh ba ba làm sao thế huỳnh nhân cố nén lửa giận trong lòng trầm giọng hỏi liễu nham xua tay cười khổ nói huỳnh nhân ba không sao chỉ là công ty bị đập nát hết rồi e rằng sẽ rất khó hợp tác với lệ tinh lời nói đầy chua sót ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép huỳnh nhân hít sâu một hơi trầm giọng hỏi ba nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra ai đã đập phá công ty còn có ai đánh ba giọng điệu của anh giống như tiếng sấm rền vang khiến người ta không rét mà run bất cứ ai quen với huỳnh nhân đều biết một khi giọng nói của huỳnh nhân biến thành như thế chứng tỏ anh đã thật sự nổi giận. Liễu Nham thở dài nói: "Ba cũng không biết, một đám người vào đây, chẳng nói chẳng rằng đã đập phá công ty tơi bời. Họ đuổi hết công nhân đi, đập phá hết máy móc rồi bỏ đi, trước khi đi còn nói với ba sau này làm việc phải cẩn thận, đừng đắc tội với những người không nên đắc tội." Ầm. Uhm. Đột nhiên, trong mắt Huỳnh Nhân lóe lên ý muốn giết người, sắc mặt anh cũng lạnh dần, cảm giác lạnh lẽo giống như đồng tuyết tỏa ra, bao phủ khắp nơi ba ba yên tâm chuyện này giao cho con giọng anh khàn khàn con sẽ khiến những người liên quan đến chuyện này phải hối hận nói xong anh chậm rãi đi ra khỏi công ty áo tân anh cũng không hành động ngay mà đứng ở trước cửa công ty chẳng nói lời nào thật lâu sau anh bấm một dãy số giọng điệu điềm tĩnh lưu an giúp tôi điều tra một chuyện ai đã đập phá công ty áo tân và đánh ba tôi tôi muốn có danh sách tất cả những người tham gia. Giọng điệu bình tĩnh, không chút dao động, nhưng lại khiến Lưu An ở bên kia dùng mình. Bởi vì cô ta cảm nhận được một luồng ý muốn giết người mãnh liệt, cho dù cách một chiếc điện thoại nó cũng có thể chùm người cô ta. Gió! Lưu An trịnh trọng đáp lại một tiếng rồi khẩn cấp thông báo cho cấp dưới đi điều tra. Bỗng chốc, toàn bộ dòng chảy ngầm ở thành phố Minh Châu bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, mọi một tầng lớp đều bị ảnh hưởng, Từng cái từng cái mệnh lệnh được truyền xuống một cách nặng nề. Mạng lưới thông tin phân bố khắp Minh Châu đã hoàn toàn tê liệt, chỉ để điều tra một việc là ai đã đập phá công ty áo Tân và đánh người khác bị thương. Chỉ trong 3 phút, Lưu An nhận được thông tin, cô ta lập tức gọi điện cho Huỳnh Nhân. "Thiếu chủ, có kết quả rồi." "Là ai?" Trong câu nói của Huỳnh Nhân ẩn chứa một luồng sát khí ngút trời. Tim Lưu An run lên dù là một người mạnh mẽ như cô ta thì lúc này cũng không khỏi run lên. Là, là nhà họ Liên ở Thượng Thành, nhà mẹ đẻ của Liên Thúy Na. chương 97, Thiên La Địa Võng. Nhà họ Liên ở Thượng Thành. Ánh mắt huỳnh nhân đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một cỗ sát khí lạnh như băng cũng ngưng tụ lại, lặng lẽ lưu chuyển trong không khí. Không khí sền sệt giống như đông đặc lại, một ngạt khiến người ta không thể thở được. Âm âm âm, mây đen bao trùm phía trên, che lắp cả ánh mặt trời, bầu trời trong phút chốc trở nên u ám, dường như ông trời cũng biết huỳnh nhân đang nổi giận, mây đen bao phủ dày đặc. Vâng, đúng vậy. Đầu bên kia điện thoại, Lưu An cũng nín thở, dưới sát khí giận người của huỳnh nhân, cô ta không dám thở mạnh. Vậy người đập phá công ty áo tân và đánh ba tôi là ai? Huỳnh Nhân lại hỏi, là một trong tứ đại thiên vương dưới tay Hoác Ca, tên là Dương Tam. Lưu An vội vàng nói thế lực của Dương Tam nằm ở Thượng Thành. Thật lâu sau, Huỳnh Nhân lại hỏi. Là ai sai khiến? Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, còn có, Liên Truyền Quốc. Liên Truyền Quốc là người đứng đầu nhà họ Liên, ba của Liên Thúy Na, Lưu An tiếp tục nói. Đám người Liên Thúy Na không thể nuốt trôi cục tức đó, nên đã tìm cháu của bà ta là Liên Thần Nhiêu giúp đỡ, Liên Truyền Quốc không biết chuyện này. Đừng nghĩ bản chất hai việc khá giống nhau, trên thực tế nó khác xa nhau nếu chỉ là liên thúy na và liễu cảnh nhiên thì thiếu chủ chỉ đi tính sổ với bọn họ nhưng nếu là chủ ý của liên truyền quốc người đứng đầu nhà họ liên thì sau hôm nay nhà họ liên chỉ còn là quá khứ im lặng tĩnh mịch huỳnh nhân nhắm mắt thật sâu đứng bất động giống như biến thành một bức tượng điêu khắc hàng ngàn suy nghĩ đan sen vướng bận cuối cùng sụp đổ trong đầu huỳnh nhân khi mở mắt ra lần nữa đôi mắt vốn đầy sát khí của huỳnh nhân đã trở nên bình tĩnh sau đó, anh cất giọng từ tốn, ban ra ba mệnh lệnh khiến tim gan Lưu An như muốn vỡ tung. Phân phó Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân phong tỏa tất cả các công ty thuộc tập đoàn của nhà họ Liên ở Thượng Thành, các ngân hàng lớn phải hủy bỏ tất cả tài khoản của nhà họ Liên ở Thượng Thành. Trong vòng một ngày, tôi muốn tất cả người nhà họ Liên phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Đồng thời, bất kể dùng lý do gì, phải tống đám người Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thần Nhiêu vào tù. Cuối cùng, nói với kỳ hạ huy bảo anh ta dẫn người đi giết đám côn đồ đó đánh gãy hai tay kẻ nào đã ra tay đập phá công ty vâng dù trong lòng rất chấn động nhưng lưu an vẫn nhận mệnh lệnh ngay lập tức trong lòng cô ta sớm đã tuyên án tử hình cho nhà mẹ của liên thúy na nếu bọn họ ngoan ngoãn trở về nhà mẹ đẻ thiếu chủ sẽ không không làm gì bọn họ nhưng có ngờ đâu bọn họ lại gan to tài trời vậy mà lại dám phản loạn đập phá công ty của liễu nham thì thôi nhưng nếu đánh ông ấy bị thương, chính là chạm vào miếng vải ngược của thiếu chủ rồi. Sau đêm nay, cả thành phố Minh Châu sẽ không còn nhà họ Liên nữa. Đúng lúc này, bên trong một tòa biệt thự sang trọng của nhà họ Liên, đèn đuốc sáng choang. Một nhóm người đang quây quần với nhau, nói cười rôm giả ăn liên hoan, đó là đám người Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân. Đối diện với họ còn có một thanh niên tuấn tú sáng sủa, ngũ quan cân đối, anh ta là cháu trai của Liên Thúy Na, Liên Thần Nghiêu. Anh ta mở một chai rượu vang đỏ đắt tiền từ tủ rượu, sau đó rót vào ly của mấy người Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân. Gì cả, gì hai, gì ba, Cảnh Nhiên nữa, hiếm khi mọi người về đây, lần này phải ở thêm mấy ngày đấy. Đương nhiên rồi, năm đó gì mù quáng mới gả cho một tên vô dụng như thế. Liên Thúy Na nhấp một ngụm rượu, vừa uất hận nói. Tám, trăm tám ngàn vạn, không chia cho chúng ta một xu nào, gì thấy ông ta là muốn độc chiếm một mình đây mà. Liên thần nghiêu trầm ngâm nửa ngày, nói. Dượng làm như thế thì có hơi không công bằng, năm đó một mình ông ấy đến Minh Châu dốc sức làm ăn, may nhờ có nhà họ Liên chúng ta đã giúp đỡ Dượng ấy, Dượng ấy mới có ngày hôm nay, đúng là không biết điều mà. Liên thần nghiêu dừng một lúc, sau đó lại tiếp tục nói với họ. Các dì yên tâm, chuyện này đã xử lý xong rồi, mọi thiết bị trong nhà máy của Dượng đều đã bị đập nát, công nhân cũng bị đuổi đi. Bây giờ công ty áo tân chỉ là một tòa nhà không, các gì không lấy được tiền, ông ta cũng đừng mong lấy được. Lời này vừa thốt ra, đám người liên thúy na liền nở nụ cười trên môi. Thần nghiêu, trước đây gì không nhìn lầm cháu mà, gì cảm thấy cháu sau này nhất định sẽ có thành tựu, bây giờ thế nào, bị gì nói chúng thật rồi. Liên Thúy Na lập tức đứng dậy, nâng ly nói. Thần Nghiêu, gì kính cháu một ly, sau này dì hai còn nhiều việc cần cháu giúp đỡ hy vọng cháu không từ chối sao có thể chứ liên thần nhiêu lập tức đứng lên cụng ly với liên thúy na hợp tình hợp lý nói dì hai nói đi đâu thế cháu giúp gì là chuyện nên làm mà thế thì tốt thế thì tốt liên thúy na cười tươi như hoa chị hai không cần sau này bây giờ chỉ có thể nhờ thần nhiêu giải quyết tên sao trổi kia liên hồng vân ở bên cạnh bất thình lình lên tiếng sao trổi liên thần nghiêu hơi nheo mắt nghe vậy liên thúy na cũng thở dài nói thần nghiêu cháu còn nhớ trước đây nhà chúng ta có nhận một thằng oắt con mồ côi vô dụng không có tương lai gì làm con nuôi không liên thần nghiêu khẽ gật đầu còn nhớ lúc đó gì gì cả và gì ba đều phản đối kịch liệt phải dẫu sao cũng không phải con cái nhà mình biết đâu nuôi phải một kẻ vong ân bội nghĩa liên thúy na buồn bã nói nào ngờ thật vậy cũng bởi vì ông ta, nhà họ liễu mới bị nhà họ thiểu phá nát, chúng còn cực kỳ xem thường gì và cảnh nhiên. Ông già nhà gì không biết là bị chúng ta gì, cứ luôn bảo vệ cho nó, lời nói cử chỉ cứ như nó mới là con trai ruột của ông ta, còn bọn gì là người ngoài, gì hai rất buồn lòng. Đúng vậy, ông ấy còn bảo con bưng trà rót nước cho anh ta như ở đợ vậy, con còn bị ông ấy tát một cái. Cũng do anh ta ở bên cạnh châm dầu vào lửa, nên ba tôi mới không chịu chia tiền, nghĩ xem, bọn họ đang muốn nuốt riêng số tiền đó mà. Vừa nhắc tới Huỳnh Nhân, Liên Hồng Vân, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Cát Tường đều trở nên oán độc, nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời này. Trên mặt Liên Thần Nhiêu cũng hiện lên vẻ tức giận. Nếu thật sự như lời mọi người nói, thì Huỳnh Nhân đó đúng là không biết điều. Dì hai, Cảnh Nhiên, mọi người yên tâm, tuy Minh Châu không lớn, nhưng nhà họ Liên con ở đây cũng có chút sức ảnh hưởng, muốn khiến anh ta không sống nổi ở Minh Châu, đơn giản lắm. Liên thần nghiêu nói lời sắt son, anh ta nâng ly lên, nói. Nào, để chút giận cho gì hai, chúng ta cạn ly. Cạn ly. Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Hồng Vân cùng nhau nâng ly lên cùng ly với Liên Thần Nghiêu. Keng. Thế nhưng, một lát sau, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Một nhóm đàn ông mặc vest vây quanh một người phụ nữ tóc ngắn, vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi bước vào, bỗng chốc, bầu không khí vui vẻ ban đầu trở nên lạnh lẽo các người là ai sao lại xông vào nhà chúng tôi liên thúy na lập tức đứng dậy định ngăn cản người phụ nữ kia thì bị cô ta lạnh lùng liếc mắt một cái nếu không muốn chết thì tránh ra đột nhiên liên thúy na như rơi vào một hố băng không dám nhúc nhích một bước cô là ai liên thần nghiêu cũng cảm thấy có gì đó không ổn nhanh chóng đứng dậy trịnh trọng hỏi tôi là chủ tịch ngân hàng trần vi người phụ nữ lấy ra một văn kiện đập mạnh xuống bàn lạnh lùng nói. Hiện tại, ngân hàng chúng tôi nghi ngờ các người rửa tiền nên đã đóng băng toàn bộ số tiền của nhà họ lên gửi trong ngân hàng chúng tôi. Ngoài ra, các người đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của ngành, cần phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Từng chữ như nhát dao, cứa vào tim những người có mặt ở đây, nhất thời, cả căn phòng ngập tràn trong bầu không khí tuyệt vọng nặng nề. Chương 98, liên tục gặp nạn. Lời của Trần Vi nói 102, qua một lúc lâu trong nhà họ liên cũng không có chút âm thanh nào. Mặc dù vẻ mặt bọn người liên thúy na, liễu cảnh nhiên, liên hồng vân thì sợ hãi nhưng càng nhiều hơn là sự mờ mịt, bọn họ vừa mới trở về nhà mẹ đẻ nên căn bản không biết xảy ra chuyện gì cả. Liên thần nghiêu run rẩy một trận, sắc mặt anh ta trắng bệch, hai con người không ngừng co rút lại, cả người đờ đẫn. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, liên thần nghiêu lập tức vò tới trước mặt người phụ nữ, nắm chặt tay cô ta. Quý cô này, có phải cô có nhầm lẫn gì không, nhà họ liên chúng tôi luôn giữ đúng khuôn phép làm ăn, sao có thể làm ra chuyện rửa tiền này chứ? Đúng thế, nhất định là ngân hàng các cô lầm rồi, thần nghiêu vừa mới trở về từ nước ngoài, là một thương nhân đàng hoàng, sao có thể đi rửa tiền? Cô không thể ngậm máu phun người được đâu. Mặc dù Liên Thúy Na không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bà ta biết chắc cháu trai của mình đã bị người khác theo dõi, vậy nên bà ta lập tức lên tiếng bảo vệ Liên Thần Nghiêu ngậm máu phun người. Trần Vi nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt tràn đầy thương xót nhìn bọn họ. Cô ta cảm thấy buồn cười, đám người này đã chết đến nơi rồi mà cũng không biết mình chết như thế nào. Đùng, cô ta đập mạnh vào tài liệu, nói. Giấy trắng mực đen trên đây đều viết rõ rõ ràng ràng, còn muốn chối cãi hả? À? Liên thần Nhiêu chưa từ bỏ ý định cầm sổ sách lên, ánh mắt đảo qua từng dãy luồng vốn của ngân hàng. Rất nhanh, từng dòng tài chính lưu động không bình thường hiện ra trước mặt anh ta khiến đôi tay anh ta run rẩy cuối cùng anh ta cũng không cầm nổi sổ sách nữa bạch một tiếng sổ sách rơi trên mặt đất liên thúy na nhặt lên chỉ nhìn thoáng qua thôi mà huyết áp đã lập tức lên cao bà ta hít vào một ngụm khí lạnh rồi đảo mắt một cái hôn mê bất tỉnh mẹ mẹ làm sao vậy thấy tình cảnh này liễu cảnh nhiên lập tức trở nên như kiến trên chảo nóng cô ta đỡ liên thúy na lên dốc sức mà lay hai vai bà ta qua hồi lâu, Liên Thúy Na mới yếu ớt cục cửa lại, nhưng nhìn thấy phần văn kiện kia, bà ta lập tức run ngón tay, chỉ vào nó thét to. Mang đi, nhanh mang đi cho tôi. Trên mặt Liễu Cảnh Nhiên tò mò, rốt cuộc nó là thứ gì mà có thể làm cho mẹ cô ta và anh thần nghiêu sợ đến vậy. Xong, cô ta nhặt nó lên, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà sắc mặt cũng trắng bệch đi, rồi như phản xạ có điều kiện mà ném tài liệu trả lại cho Trần Vi. Trần Vi một phát bắt được tài liệu, cô ta dùng âm thanh lạnh lẽo nói năng hùng hồn. Vật chứng đã ở đây, các người còn định chối cãi không? Bên trong biệt thự hoàn toàn yên ắng, sắc mặt mọi người đều trắng bệch đi. Tim liên thần nghiêu như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, thậm chí đập thôi cũng không được, ngắn ngủi mấy giây như vậy thôi đã làm anh ta cảm nhận được sự một ngạt của cái chết. Ngày nay, phía sau thành công của thương nhân nào mà không có bí mật không thể để người khác biết được, loại chuyện rửa tiền này đã quá thông thường, nhưng dựa vào đâu mà hết lần này đến lần khác nhà họ Liên bọn họ cứ bị trúng chiêu? Trên trán anh ta không ngừng chảy xuống những giọt mồ hôi lạnh bằng hạt đậu, những khoản chuyển không đúng đắn này, rõ ràng là anh ta đã loại bỏ không còn mầm mống nào rồi, sao lại bị tra ra được chứ? Đã vậy còn kinh động đến chủ tịch ngân hàng. Lúc này, trong đầu của anh ta hiện lên một tia sáng, chẳng lẽ có người đứng ở sau muốn trị nhà họ Liên anh ta à? Thế nhưng, mấy năm nay nhà họ Liên cũng chưa từng kết thù với ai rốt cuộc là ai muốn trị nhà họ liên đây? Chẳng lẽ là anh ta? Đột nhiên, liên thần nghiêu giống như là nhớ ra gì đó, anh ta dùng sức, hai tay nắm lấy bả vai của Liễu Cảnh Nhiên, vội vã hỏi. Cha cô ở Minh Châu, có quen biết nhân vật lớn thần thông quảng đại nào không? Bả vai của Liễu Cảnh Nhiên bị tay của liên thần nghiêu nắm đã bắt đầu đau nhức, nhưng cô ta cũng hiểu ý của liên thần nghiêu. Anh thần nghiêu, anh nghi ngờ cha em, Liên thần nhiêu đang định nói chuyện thì liễu cảnh nhiên đã vung tay nói: không thể nào là cha tôi, cứ cho là vì chúng tôi trả thù ông ta một chút thì ông ta cũng không có khả năng đối phó lại chúng tôi đâu. Chúng tôi là con gái của ông ta mà. Hơn nữa mấy năm nay, mặc dù cha tôi đã đứng vững chân ở Minh Châu, nhưng cũng không ăn sung mặc sướng gì, sao có thể biết nhân vật lớn thần thông quảng đại nào được? Liên thần nhiêu nghe vậy, ánh mắt lấp lóe lên rồi tự lẩm bẩm: không phải dưỡng hai. Vậy sẽ là ai chứ? Ngay lúc Liên Thần Nhiêu đang im lặng, Trần Vi lại đọc lên câu cuối cùng trên tài liệu. Xét thấy hành động của nhà họ Liên là trái với pháp luật, vi phạm nghiêm trọng với điều ước, vậy nên mấy người phải bồi thường cho tôi 5 tỷ. ầm! Uhm, nghe thấy con số này, con người mấy người Liên Thúy Na, liễu cảnh nhiên co rụt lại, họ cảm giác bản thân không thể hô hấp nữa. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành một. Lương Duyên Oan Nhiệt Hai bổn cung là hoàng hậu ba, ngài vương, kết hôn nhé. Bốn, vi quang. Bằng 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 Liên thần nhiều còn tốt hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy rất áp lực, anh ta như cá đang mắc cạn trên bờ, chỉ còn chút hơi tàn. Chờ chút, chờ chút, chủ tịch Trần. Liên thần Nhiêu hít sâu một hơi, cưỡng ép mình bình tĩnh lại, sau đó anh ta cắn răng nói với trần vi tiền thì chúng ta có thể bồi thường nhưng tôi yêu cầu mấy người phải điều tra rõ chuyện này nhất định là có người có mưu đồ hiểm ác hãm hại sau lưng nhà họ liên chúng tôi được thôi trần vi ngoài cười nhưng trong không cười cô ta nhìn về phía liên thần nghiêu ánh mắt tràn đầy thương xót người có mưu đồ hiểm ác xem ra bọn họ còn chưa rõ là mình đắc tội với nhân vật lớn như thế nào rồi tôi khuyên mấy người nhanh trả nợ này, bằng không, tôi sẽ dùng đến pháp luật. Trần Vi lạnh lùng cười. Liên thần nghiêu cắn răng thật chặt, mặt âm trầm, anh ta run rẩy lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện. Trước đó Trần Vi đã nói rõ rõ ràng ràng, tiền tiết kiệm trong ngân hàng của nhà họ Liên họ đã bị xóa về không, hiện tại họ chỉ có thể xoay sở mắt xích tài chính của tập đoàn công ty dưới chướng mới có thể giải quyết nguy cơ lần này thôi. May thay, hai năm qua nhà họ Liên và nhà họ Trịnh cũng tiến vào giai đoạn hợp tác tốt đẹp, nên họ cũng miếng cưỡng từ gia tộc hàng 2 lên gia tộc hàng nhất. Chỉ 5 tỷ thôi, nhà họ Liên họ vẫn có thể lấy ra được. Đang lúc anh ta định gọi số thư ký của mình thì một chiếc di động khác của anh ta vang lên. Là di động riêng của anh ta. Hơn nữa, vừa nhìn vào thông báo, là thư ký của anh ta gọi. Bình thường thì chỉ khi xảy ra chuyện vô cùng khẩn cấp, thư ký của anh ta mới gọi điện thoại cá nhân của anh ta. Trên trán liên thần nghiêu toát ra mồ hôi lạnh dày đặc, vào giờ phút này, anh ta thậm chí không dám nhận điện thoại riêng của mình. Điện thoại anh gieo lên kìa, Trần Vi ở một bên thản nhiên nhắc nhở. Ước ừ, ực. Ừ. liên thần nghiêu dốc sức nuốt mấy ngụm nước nước, ấn phím nhận điện thoại. Chủ tịch, đã xảy ra chuyện lớn. Điện vừa kết nối thì đã truyền đến giọng nói vô cùng hoảng sợ của thư ký công ty của chúng ta đã bị niêm phong để kiểm tra. Cái gì? Con người liên thần nghiêu co rụt lại. Còn tiền trong công ty thì sao? Sung, sung công. Ông, sau câu nói này của thư ký, liên thần nghiêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt anh ta tối sầm lại, ngã ngồi trên sofa. Những công ty khác thì sao? Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Cũng, cũng bị niêm phong kiểm tra. Âm thanh của thư ký cũng mang theo sự hoảng sợ cùng cực. Chủ tịch, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tất cả công ty dưới chướng nhà họ liên chỉ trong một đếm đã bị niêm phong toàn bộ chứ? Câu nói tiếp đó liên thần nghiêu đã không thể nghe rõ nữa, sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, làm cho cả người anh ta như vừa mới được vớt lên từ sông vậy. Anh ta nhanh chóng che tay lên tim, giờ phút này, anh ta cảm thấy trái tim của mình đã đột một ngừng đập rồi. Trong một đêm, tất cả công ty dưới chướng nhà họ liên đều bị niêm phong, rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào mới có năng lực thần thông quảng đại này chứ? chương 99, nhà họ liên diệt phong. Anh thần nghiêu, đã xảy ra chuyện gì? Liễu cảnh nhiên cũng chú ý tới bộ dạng khác thường của liên thần nghiêu, trong lòng cô ta cũng lập tức hơi hồi hộp. Khối nợ nần 5 tỷ cách xù, hiện tại, liên thần Nhiêu trước mắt này là hy vọng duy nhất của bọn họ, nếu anh ta lại xảy ra chuyện gì thì... Nhưng, dường như liên thần nghiêu không nghe thấy lời liễu cảnh nhiên nói, mặt anh ta vẫn tái nhợt và cúi đầu như cũ, một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì nắm chặt đầu của mình, tóc cũng có mấy sợi bị giật xuống. Anh thần nghiêu, liễu cảnh nhiên lo lắng nhìn liên thần nghiêu, vốn định nói tiếp thì lại phát hiện cánh tay đang cầm điện thoại của liên thần nghiêu khẽ run rẩy. Từng đường gân xanh giống như mấy con rắn nhỏ bò lên tay của anh ta, nhìn thôi cũng thấy giật mình. Chủ tịch, chúng ta nên làm gì? mấy người phụ trách công ty dưới trướng đều đã bị người của phòng điều tra kinh tế gọi đi tra hỏi rồi. Bang! 15 phút sau, liên thần nghiêu luôn tao nhã vậy mà lại trở nên vô cùng táo bạo, anh ta trực tiếp ném điện thoại rơi ẩm xuống đất. Giọng nói hoảng sợ của thư ký cũng im bặt đi, toàn bộ phòng khách yên tĩnh một cách chết chóc và ngập chìm trong tuyệt vọng nồng nặc. Người đồng hành sau lưng Trần Vi đều thờ ơ không chút dao động, bọn họ lạnh lùng nhìn nhà họ liên đã xa vào vũng bùn, ngay cả một tia thương xót cũng không có sao đây lấy được tiền chưa trần vi liếc nhìn liên thần nghiêu lạnh nhạt hỏi năm tỷ phí bồi thường vi phạm hợp đồng khi nào trả bọn người liên thúy na liễu cảnh nhiên ngay cả tư cách lọt vào mắt trần vi cũng không có chủ tịch trần sắc mặt liên thần nghiêu biến hóa một phen rồi lại do dự một phen cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên nhìn trần vi nói năm tỷ thật sự quá nhiều có thể để thong thả mấy ngày không? Không đợi Liên Thần Nhiêu nói xong, Trần Vi đã vô tình ngắt lời anh ta. Anh coi đây là chợ mua bán thức ăn à? Nói thong thả thì thong thả hả? Liên Thần Nhiêu cắn răng nói. Thế nhưng, mới đây thôi, công ty chúng tôi bị niêm phong kiểm tra rồi. Đối với kết quả này, Trần Vi không có chút ngoài ý muốn nào, cô ta cười miệng nói. Vậy là không có tiền bồi thường đúng không? Vâng, lúc nói ra chữ này, trong miệng liên thần nghiêu phát ra tiếng răng rắc, răng cũng cắn nát rồi. Vậy cũng không có cách nào. Trần Vi quay đầu nhìn về phía những người kia, giọng điệu lạnh nhạt. Thông báo công ty dọn nhà, rời tất cả bất động sản dưới chướng nhà họ liên đi. Cô ta vừa phân phó xong, sau lưng đã một một người đàn ông bộ dạng như là thư ký tiến lên trước, trong tay còn cầm một phần văn kiện. Liên tiên sinh, đây là thỏa thuận gán nợ bất động sản, cậu ký tên lên đây một chữ là được. Sắc mặt Liên Thần Nghiêu tái mét, tức giận nhìn mấy người Trần Vi, nhưng giận thì giận chứ không dám nói gì, anh ta chỉ có thể tức giận cầm bút rồi ký tên mình lên tờ hợp đồng. Trần Vi thu văn kiện lại, sau đó xoay người rời đi. Trước khi rời đi, cô ta còn nói với Liên Thần Nghiêu một câu. Bất động sản của nhà họ Liên, tôi sẽ quy đổi ra căn cứ theo giá trị vốn hóa thị trường, sau đó khấu trừ qua, giá trị vốn hóa thị trường còn thiếu bao nhiêu thì mấy người vẫn phải trả như cũ. Đúng rồi, nhắc nhở một chút, phần này hợp đồng này có hạn định suốt đời. Trần Vi quay đầu lại, bổ sung thêm. Nói cách khác, nếu như cả đời này cậu không thể trả hết 5 tỷ này thì người thân của cậu, chỉ cần là người có huyết thống của nhà họ Liên, bao gồm cả đời sau của cậu, đều phải tiếp tục trả nợ số tiền này. Ầm. Um, lời này vừa nói ra, không chỉ Liên Thần Nhiêu tái mặt đi mà ngay cả Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân đều dùng hết cả mình, trong mắt mang theo sự tuyệt vọng sâu sắc đây chẳng phải là nói, họ cũng phải trả nợ này sao? Trần Vi nhếch miệng, nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn rồi dẫn người rời đi. Chỉ mình cô Trần Vi cũng đủ làm toàn bộ nhà họ liên rơi vào địa ngục rồi, huống chi, đây chỉ mới là bắt đầu. Ai bảo nhà họ liên chọc phải nhân vật lớn không thể nào tưởng tượng nổi làm chi? Còn về vị nhân vật lớn này là ai, thì ngay cả là chủ tịch Trần Vi cũng không có tư cách gặp được. Vừa nghĩ đến đây, Trần Vi bất chợt dùng mình một cái, ánh mắt mang theo hoảng sợ và kính nể đến cùng cực. Nhà họ Liên vẫn tĩnh mịch như cũ. Công nhân của công ty dọn nhà ra ra vào vào dọn đồ đi, cứ vậy mà dọn đi tất cả đồ vật trong biệt thự ngay trước mặt bọn họ. Cuối cùng, phịch một tiếng, cửa lớn đóng lại, mấy người Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân còn có cả Liên Thần Nhiêu đều bị đuổi ra ngoài. Gió lạnh lẽo, Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên cóng đến đỏ bừng mặt, họ không nhịn được quấn chặt quần áo. Chỉ một chớp mắt, bọn họ đã phải rối lòng thối ruột. Vốn tưởng rằng chỉ là trở về nhà mẹ đẻ, thuận tiện mượn sức nhà mẹ để đè ép liễu nham, để ông ta biết một chút lợi hại của nhà họ liên, thế nhưng kết quả lại đeo thêm khoản nợ 5 tỷ cách xù. Mẹ, hiện tại chúng ta phải làm sao? Ánh mắt liễu cảnh nhiên đờ đẫn không có tiêu cự, ngơ ngác hỏi. Con hỏi mẹ, mẹ biết hỏi ai đây? Liên Thúy Na cũng ngây người như phóng đứng đầu đường, vừa nghĩ đến chuyện phải trả món nợ này, bà ta liền có cảm giác bị ép vỡ. Ánh mắt Liên Thần Nhiêu lóe lên một vòng tàn nhẫn, gọi cho một người tên là Dương Tam. Chính là một trong tứ đại thiên vương, thuộc hạ dưới tay Hoắc Ca, Dương Tam. Trần Vi kia hùng hổ dọa người như thế, vậy thì, không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến cùng. Alo, anh Tam. Điện thoại được kết nối, Liên Thần Nhiêu vừa định nói mục đích của mình, lại nghe trong điện thoại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. A, à, ầm ầm, kèm theo đó còn có tiếng vang cực lớn do vật thể to lớn rơi xuống. Ngay lập tức, trong lòng liên thần như hơi lộp bộp, giọng nói rồn rập không thôi. Anh Tam, anh bên đó xảy ra chuyện gì thế? Xì xì xì, tín hiệu điện thoại bên kia kém, liên thần như chỉ có thể nghe được một trận mắng chửi đứt quãng. Còn dám gọi điện thoại, mẹ nó nở mờ giết nó cho ông một tiếng mỉa mai, điện thoại cúp. Trong nháy mắt, liên thần nhiêu không khỏi run lên. Anh ta bên này xảy ra chuyện, Dương Tam bên kia cũng đồng thời xảy ra chuyện, sao lại trùng hợp đến thế? Mấy phút sau, điện thoại thông báo một vụ hỏa hoạn, địa điểm là khu vực dưới trướng của Dương Tam. Cả người liên thần nhiêu run lên, nếu như lúc này anh ta còn không rõ chuyện gì xảy ra thì anh ta chính là thằng ngu. Anh ta cảm giác được, một tấm lưới lớn vô hình đang bao phủ nhà họ liên nhanh, chúng ta trở về nhà họ Liên. Liên thần nhiều giống như nhớ ra gì đó, sắc mặt đột một thay đổi, trận một chiếc taxi lại, cấp tốc đuổi về khu nhà nhà họ Liên. Mười phút sau, Liên thần nhiều vừa xuống xe đã nhanh chóng chạy vào nhà lớn nhà họ Liên. Nhưng mà, bày ra trước mắt anh ta vẫn là những người công nhân đến đến đi đi đang dọn nhà, đang trật tự, thản nhiên mà chuyên trở hết tất cả những thứ đáng tiền trong nhà. Ba, ông nội, Liên thần nghiêu nhìn thấy tất cả dòng chính của nhà họ Liên đều đang chật vật và giận dữ đứng ngoài cửa nhà họ Liên, chờ mắt nhìn đồ trong nhà bị trở đi. Đùng! Thấy Liên thần nghiêu lại đây, Liên truyền quốc lập tức tát một tát nặng nề lên mặt anh ta. Sắc mặt ông ta tái xanh, giận không nhịn nổi. Thằng cháu bất hiếu này, mày chọc phải phiền phức lớn gì bên ngoài rồi. Một tát này Liên truyền quốc tát rất nặng, nó nhanh chóng làm nửa bên mặt của Liên thần nghiêu sưng to lên, anh ta có phần ấm ức nói. Ông nội, không có nhé, là có người muốn trị nhà họ Liên chúng ta. Không có. Liên truyền quốc nghe vậy, càng nổi trận lôi đình hơn, ông ta lớn tiếng gào thét. Mày nhìn dáng vẻ hiện tại của nhà họ Liên chút xem, là dáng vẻ gì? Công ty bị niêm phong, tài sản sung công, nợ trả không hết, ngay cả nhà cũng mất. Nhà họ Liên bị hủy rồi. Chương 100, phế vật nhưng lại không phế bộ dạng lúc này của liên truyền quốc làm tim liên thần nhiêu đau nhói người bố luôn luôn ôn hòa sáng suốt giờ lại giống như người điên mà giống lên trước mặt anh ta những người khác trong nhà họ liên bao gồm cha mẹ anh ta cũng đều mang vẻ bi thảm thần nhiêu con nói cho mẹ rốt cuộc là con đã chọc đến ai đúng lúc này mẹ của anh ta là liên tuyết lâm cũng lập tức vò tới trước mặt anh ta hai tay bà ta nắm chặt khuôn mặt anh ta bộ dáng sụp đổ điên cuồng hét lên công ty của nhà họ Liên không còn, tất cả nhà cửa, xe thuộc sở hữu của nhà họ Liên cũng bị lấy đi, lại còn mang thêm một khoản nợ phí bồi thường vi phạm hợp đồng cách xù nữa. Giờ ngay cả việc tối nay ở đâu cũng thành một vấn đề, về sau biết sống thế nào đây? Ba ta lay người Liên Thần Nhiêu một cách kịch liệt, còn Liên Thần Nhiêu thì mắt đã như mắt của con rối giật dây đờ đấn, không có tiêu cự. Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân lúc này cũng không dám nói câu nào, chỉ có thể ôm nhau thật chặt, Tất cả mọi người gần như đã có thể xác định, có người ở thành phố Minh Châu muốn trị nhà họ Liên họ, đồng thời cũng đã dồn ép họ đến đường cùng, nhưng châm chọc thay, ngay cả là ai đang muốn chơi bọn họ, họ cũng không biết được. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải cùng cấp bậc. 10 phút sau, người của công ty dọn nhà đã chuyển rời tất cả đi hết, nhân viên ngân hàng cũng đóng toàn bộ cửa nhà nhà họ Liên lại. Nhân viên ngân hàng đi đến trước mặt Liên Truyền Quốc, lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta. Nguyên Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhà họ Liên chẳng qua cũng chỉ là một gia tộc hạng một nhau nhỏ thôi, người có thể diệt mấy người, chỗ nào cũng có cả. Liên truyền quốc đã lớn tuổi rồi, sao có thể chống đỡ với loại uy hiếp này? Ngay lập tức ông ta hít thở không thông, hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Ông nội, toàn bộ vai vế thấp trong nhà họ Liên rối loạn lên, sắc mặt ai cũng tái nhợt đến cùng cực. Cũng không ít người lạnh run lên. Trời muốn diệt nhà họ Liên ta mà. Truyền thừa từ trước đến nay của nhà họ Liên đều đã bị phá hủy trong tay mấy người rồi. Một cụ lão trong nhà họ Liên vô cùng đau đớn mà hét to một tiếng, sau đó ông ta chỉ tay về bọn người Liên Thần Nghiêu, Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên rồi hôn mê bất tỉnh. Ông cả. Những người khác cùng đi nâng ông cả lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì, gọi xe cứu thương đi. Vẫn là Liên Thần Nghiêu phản ứng lại trước, giống to lên. Da mặt anh ta run rẩy dữ dội, vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Một đám vai vế thấp trong nhà họ liên thấy vậy, vội vã lấy điện thoại gọi 120. Trong lúc đợi xe cứu thương đến, khi nhìn cảnh phồn hoa ở chợ đêm Minh Châu, trong mắt bọn họ lại mang theo một phần cảm giác mờ mịt. Gió lạnh đến thấu xương, sau này, nhà họ liên bọn họ phải đi nơi nào đây? Cùng lúc đó, tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế Huỳnh Nhân đứng chắp tay, ánh mắt anh lạnh đến thấu xương, anh giống như một vị vua tối cao đang quan sát toàn bộ Minh Châu đang bị màn đêm bao phủ. Hôm nay, anh không theo Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Như về nhà mà cứ khăng khăng ở lại tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế này đợi chờ tin tức. Nhìn thì bình tĩnh nhưng thật ra sát ý đã lan rộng ra rồi. Cũng may là Liễu Nham chỉ mới bị đánh thôi đấy, nếu mà ông có chút chuyện ngoài ý muốn nào thì không ai biết Huỳnh Nhân sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đâu với sức ép thật sự của huỳnh nhân, chỉ cần ra lệnh một tiếng, dùng trăm vạn kỵ binh, thì việc san bằng toàn bộ Minh Châu cũng không phải không thể. Ken ken ken. Đúng lúc này, Lưu An gọi đến, báo cáo tình huống bên nhà họ Liên. Cậu chủ, tất cả đã làm theo phân phó của anh, tất cả xí nghiệp dưới chướng nhà họ Liên đã bị niêm phong, toàn bộ tiền tiết kiệm trong sổ sách đều sung công, đồng thời còn phải bồi thường 5 tỷ phí vi phạm hợp đồng. Trước mắt thì tất cả bất động sản dưới danh nghĩa của nhà họ Liên đều bị cầm đi thế chấp, chủ nhà họ Liên, Liên Truyền Quốc và vị ông cả cũng đã giận đến khó thở mà té xỉu rồi, lúc này họ đang cấp cứu ở bệnh viện. Biết được kết quả này, mặt Huỳnh Nhân cũng không thay đổi chút nào cả, anh hờ hững gật đầu. Làm rất tốt, kết quả hai việc còn lại thế nào? Kỳ Hạ Huy phái người thiêu đốt hang ổ của Dương Tam, anh ta đã chết. Cảnh sát còn đang ở trên đường trong vòng nửa giờ nữa là có thể mang bọn người liên thúy na, liễu cảnh nhiên đi rồi. Rất tốt, ánh mắt huỳnh nhân lóe lên một vòng tàn nhẫn. Tôi muốn để chúng biết được, đây chính là kết cục chạm đến vảy ngược của tôi. Bỗng nhiên, Lưu An giống như nhớ ra gì đó. Thiếu chủ, những xí nghiệp bị niêm phong của nhà họ liên kia nên xử lý thế nào? Huỳnh Nhân lạnh nhạt nói, với đầu óc của liên truyền quốc thì ông ta nhất định sẽ phản ứng lại thôi, khi nào ông ta nhận tội thì khi đó giải phong. Vâng, thiếu chủ. Cúp điện thoại xong, Huỳnh Nhân tiếp tục nhìn cảnh tượng còi báo động vòng quanh bên ngoài, sắc mặt anh lạnh lẽo. Tối nay, Minh Châu, chắc chắn là một đêm không ngủ. Bệnh viện hàng đầu thành phố Minh Châu, phòng cấp cứu. Bọn Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thần Nhiêu, Liên Tuyết Lâm lo lắng mà chờ ngoài cửa, cho đến khi đèn trên cửa chuyển từ đỏ sang xanh họ mới vọt thẳng vào. Bác sĩ, ông nội tôi thế nào rồi? Liên thần như một phát bắt được bác sĩ tay, lo lắng hỏi. Bệnh nhân đã chuyển đến phòng an toàn, may mà cấp cứu kịp thời, bằng không thì muộn mất. Bác sĩ nói, hiện tại mọi người có thể vào xem rồi. Cảm ơn bác sĩ. Người nhà họ liên liên tục nói cảm ơn sau đó xông vào phòng bệnh, liếc mắt là thấy được liên truyền quốc đang nằm trên giường bệnh ngay. Ông ta vừa mới cấp cứu xong, sắc mặt còn tái nhợt, nhưng vẫn may là đã cứu được rồi ông nội ông không có việc gì quá tốt rồi liên thần nghiêu đứng trước mặt liên truyền quốc kích động nói nếu như ông mà ngã thì nhà họ liên thật sự xong rồi đùng liên truyền quốc tát một cái vào mặt liên thần nghiêu giận dữ nói tao là bị thằng nghịch tôn mày làm cho còn sống mà phải tức chết đấy nhà họ liên thành như vậy đều là do mày đắc tội với nhân vật lớn nào rồi ông nội con không có mà vậy mà lại bị tác một cái nữa liên thần nhiêu lập tức run rẩy anh ta kêu oan bố con có thể làm chứng mấy ngày nay thần nhiêu thật sự không làm chuyện xấu gì liên thúy na không nhìn nổi cảnh này bà ta cau mày nói với liên truyền quốc trừ việc nó giúp con dạy dỗ thằng chồng không có lương tâm bên ngoài ra thì không đắc tội với ai cả cô nói cái gì cơ ánh mặt liên truyền quốc bỗng nhiên thay đổi ông ta lập tức trở nên kích động tát một tát lên mặt liên thúy na kể lại đầu đuôi mọi việc cho tôi Liên Thúy Na bị một tát này làm cho bối rối, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của cha mình, bà ta không dám cãi lại mà thành thành thật thật kể lại ngọn nguồn mọi việc một lần. Có phải tên phế vật Liễu Nham kia quen biết một nhân vật lớn tầm cỡ nào không? Liên Truyền Quốc gầm thét với Liên Thúy Na. Không thể nào, ông ta không có bản lĩnh này. Liên Thúy Na cũng choáng váng, ngơ ngác nói. Ông ta có bao nhiêu cân lượng con đều biết rõ rõ ràng ràng, chứ nếu không, đã nhiều năm như vậy rồi sao nhà họ Liễu vẫn còn chưa thoát khỏi gia tộc hạng bét. Mày nói láo, liên truyền quốc giống giận ngắt lời liên Thúy na, ông ta ước gì có thể xông lên đánh chết đứa con gái này. Không có bản lĩnh mà có thể lôi kéo 880 triệu tiền tài trợ à. Tất cả công ty dưới danh nghĩa nhà họ liên cả năm cũng chỉ kéo được một tỷ tiền tài trợ mà thôi. Lời này vừa ra lập tức làm Liên Thúy Na choáng váng tại chỗ. Không chỉ Liên Thúy Na, mà mấy người liễu cảnh nhiên, Liên Hồng Vân cũng choáng váng theo. Trong đầu họ hiện lên một cái tên, cuối cùng, vẻ mặt họ trở nên hoảng sợ. Chẳng lẽ là tên phế vật kia? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 100.